Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 6. Ai, quên đi, ta còn là trước giúp người chữa thương đi. Trần Phi thở dài một hơi, cũng lười đang tìm tư điểm ấy chuyện hư hỏng, mở miệng nói. Chữa thương, không phải là trước người đã giúp ta xử lý tốt sao? Triệu Hâm nghi ngờ mở miệng nói. Tên kia khả năng nhãn lực kính nhi thiếu, không nhìn ra ngươi còn trúng độc, nếu là không quản nói, tối đa một đêm, người cái này trên lưng vết thương chu vi nhất định sẽ nát vụn rơi. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói còn có, ta cần giúp ngươi hành châm huyệt vị đều ở đây ngươi phía sau lưng, thay lời khác mà nói, sẽ là của ngươi cởi áo ra. Không được. Triệu Hâm sắc mặt ửng đỏ, trực tiếp cự tuyệt. Được chưa, thương bệnh không kỵ trị, hiện tại không có thể như vậy ngươi đùa giỡn tiểu tính tình thời gian, xé kéo. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười, theo cơ nhiên động thủ xé rách đối phương mặc áo, lộ ra trắng nõn phía sau lưng. Ngươi làm gì a? Triệu Hâm lúc này cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Trần Phi dám lớn mật như thế, ở trước mặt nàng liền đem của nàng mặc áo cho xé rách, hơn nữa còn là ở hắn lúc thanh tỉnh. Làm gì, cứu ngươi a? Trần Phi nhìn đối phương muốn ăn thịt người ánh mắt, bất đắc dĩ trong còn là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn thừa nhận, trước mắt hắn nữ nhân này vóc người bốc lửa quả thực tốt quá phận, thị uy bí thư, lồi lõm có hứng thú, đặc biệt hắn bộ ngực đứng thẳng hai ngọn núi vẫn bị buộc ngực trói buộc, lại còn là như vậy đáng chú ý. Nếu triệt để thả lỏng kỳ ràng buộc nói, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Như người vậy không khó thụ sao? Trần Phi đi sang một bên cầm đặt ở tửu điếm gian phòng đồ dự bị ngân châm. Một bên phiết theo buộc ngực nói. Ai cần ngươi lo, Triệu Hâm đầu vung, tuy rằng sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng thanh âm còn là lạnh như băng nói. Đi nữa, ta cũng không phải muốn trộm nhìn ngươi, ta chỉ là ở giúp ngươi chữa thương mà thôi. Còn có, ngươi cái này buộc ngực sợ rằng được cởi. Trần Phi thận trọng nói. Ngươi dám, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết a? Triệu Hâm lúc này có thể nói là triệt để muốn điên. Đều xé rớt của nàng mặc áo còn chưa đủ, cư nhiên, lại còn muốn ở hắn lúc thanh tỉnh cởi ra của nàng buộc ngực, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta nói ngươi tuổi quá trẻ, thế nào tự cố chấp như vậy chứ? Ba ba mụ mụ của ngươi không dạy qua ngươi xem thầy thuốc thời gian, đừng kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ, bác sĩ trong mắt không có phân biệt giới tính. Trần Phi bày làm ra một bộ giáo huấn miệng, tận tình khuyên bảo nói. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể một chút đánh ngất xỉu đối phương, ý vọng. Khụ khụ, trị liệu thương thế, có thể hiển nhiên, hắn cũng không phải như vậy ác tha người. Ta mặc kệ, người hoặc là cứ như vậy cho ta trị, hoặc là cũng đừng quản ta, chờ ta tự nghĩ biện pháp. Ta còn không tin cái gì độc có thể muốn ta Triệu Hâm mệnh. Triệu Hâm kiên quyết cự tuyệt nói. Ai, ta nói ngươi như thế tựu, Trần Phi nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta giảng đạo lý. Trời đất chứng giám, cái này thật không vậy hắn muốn chiếm đối phương tiện nghi gì, mà là độc này là thật có như vậy một ít phiền phức, bằng không, trước vì nàng làm giản đơn xử lý bác sĩ, cũng sẽ không phát hiện đến. Cho nên nói hiện tại tình huống này là không có cách nào khác kéo được, nếu không, thật muốn độc nhập phế phủ, ẩn vào gân mạch, vậy thực sự phiền toái. Quên đi, coi như ta ngày hôm nay không may. Rơi vào đường cùng. Trần Phi cũng chỉ có thể oán giận vậy đích thì thầm một tiếng, không nhắc lại muốn cởi bỏ buộc ngực chuyện tình. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ lấy ra nhằm vào trong túi nhất châm, lấy tu chân giới vị cao nhân kia truyền thừa tinh vị kỳ nhằm vào trong nhập môn thức, bắn ra hai chấn, chấn động hai huyệt, dưới nhằm vào như thiểm điện vậy đâm vào đối phương ngón cái lưng tiết một, trung ương tuyến thượng, cái này có một huyệt vị tên là chế ô huyệt vị, đối với da thối giữa có hiệu quả. Ngân châm vào cơ thể, nhẹ nhàng đạn chấn. Hắn lại lấy ra hai nhằm vào lấy đặc biệt thủ pháp đâm vào Triệu Hâm bên hông trọng yếu huyệt vị, chỉ là, xem hắn chuẩn bị một chút cuối cùng nhất châm thời gian, hắn lại do dự, bởi vì, châm này muốn dưới huyệt vị chính là ở trước ngực dưới ba tấc địa phương, là hắn lúc này sở hành một bộ này trận pháp hạch tâm, then chốt. Ta muốn hạ tối hậu nhất châm, suy nghĩ một chút, Trần Phi nhịn không được mở miệng nói. Triệu Hâm liếc hắn một cái, không nói gì. Châm này sở hạ vị trí có chút đặc biệt, người được phối hợp ta. Thấy thế, Trần Phi chỉ có thể nhắm mắt nói. Đặc biệt, ở đâu? Triệu Hâm trong lòng có loại không tốt ngôn ngữ, nhìn Trần Phi thấp giọng nói. Ngạch, trước ngực dưới ba thốn. Trần Phi ngạch nửa ngày, đại đạo. Cái gì?
Triệu Hâm nghe vậy ngay tức khắc trên mặt đỏ bừng một mảnh, trong lòng tràn ngập đề phòng, không cần suy nghĩ tự quyết tuyệt nói không được, tuyệt đối không được. Phải biết rằng hắn tuy rằng đều có thể đủ mặt không đổi sắc sát nhân, nhưng cái này giữa nam nữ tiếp xúc, hắn nhưng vẫn là tinh khiết không được, một lần cũng không có quá, vì vậy làm sao có thể tiếp thu lớn như vậy chừng mực chuyện tình. Ta nói ngươi thế nào tự một cây gân a, ta là ở cứu ngươi, ngươi đừng đem sự tình nghĩ như vậy ác tha, có được hay không? Trần Phi cũng là có chút tức giận, khó chịu mở miệng nói. Đây tột cùng là ai thụ thương a? Vậy cũng không được, ngươi, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta ngay tức khắc tự sát ở trước mặt ngươi. Triệu Hâm hình như hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Ngươi, ta dựa vào, Trần Phi nhìn không được sổ một câu thô tục. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị yên lặng lại. Triệu Hâm có chút hư nhược dựa vào tổng thống phòng xếp trên ghế salon, mắt liếc trộm sắc mặt có chút bất đắc dĩ Trần Phi, trong lòng thoáng qua một tia xin lỗi, do dự nửa ngày, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua trong lòng ma chướng, vì vậy chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng xin lỗi, trầm mặc không nói. Làm tỉnh công an thính tinh anh nồng cốt, hắn đương nhiên minh bạch Trần Phi nói đúng, biết rõ chúng độc, lại kiêng kỵ nhiều như vậy, rất hiển nhiên cái này cũng không lý trí. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào tiếp thu cái loại này phương thức trị liệu, mãi bất quá nội tâm đạo kia khảm, cũng chỉ có thể thôi. 3. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt động thủ một cái con dao chém vào cổ nàng trên, đem đánh ngất xỉu. Xin lỗi a, xin lỗi, khả năng này không thể trách ta. Ai bảo ngươi thương nặng như vậy, lại trúng độc, làm một bác sĩ, ta có thể làm không được làm như không thấy. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Trần Phi nói nhỏ nói. Hắn đây cũng là quả thực không có biện pháp, bởi vì hiện nay tình huống này quả thực cấp bách, nếu vẻn vẹn chỉ là thông thường độc, hắn cũng không đến mức như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên. Đến mức chuyện kế tiếp tự trở nên giản đơn hơn, dù thế nào mọi người ngất đi thôi, Trần Phi cũng lười lại ẩn giấu cái gì. Trực tiếp vận dụng linh khí cộng thêm vị kia tu chân giới cao nhân sở truyền thừa quỷ cốc thập tam châm, dễ dàng làm xong tất cả, toàn bộ quá trình không vượt lên trước 10 phút. Quỷ cốc thập tam châm, cùng trong vòng thịnh truyền quỷ môn 13 nhằm vào tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai bộ châm pháp. Người trước đến từ chính tu chân giới, đây chính là có thể vi trong truyền thuyết tu chân giới trị liệu họa bệnh thần thông châm pháp. Tự nhiên không phải là người sau chính là một cái phàm tục châm pháp có thể sánh ngang, kém khá xa. Cứ như vậy, Trần Phi đang vì đối phương trị liệu hoàn tất sau, hận thức thời lưu hắn một người ở Tổng thống phòng xếp nghỉ ngơi, bản thân mặt khác đi mở một gian phòng tu luyện đi. Đợi được ngày thứ hai Trần Phi ở trên đi Tổng thống phòng xếp tìm người thời gian, lại phát hiện người đã đi lầu trống. Tửu điếm công nhân nói hắn thiên không sáng tựa hồ cũng đã một người ly khai. Thật đúng là nhất khác đều không muốn lãng phí a, Trần Phi nhịn không được cảm thán. Rất hiển nhiên, hắn minh bạch đối phương là muốn mau sớm đem trong tay trọng yếu chứng cứ đưa trở về, tránh cho phức tạp. Nghe hắn tối hôm qua khẩu khí kia, lá thư này còn có đúng giấy tờ nếu là lấy về nói, vị kia trên cơ bản là có thể xác định rơi đài, nếu là như vậy. Trần Phi như vậy nỉ non, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng điện thoại này. Là Hoàng Thúc sao? Hoàng Đào đêm qua một đêm đều ngủ không ngon, trong lòng một mực nhiều lần cân nhắc muốn xử lý như thế nào tối hôm qua sự kiện kia. Theo lý thuyết, chính phủ công an bộ phận then chốt nội phát sinh loại sự tình này, đừng nói là phân cục trưởng, thì cục công an cục phó, mặc dù là hắn cái này thường vụ phó thị trưởng, nói khó nghe giờ, đều có chút phạm sai lầm lớn. Chớ nói chi là, phương diện này còn liên lụy đến một cái liên hắn đều trong lòng cảm thấy kính úy Trần Phi. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay lúc này kỳ đoạn quá mức mẫn cảm, gần nhiệm kỳ mới tuyển cử, cái này đối với hắn mà nói quá mấu chốt, vì vậy giảng thành thật nói hắn cũng không muốn phức tạp. Thế nhưng, nếu điệu thấp xử lý nói, hắn lại không biết Trần Phi bên kia có thể hay không không hài lòng, điều này làm hắn cảm thấy thập phần làm khó. Ngay hắn như vậy thế khó xử thời gian, chợt nhận được Trần Phi gọi điện thoại tới, nhất thời cả người một cái giật mình, chuyển được điện thoại nói Trần bác sĩ ngươi sớm a. Không biết. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị điện thoại bên kia Trần Phi cắt đứt, người sau dò hỏi Hoàng Thúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu cái kia cái gì Mạc Thành cũng thai, hắn những thủ hạ kia vây cánh sẽ như thế nào? À, ngươi, ngài nói cái gì? Hoàng Đào vừa nghe lời này mồ hôi lạnh đều sợ đi ra, cảm giác buồng tim của mình không khỏi mạnh nhảy giật mình,
cầm điện thoại di động hai cái tay một chút không ngừng run rẩy, không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến. Hắn tự nhiên biết Trần Phi trong miệng Mạc Thành Chỉ là ai, đây chính là bọn họ Bắc Sơn thì hoàn toàn xứng đáng một tay, thị uy bí thư, kiêm nhiệm tỉnh ủy, vô luận là nón quan hay là thực quyền đều so với hắn xa xa cao hơn mấy đẳng cấp, nói là có thể tại đây Bắc Sơn thì lấy thung úp voi đều không quá đáng. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại còn nói hắn phải ngã đài, cái này không giải thích được nói không khỏi làm hắn cả người lông tơ dựng đứng, tinh thần căng thẳng cao độ. Lẽ nào cũng bởi vì tối hôm qua Mạc bí thư người đưa hắn đắc tội, vẻn vẹn một đêm thời gian, hắn tự thể hiện lớn như vậy chiến trận, muốn cho Mạc bí thư đến vì chuyện này giấy tính tiền. Tâm tư đến đó, Hoàng Đào không khỏi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong lòng đối với Trần Phi kính nể chợt đạt tới một cái làm người ta giận sôi cao độ. Vẻn vẹn một đêm thời gian, nếu kỳ thật có thể đủ khiến một vị địa cấp thành phố thị uy bí thư, tỉnh ủy thường ủy rơi đài, trong tay hắn mặt có năng lượng quả thực đủ để dùng thiên đại để hình dung, làm cho sợ hãi. Trần bác sĩ, nếu Mạc bí thư thật ra chuyện, dưới tay hắn những người đó, vậy cũng sẽ bị điều tra đi. Nếu bọn họ cái mông dưới không quá sạch sẽ, nên xử lý như thế nào, hẳn là sẽ xử lý như thế nào. Hoàng Đào thận trọng mở miệng nói. Như vậy à, vậy thì thật là tốt cũng lười ta nhiều hơn nữa khó khăn. Hoàng Thúc, nếu ta không đoán sai, vị kia Mạc bí thư gần nhất trong khoảng thời gian này nên sẽ xảy ra chuyện, tin tức này muốn là đối với người hữu dụng, có thể thích hợp chuẩn bị một chút. Ta đây còn có chút chuyện, tự không nhiều lời với ngươi. Trần Phi nói xong liền cúp điện thoại. Tuy rằng điện thoại bị cúp, nhưng Hoàng Đào lại vẫn duy trì cái kia nghe điện thoại động tác thật lâu không nhúc nhích, vẻ mặt đều là phức tạp cùng sâu đậm vẻ kính sợ. Trong tay hắn đến tột cùng nắm giữ bao lớn năng lượng, lại dám nói muốn cho Mạc bí thư rơi đài. Trần bác sĩ, hắn đến tột cùng là ai? Hoàng Đào lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm suy nghĩ. Rất hiển nhiên. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn đường cũng chỉ có hai điều, một là tuyển trạch không tin Trần Phi theo như lời nói, sau đó coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phát sinh qua. Thứ hai là tuyển trạch tin tưởng, vậy hắn tự cần hơi bị sau chuyện sắp xảy ra làm chuẩn bị. Nếu Mạc bí thư đúng như hắn theo như lời sẽ rơi đài, Bắc Sơn thị quan trường tất nhiên sẽ phát sinh động đất, mà cái này cũng là hắn Hoàng Đào một cái cơ hội. Mà giờ khắc này... cũng là hắn cần làm ra trọng yếu lựa chọn thời khắc. Trần bác sĩ, hy vọng ngươi không gạt ta. Hồi lâu sau, hắn khàn khàn đôi mắt hiện lên một tia lợi hại tinh mang, như rốt cục hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tiền Trinh, thông chi La Bằng, Thiên Diệp, Hữu Lượng ba vị đồng chí đến phòng làm việc của ta đi xem đi, thì nói ta có chuyện trọng yếu đối với bọn họ nói. Hắn lấy điện thoại ra cho bí thư của mình đánh. Vâng, Hoàng Phó Thị trưởng. Bên đầu điện thoại kia, Tiền bí thư nghe vậy nhất thời khẩn trương. Làm suốt ngày đều ở đây kinh doanh quan trường mạng lưới quan hệ bí thư văn chức, hắn tự nhiên đúng ba cái tên này không thể quen thuộc hơn nữa. Một vị là bản thị kỷ ủy thư ký, một vị là vốn là cục trưởng thị công an cục, một vị là vốn là thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc. Ba người này một vị là quản kỷ luật đảng đảng quy, một vị là quản tra án cùng bắt tội phạm, còn có một vị còn lại là thị ủy đại viện đại quản gia. Ba vị này vô luận là ai, để xuống bên ngoài đều đủ để nhượng Bắc Sơn thị quan trường chấn ba chấn, đột nhiên nghe được Hoàng Phó Thị trưởng nói muốn thấy bọn họ, làm sao nhượng Tiền bí thư không khẩn trương. Trong nháy lại là một ngày đi qua, Trần Phi ngồi ở trung tâm thành phố y viện tâm huyết quản phòng mạch nội, nhàn nhã không được, đang ở chiến đấu hăng hái trò chơi. Lúc đầu, hắn là xác thật thật không muốn tiêu cực lãn công, thế nhưng hiện thực lại không phải do hắn. Bởi vì hắn Trần bác sĩ phòng mạch nội, căn bản cũng không có người ra vào. Mặc dù là thỉnh thoảng có nhân tuyển trạch đến hắn cái này ở đây đến khám bệnh, cũng là cái loại này rất thông thường bệnh nhẹ, tùy tùy tiện tiện tự có thể giải quyết, căn bản không cách nào gây nên cái gì chú ý. Đối với lần này, Trần Phi bắt đầu còn có chút buồn bực, nhưng sau lại cũng đều đã thấy ra, không ai sẽ không người đi, dù thế nào như vậy nhàn nhã đi chơi còn có thể thành phần tri thức một phần tiền lương, không muốn trắng không nếu không. Mà coi như hắn đang ở tập trung tinh thần chiến đấu hăng hái trò chơi thời gian, trung tâm thành phố trong bệnh viện y khoa thất, từ Trấn Hưng, từ bác sĩ chính diện sắc ngưng trọng cho một vị lão nhân bắt mạch. Vị lão nhân kia tuy nói thoạt nhìn rất già, nhưng thực niên kỷ cũng không lớn, tối đa 4-50, chủ yếu là hắn cho người diện mạo cảm giác quá mức không khí trầm lặng, thật giống như đánh mất sinh mệnh hy vọng vậy,
vì vậy thoạt nhìn mới có thể rất già, làm cho nghĩ không có tức giận. Trừ lần đó ra, lão nhân này lỏa lồ tại ngoại tay nào ra đòn ra thịt, cư nhiên như là đốt đỏ vỏ cây vậy, toàn bộ cánh tay thậm chí kéo dài đến nơi bả vai đều che lấp một tầng vảy cá vậy gì đó, thập phần dọa người, ám hồng sắc một mảnh. Hồi lâu sau, Từ Chấn Hưng bác sĩ mới buông tay ra, nhưng là lại trầm mặc cũng không có trước tiên mở miệng nói. Từ thúc thúc, cha ta đến tột cùng bị bệnh gì? Ngài có biện pháp nào không giúp hắn trị? Một bên, một vị ăn mặc chỉnh tề, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử nhìn không được vẻ mặt lo lắng mở miệng. Hắn khẩu âm không giống như là Bắc Sơn bên này người, ngược lại có chút giống là vùng duyên hải người bên kia. Hỏa độc vào cơ thể, thậm chí đã nhuộm tận xương tủy. Bạn học cũ, bệnh này phải cùng ngươi quanh năm đợi ở chủ phòng có quan hệ đi. Từ Chấn Hưng gặp trung niên nam tử kia đặt câu hỏi, tối cuối cùng mới lên tiếng nói. Nguyên lai hắn và lão giả này cư nhiên là bạn học cũ. Ai, đúng vậy, tự ta cũng đoán được. Lão Từ A, ngươi có biện pháp trị ta cái bệnh này sao? Lão giả kia thở dài một hơi, hỏi. Người bệnh này ta cũng không có biện pháp, quá kỳ quái. Nói thật, ta theo nghề thuốc chí ít cũng có 40 năm, ngươi loại bệnh này, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Chấn Hưng xin lỗi mở miệng nói. Lão nhân kia nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Nếu như bệnh này thật có dễ dàng như vậy chị, hắn cũng không cần thiết thiên lý xa xôi chạy tới Bắc Sơn tìm bản thân người bạn học cũ này. Không nói con của hắn vốn chính là vùng duyên hải khu vực đều biết phú hào, nhận lấy trông coi một nhà giá trị gần 40 ức đưa ra thị trường công ty, liền nói chính hắn, thủ hạ cũng có một nhà xích ăn uống, căn bản không thiếu tiền, còn sợ thỉnh không được danh y mọi người đến vì hắn xem bệnh. Có thể sự thực cũng vùng duyên hải này danh y, chuyên gia, thậm chí có mấy vị con của hắn từ kinh thành mời tới danh thủ quốc gia, đều đối với hắn cái này quái bệnh thúc thủ vô sách, vì vậy hắn mới sẽ tìm được cái này đến, chỉ là không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không có cho hắn một đường hy vọng. Bất quá chúng ta y viện còn có một vị y thuật cao minh thần y thuật của hắn trên ta xa. Lão Lưu, nếu không ta đi mời hắn đến, nhìn hắn có biện pháp không? Nhưng vào lúc này, Từ Chấn Hưng đột nhiên mở miệng như thế, khiến được xưng là lão Lưu lão nhân khàn khàn đôi mắt lóe lên, lòng tuyệt vọng trong nhiều hơn một chút hy vọng. Hắn đương nhiên biết mình vị bạn học cũ này ở trung y khối này tạo nghệ có cao minh cỡ nào, thậm chí ngay cả con của hắn từ kinh thành vì hắn mời tới mấy vị kia danh thủ quốc gia, cũng không thấy có thể so với được với. Có thể hắn hiện tại lại còn nói ở bệnh viện này nội còn có một vị bác sĩ, so với y thuật của hắn cao hơn minh, thậm chí hắn còn khiêm tốn đến nói xa xa không bằng đối phương, vậy làm sao có thể để cho hắn không kích động ni. Hắn là một vị đầu bếp, tổ tông mấy đời người cũng là, thậm chí đi phía trước mấy đời tính hắn tổ tiên còn có người ở ngự phòng ăn làm qua kém, một ít cung đình chế biến thức ăn bí pháp, tay nghề đều bị nhà bọn họ từng đời một cho truyền tới. Vì vậy hắn mới có thể có ngày hôm nay lần này thành tựu, thủ hạ ăn uống xích hưởng dự trong ngoài nước, không biết có bao nhiêu bởi vì có thể ăn được hắn tự mình nấu nướng một bàn đồ ăn mà tự hào, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Song trưởng mạc danh kỳ diệu dài ra cái loại này dọa người gì đó, hắn đương nhiên không có khả năng lại tiến nhập chủ phòng, nhưng này lại ý nghĩa muốn cho hắn xa cách mình nhiệt tình yêu thương cả đời địa phương, điều này làm cho hắn cái này tuổi già lão nhân, làm sao tiếp thu. Từ thúc thúc, không biết ngươi nói vị thầy thuốc kia hiện tại ở đâu. Ta ngay tức khắc cùng ngươi tự mình đi qua tìm hắn, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta bệnh của phụ thân, hắn đưa ra yêu cầu gì, điều kiện gì, ta đều biết thỏa mãn hắn. Rất hiển nhiên, cái này mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân là một hiếu tử, cấp thiết mở miệng hỏi. Chút thành tựu, ta khuyên ngươi lời này có thể nghìn vạn đừng làm trò vị kia mặt nói, nếu không. Ta dù thế nào là trước đó nhắc nhở ngươi. Vị kia tính tình có thể có chút kỳ quái. Từ Chấn Hưng nghe vậy sắc mặt có chút dị dạng, tựa hồ nhớ lại người nào đó lúc đầu quỳ xuống chuyện tình, vội vàng nói. À, xin lỗi, Từ thúc thúc, là ta lỡ lời, bọn ta có thể nói nhất định sẽ chú ý. Mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân vội vàng nói. Lão Từ, vị kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Thấy tình cảnh này, được xưng là lão Lưu lão giả họ Lưu nhìn không được hỏi. Khi hắn trong ấn tượng, có thể để cho hắn vị bạn học cũ này như vậy lễ kính người, có thể cũng không nhiều. Người lão già này còn không tin ta. Quên đi, ta đi trước gọi điện thoại. Từ Chấn Hưng bác sĩ bất mãn mở miệng,
đứng dậy đi ra cửa phòng gọi điện thoại đi. Bên kia, ngay Trần Phi chơi chiến đấu hăng hái hết một thanh anh hùng liên minh trò chơi sau, chợt nhận được một cái không biết là ai đánh tới xa lạ điện thoại. Hắn nghi hoặc nhìn số xa lạ, sau đó chuyển được hỏi, này, xin hỏi là. Là Trần Phi Trần bác sĩ sao? Là ta, Trung y khoa Từ Trấn Hưng. Microphone bên kia truyền đến Từ Trấn Hưng thầy thuốc bác sĩ. À, nguyên lai là Từ bác sĩ, xin lỗi, không biết là ngươi cho ta gọi điện thoại tới. Là có chuyện gì không? Trần Phi không nghĩ tới lại là Từ Trấn Hưng bác sĩ gọi điện thoại tới cho hắn, ngay tức khắc hỏi. Nếu không có gì chuyện, lấy mình và đối phương cùng xuất hiện, cũng sẽ không đơn giản gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Là như vậy, là ta một vị bạn học cũ được một loại rất kỳ quái bệnh. Từ Trấn Hưng cũng là cái hành động phái, đem quan với mình bạn học cũ chứng bệnh đầu đuôi nói ra. Hỏa độc vào cơ thể. Từ bác sĩ ngươi và bệnh nhân ở bên kia chờ ta dưới, ta hiện tại liền đi qua. Trần Phi vừa nghe đối phương triệu chứng này cũng hiểu được có chút vướng tay chân, vì vậy mở miệng nói. Tốt, Trần bác sĩ, chúng ta đây ở nơi này biên chờ ngươi. Nghe được Trần Phi đáp ứng, Từ Trấn Hưng lúc này mới thở dài một hơi, xoay người đi vào mình phòng mạch hướng về phía mình bạn học cũ còn có vị kia mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân nói lão Lưu, còn có chút thành tựu, chờ sẽ tới vị kia Trần bác sĩ, có thể sẽ thoạt nhìn có chút hiện tuổi còn trẻ. Bất quá các ngươi có thể nghìn vạn đừng vì vậy mà xem nhẹ hắn, hiểu chưa? Nghe được bản thân bạn học cũ trịnh trọng như vậy chuyện là căn dặn, họ Lưu lão nhân ngay tức khắc gật đầu, nói yên tâm đi, bạn học cũ, ta biết đúng mực. Mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân nghe vậy cũng là một bộ đã nghe hiểu hình dạng. Cũng không lâu lắm, một vị nhiều lắm hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người gõ Từ Trấn Hưng cửa bệnh viện phòng cửa. Trần bác sĩ ngươi đã đến rồi. Từ bác sĩ ngay tức khắc cho mình bạn học cũ còn có mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân đánh một ánh mắt, đứng dậy tương môn phía ngoài Trần Phi dẫn tiến đến. Từ thúc thúc, người nói thần y chính là hắn. Mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân Lưu Thành nhíu mày, nhịn không được hỏi. Phải biết rằng hắn giàu gì cũng là cái thị giá trị gần 40 ức nguyên đưa ra thị trường công ty lão tổng, và lại phụ thân hắn ở quốc nội ăn uống nghiệp, cũng còn là một vị chính mình cực cao địa vị nguyên lão. Lại là tùy tiện ai cũng có thể đã qua hắn trước mặt dẫn, chớ nói chi là chỉ là một vị chừng 20 tuổi thiếu niên. Chẳng lẽ thật cho là hắn phụ thân chỉ là một vị phổ thông lão nhân sao? Câm miệng, nói thế nào ni? Vừa nghe đến con trai mình giọng nói không đúng, lão giả họ Lưu ngay tức khắc nói quát, sau đó nhìn Trần Phi mỉm cười nói vị này chính là lão từ trong miệng Trần bác sĩ đi, lão hủ Lưu Chu, xin chào. Rất hiển nhiên đây là phụ thân và nhi tử ổn trọng trình độ khác biệt. Nếu là không có hắn bạn học cũ trước tận lực dặn dò một phen nói, hắn sợ rằng lúc này cũng sẽ giật mình, thậm chí có chút bất mãn. Nhưng tự lúc trước, hắn vị kia bạn học cũ đã trịnh trọng chuyện lạ dặn dò qua bọn họ, rất hiển nhiên, chuyện này thì không phải là đơn giản như vậy. Lúc này, coi như là trong lòng hắn cũng có hoài nghi, cũng sẽ không biểu lộ ra, bởi vì đây là tối thiểu tôn trọng. Có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tưởng được thu hoạch. Lưu tiên sinh xin chào. Trần Phi vừa vào cửa tự chú ý tới đối phương lỏa lồ tại ngoại cánh tay ra thịt, cư nhiên như là đốt đỏ vỏ cây vậy, toàn bộ cánh tay thậm chí kéo dài đến nơi bả vai đều che lấp một tầng vảy cá vậy gì đó, thập phần dọa người, ám hồng sắc một mảnh, làm hắn kìm lòng không đậu nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn là nhận thức bệnh này, có thể khi hắn trong ấn tượng bệnh này lại cực kỳ hiếm thấy, coi như là hắn. Cũng chỉ là tại nơi vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ gặp qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn thấy thật. Lão Lưu, chút thành tựu, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta viện Trần Phi Trần bác sĩ. Các ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có thể y thuật của hắn lại cực kỳ cao minh, ta xa xa không bằng hắn. Đúng lúc này, một bên Từ Trấn Hưng bác sĩ trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu, còn hung hăng trừng mắt một cái mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân Lưu Thành. Kỳ thực Từ bác sĩ lúc này trong lòng còn là rất tức giận, rõ ràng bản thân trước đều như vậy trịnh trọng chuyện lạ căn dặn, hỗn tiểu tử này còn là làm không nghe được, làm hắn nét mặt già nua mất mặt. Thử nghĩ một chút, liền hắn Từ Trấn Hưng đều mặc cảm danh thủ quốc gia trị, coi như là tuổi còn nhỏ giờ, bề ngoài thoạt nhìn tuổi còn trẻ giờ, cũng không phải một mình ngươi cái tiểu bối có thể nghi ngờ a. Thật coi hắn lão đầu tử này không tồn tại. Lão tử a, Trần bác sĩ. Tiểu tử thúi này bình thường miệng thúi đã quen, hai người các ngươi đại nhân có đại lượng, có thể đừng thấy lạ. Vừa nghe đã biết bạn học cũ giọng nói chuyện,
lão gia tử kia Lưu Chu liền hiểu tựa hồ đối với Phương Sinh khí, vội vàng nói. Lão Lưu A, ta biết Trần bác sĩ thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, nhưng hắn nghệ thuật từ lâu xuất thần nhập hóa, xa trên ta xa. Người bệnh này ta không phát trị, là có thể nhìn hắn có biện pháp nào không giúp ngươi. Từ Trấn Hưng bác sĩ mặt băng bó mở miệng, trên thực tế hay là đang nhắc nhở bản thân bạn học cũ, không muốn khinh thị Trần Phi, chọc giận hắn trực tiếp lược trọng trách mặc kệ. Khụ khụ, cái này Trần bác sĩ, xin lỗi. Gặp Từ Trấn Hưng đem lời đều nói đến rồi phân thượng này, Lưu Thành trong lòng cho dù có chứa nhiều khó chịu, nghi vấn, lúc này cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài một điểm, lão lão thật thật nói một tiếng khiểm. Ai, các ngươi làm cái gì vậy? Hay là trước nhường ta vi lão nhân ra xem một chút đi? Trần Phi có chút giở khóc giở cười, thẳng thắn tùy tiện mượn cớ bỏ qua. Đúng, 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 đây mới là chính sự. Trần bác sĩ ngươi nhanh tới xem một chút, lão nhiều bệnh này giống như nào đó bệnh ngoài da, thế nhưng ta đều được trị nhanh 40 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái chứng bệnh, mạch tượng khô nóng, khí thành phù phiếm, giống như là bị hỏa thiêu vậy. Từ bác sĩ nghe vậy ngay tức khắc biểu tình nghiêm túc. Có thể được xưng là Bắc Sơn khu phố Đại học Y khoa nhà người thứ hai, gần với Trung Y phụ thuộc viện Đỗ Lão hắn, tự nhiên không biết là hạng người bình thường, ở Trung Y phương diện tạo nghệ rất sâu, có thể dù vậy, hắn nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ quái bệnh này, cảm thấy thập phần vướng tay chân, thậm chí có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Bệnh này không thông thường, từ bác sĩ ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường, coi như là ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bệnh này chân thực bệnh hoạn. Trước đây đều chỉ ở cổ trong sách thuốc gặp qua. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại mở miệng như thế, khiến ở đây ba người giật nảy mình. Trần bác sĩ ngươi biết ta phải là cái gì bệnh? Lưu Chu lão người hết sức kích động. Bởi vì từ hắn mắc cái này quái bệnh sau, không biết thỉnh quá nhiều ít chuyên gia Tây Y, Trung Y danh thủ quốc gia vì hắn xem bệnh. Xem bọn hắn lại hết thảy nói không nên lời cái nguyên cớ đến, thậm chí ngay cả hắn bạn học cũ. Ở quốc nội Trung Y giới cực kỳ nổi danh ngắm Từ Trấn Hưng bác sĩ, đều thẳng thắn, bệnh này hắn chưa từng thấy qua, và lại còn mới nghe lần đầu, vô tòng hạ thủ, làm hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn vị này tuổi quá trẻ Trần bác sĩ, lại dùng một loại hăng hái bừng bừng giọng nói ra bệnh này hắn biết lai lịch, hơn nữa tựa hồ còn có biện pháp trị liệu, Lưu Chu lão nhân cùng Lưu Thành cũng không khỏi toát ra vẻ cây ết yêu ta sợ, xem Trần Phi ánh mắt cũng không nhịn được thay đổi. Không nói đến hắn đến tột cùng có thể hay không đủ chữa cho tốt bệnh này, liền nói nếu là hắn hiểu biết chính xác nói cái này quái bệnh là lai lịch gì, liền có thể thấy vậy ở y thuật trên tạo nghệ tuyệt không yếu, trách không được ngay cả hắn bạn học cũ, Từ Trấn Hưng bác sĩ đều nói thẳng mặc cảm. Từ bác sĩ, đây tột cùng là, ngay cả Từ Trấn Hưng bác sĩ cũng là vẻ mặt gây ết yêu ta sợ biểu hiện, nhịn không được dò hỏi. Bệnh này, ta xem quyển kia cổ trong sách thuốc không nhắc tới tên. Tự tạm thời gọi nó hỏa độc tiền đi. Cái này kỳ thực tự là một loại hỏa độc vào cơ thể bệnh biến biểu hiện, dẫn đến sắc mặt nổi lên dị thường trong mắt phản ứng. Nếu như ta đoán không lầm nói, bệnh này, sẽ phải vị lão nhân này trường kỳ tiếp xúc lò bếp có quan hệ. Trần Phi phán đoán. Lò bếp, từ bác sĩ nghe vậy ngẩn người. Hắn chợt nhớ tới vị bạn học cũ này bình thường nấu nướng thời gian có cái kỳ quái mau bệnh, đó chính là không thích sử dụng hiện đại hóa chuyên nghiệp chủ phòng. Mà là thích sử dụng nguyên lai cổ đại cái loại này lò bếp. Mà bây giờ Trần Phi đơn độc, trịnh trọng điểm ra hai chữ này, lẽ nào? Vị này Trần bác sĩ, lẽ nào ta đem bệnh này, cùng hắn quanh năm đợi ở lò bếp bên cạnh có quan hệ? Lưu Thành lúc đầu đúng Trần Phi bảo trì cực lớn nghi vấn, nhưng bây giờ, trong lòng hắn nhưng không khỏi có vài phần dao động. Bởi vì hắn phụ thân thích dùng thời cổ đại cái loại này lò bếp nấu nướng, lúc này khắc không vài người biết. Có thể bây giờ lại bị đối phương tùy tùy tiện tiện, liền nói phá. Hơi có chút quan hệ đi, Trần Phi gật đầu, xem như là nhận rồi lời này. Trần bác sĩ, bệnh này, người có thể trị không? Từ Trấn Hưng nghe vậy nhìn không được từ bên cạnh mở miệng hỏi. Có thể trị, kỳ thực bệnh này muốn trị rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng phương pháp được rồi. Trần Phi tự tin khoát tay một cái nói. Thật có thể trị, thật sự là quá tốt. Trần bác sĩ. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Ta có thể hay không lấy thêm khởi cái muôi xào rau, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Lưu Chu lão người nghe vậy ngay tức khắc kích động. Hắn hiện tại tuy rằng lớn tuổi, nhưng vẫn là không muốn buông nhiệt tình yêu thương cả đời chức nghiệp, bởi vì đây là tinh thần của hắn ký thác.
Thế nhưng Lưu Chu lão nhân nhi tử lại vẫn còn có chút do dự hình dạng, hắn không nhịn được nói ba, việc này nếu không chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Không bằng chúng ta đem Từ Thúc Thúc còn có Trần bác sĩ thỉnh đi vùng Duyên Hải, sau đó đem mấy vị kia chuyên gia, danh thủ quốc gia đều kêu đến, mọi người cùng nhau sau khi thương lượng mới quyết định. Hắn là một cái hiếu tử, không sai. Nếu không hắn cũng sẽ không tạm thời vứt bỏ thủ hạ sự vụ đông đảo đưa ra thị trường công ty, chuyên môn cùng bản thân cha già đến xa như vậy đến khám bệnh. Thế nhưng, là một vị hiếu tử đồng thời cũng còn là một vị đưa ra thị trường công ty lão tổng, nhận vi ánh mắt của mình rất chuẩn, nghĩ như thế một cái tuổi quá trẻ cái gọi là thần y, hắn chân thực lo lắng. Vì vậy hắn mới muốn thương lượng một chút, những mấy vị kia hắn trong lòng công nhận tây y bệnh ngoài ra chuyên gia, trung y danh thủ quốc gia. Nghe qua vị này cái gọi là Trần bác sĩ phương án trị liệu, tán thành sau, rồi hãy nói trị liệu chuyện tình. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng như vậy mới bảo đảm nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể hắn lời kia vừa thốt ra, vô luận là Lưu Chu lão người, hay hoặc là Từ Trấn Hưng bác sĩ, hay là nguyên bản nỡ nụ cười Trần Phi, lúc này đều có chút sắc mặt thay đổi. Thỉnh đi vùng Duyên Hải. Cái này lời nói dễ nghe giờ gọi cẩn thận sợ xảy ra vấn đề. Nói không được khá nghe một chút, hoàn toàn chính là từ đầu óc trong nghi vấn, không tin người. Đặc biệt trước hắn Từ Trấn Hưng đều như vậy chỉnh trọng chuyện lạ căn dặn, không muốn bởi vì Trần bác sĩ niên kỳ kỳ mà khinh thị, chớ nói lung tung nói. Nhưng bây giờ, đây là đang đánh mặt của hắn sao? Lão Lưu, nếu không ngươi chợt nghe Tiểu Thành, trở lại vùng Duyên Hải nhìn nhìn lại đi. Đến mức chúng ta, thì không đi được. Quá xa lười phiền phức. Từ bác sĩ bình thản mở miệng nói, có thể giọng nói kia, thế nào nghe cũng có một loại từ chối người ở thiên lý ngoại ý tứ. Từ Thúc Thúc, không phải là, người hiểu lầm, ta không phải là ý đó. Lưu Thành cũng phát hiện sự tình không đúng, mặt hốt hoảng giải thích. Câm miệng, miệng không che giấu đồ vật, lập tức hướng người Từ Thúc Thúc còn có Trần bác sĩ xin lỗi. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Lưu Chu lão người vẻ mặt tức giận quát ngắt lời nói, vẻ mặt đều là của trách biểu tình. Không nói đối phương vị kia Trần bác sĩ hảo ý đến vì hắn xem bệnh, lại bị hắn cái này bất thành khí nhi tử mọi cách làm khó dễ, các loại không tín nhiệm. Coi như hắn không phải là một vị bác sĩ, có thể hắn rành mạch từng câu, đồng dạng đạo lý, nếu ai dám làm trò mặt của hắn nghi vấn chủ nghệ của hắn, hắn khẳng định mặt băng bó đi lên, ai khuyên cũng không dùng. Hơn nữa hiện tại hắn vị kia bạn học cũ, vẫn là lấy giới thiệu thân phận của người giúp hắn giới thiệu đối phương đến khám bệnh, lại bị con của hắn không tín nhiệm, mặc dù không có minh bạch, nhưng đây quả thực là đang đánh hắn Từ Trấn Hưng nét mặt già nua, cũng khó trách hắn sẽ tức giận, nói ra cái loại này từ chối người ở thiên lý ngoại nói. 3. Ngài đây là, có thể Lưu Thành cũng rất ủy khuất. Hắn làm Lưu Chu lão người con nhỏ nhất, xưa nay được sủng ái nhất. Từ nhỏ đến lớn đều rất ít gặp phụ thân đối với mình phát lớn như vậy lừa. Huống hồ trước hắn theo như lời nói cũng là hảo tâm a, dù sao, trẻ tuổi như vậy một cái gọi là thần y, mặc dù là có hắn vị kia Từ Thúc Thúc làm đảm bảo, nhưng cũng mặc cho nhưng mà không có gì có thể tin độ a. Hắn không có khả năng cầm cha mình bệnh xem vui đùa a. Từ bác sĩ, quên đi, người không biết không tội. Hắn không hiểu, cũng không có thể trách hắn. Lại một lần nữa bị người mạc danh kỳ diệu nghi vấn, nói thật, Trần Phi trong lòng thực sự thật không thoải mái. Nhưng khó chịu về khó chịu, dù sao đối phương vị lão nhân kia còn là rất tin tưởng hắn, bất mãn cũng liền tiêu tán. Ai, lão Từ, Trần bác sĩ, là ta dạy con vô phương, có nhiều mạo phạm, thỉnh hai vị xem ở lão hủ mặt mũi trên, đừng thấy lạ. Thật là làm cho hai vị chế giễu. Nghe được Trần Phi nói, Lưu Chu lão người trong lòng hổ thẹn sâu hơn. Hướng về Trần Phi còn có Từ bác sĩ cúi người chào thật sâu, nói xin lỗi. Ai, lão Lưu, đừng. Gặp cảnh tượng này, Từ bác sĩ trên mặt buộc chặt thần sắc ngay tức khắc tin tức, vội vàng ngăn cản hắn. Hai người bọn họ đều là mấy thập niên bạn học cũ, hơn nữa vẫn có liên lạc với hiện tại, mặc dù là tức giận, cũng hơn nửa chính là qua coi như, đâu còn khả năng thế nào thế nào. 3. Từ Thúc Thúc, Trần bác sĩ, trách ta, mới vừa rồi là ta. Lưu Thành gặp cảnh tượng này cũng biết là bản thân đã gây họa, mặc dù là bản thân hảo tâm, cũng không nên dùng như vậy phương thức nói ra, liên lụy phụ thân hắn vì hắn bồi tội giấy tính tiền, vội vàng mắt đỏ hướng Từ bác sĩ còn có Trần Phi cúi người chào nói khiểm. Đến mức ủy khuất gì không ủy khuất,
hết thảy đều tạm thời chỉ có thể để ở một bên. Từ bác sĩ, nếu không ngươi đi giúp ta đánh bồn nước trong, sau đó sẽ gọi người tìm cái tiểu đồng lô đến. Ta trước phi Lưu lão tiên sinh hóa giải một chút bệnh tình, các ngươi nhìn hiệu quả, rồi quyết định muốn không cần tiếp tục trị liệu xuống phía dưới. Gặp không khí này có chút xấu hổ, Trần Phi không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài nói. Đồng lô, những chút thành tựu đi tìm được rồi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho ta nhanh đi. Trần bác sĩ, chỉ cần hai thứ đồ này như vậy đủ rồi sao? Lưu Chu lão người đương nhiên không có khả năng nhượng từ Trấn Hưng làm việc, ngay tức khắc dục con trai mình đi làm. Ừ, kỳ thực bệnh này trị liệu lên rất giản đơn, hai vị chờ coi theo xem sẽ biết. Trần Phi cười cười, định liệu trước mở miệng nói. Đánh chậu nước loại chuyện này đương nhiên giản đơn, bất quá, cần ở tìm một tiểu đồng lô tựu có chút phiền phức. Dù sao y viện có thể không chuẩn bị loại này kỳ quái đồ vật, chỉ có thể sẵn mua. Như vậy, khoảng chừng qua chưa tới nửa giờ sau, đầu đầy mồ hôi Lưu Thành mới từ bên ngoài bưng một chậu nhỏ nước tiến đến, mà ở phía sau hắn, tắc theo một cái tay cầm tiểu đồng lô tây trang đen bảo tiêu. Trần bác sĩ, ngươi xem cái này được không? Trải qua trước những chuyện kia, Lưu Thành bây giờ là đánh chết không dám lại đúng Trần Phi không tôn kính, cung kính hỏi. Đi! Lưu lão tiên sinh, đem trên người ngươi mặc áo cưỡi ra đi. Người bệnh này hẳn là chỉ có cánh tay cùng trên vai mới có đi. Trần Phi tiếp nhận tiểu lò luyện đan gật đầu, sau đó một bên làm bộ từ bản thân cái hòm thuốc trong lấy ra vật gì vậy, để vào trong đó, kỳ thực chính là làm ra vẻ, vì kế tiếp chuyện xảy ra biện pháp dự phòng. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng dị hưởng, từ tiểu đồng bên trong lò cư nhiên bắn tung tóe ra một tia hỏa tinh. Một luồng sợi hỏa diễm xuất hiện ở trước mắt mọi người, cho tiểu đồng bên trong lò bích nhiệt độ trong nháy mắt thăng cao lên. Trần bác sĩ, đây là... Từ Trấn Hưng bác sĩ nhịn không được hỏi. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm tiểu đồ chơi, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn có thể phái trên công dụng. Trần Phi mở miệng cười nói rằng, bởi vì cũng có trước làm bộ từ cái hòm thuốc nội lấy đồ giả động tác, coi như là miễn miễn cường cường hồ lộng đi qua. Sau đó chỉ thấy hắn đã đem cái bọc kia nước chậu rửa mặt đặt ở Lưu Chu lão người bên cạnh trên bàn, sau đó nhìn đã cởi mặc áo Lưu Chu lão nhân nói Lưu lão tiên sinh, người nếu đau chịu không nổi tựu nói cho ta biết. Nếu có thể nhịn xuống, tựu nhẫn một chút. Ha ha ha, Trần bác sĩ xin yên tâm đi, điểm ấy sự nhẫn nại lão phu vẫn phải có. Lưu Chu lão người hào khí can vân, cười lớn một tiếng nói. Ừ, ta trước cho ngươi hành châm gây tê. Sau đó sẽ hiện tại người tay trái trên cánh tay mở ra một cái miệng. Trần Phi vừa nói, một bên sạch sẽ lưu loát lấy ra ngân châm hướng về phía Lưu Chu lão nhân trên người huyệt vị đâm xuống. Sau đó, chỉ thấy hắn lấy ra một cây tiểu đao, ở cánh tay kia trên rạch ra một cái lỗ hồng. Thế nào không chảy máu? Thế nhưng bị Trần Phi dùng tiểu đao rạch ra lỗ hồng, lại cư nhiên không có máu chảy ra. Một màn này khiến Lưu Chu lão người còn có Lưu Thành đều sợ ngây người. Chỉ có Từ Trấn Hưng vẻ mặt thần sắc thán phục, bội phục nói hành châm cầm máu, không nghĩ tới Trần bác sĩ liên loại này thất truyền đã lâu bí pháp nhằm vào thuật đều tinh thông, thực sự là xấu hổ, xấu hổ a. Hắn ở trung y lĩnh vực thấm nghệ hơn nửa đời người, tự nhiên kiến thức rộng rãi, liếc mắt tự nhìn ra Trần Phi lúc này sử dụng châm pháp, chính là giới nội nào đó thất truyền đã lâu bí pháp nhằm vào thuật. Ta muốn bắt đầu, Trần lão tiên sinh nhịn xuống. Thế mà Trần Phi lúc này lại không trả lời cái gì, bởi vì hắn đã tụ tinh hội thần chuẩn bị muốn bắt đầu trị liệu. Sau một khắc, chỉ thấy hắn dùng tay ôm đã đốt nóng đồng lô, khói xanh từ từ, nội bích đỏ bừng, chậm rãi đem tới gần Lưu Chu lão người thương bệnh vẩy cá vậy ra thịt. Theo nóng đồng bên trong lò bích từ từ tới gần, Lưu Chu lão người chân mày nhìn không được có chút bị đau nhíu lên. Rất hiển nhiên, tuy rằng Trần Phi đã hành châm vì hắn tê dại đại bộ phận cảm giác đau đớn biết. Nhưng ở cao như vậy nhiệt cháy sạch lửa đỏ đồng bên trong lò bích tiếp xúc dưới, hắn vẫn không khỏi bị đau, thống khổ kêu thành tiếng. Thế nhưng hắn lại ghi nhớ theo Trần Phi nói, có thể chịu tự nhẫn một chút, dù sao đây là đang chữa bệnh. Toàn bộ phòng mạch nội một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương đến nín thở, chỉ có đồng bên trong lò hỏa diễm thiêu đốt bốc lên thanh âm, cùng với Lưu Chu lão người thường thường phát ra kêu rên bị đau thanh quanh quẩn. Rất nhanh. Từ trên cánh tay bị Trần Phi rạch ra lỗ hổng bắt đầu có đỏ sậm máu chảy ra, tốc độ chảy rất chậm, máu cũng rất sành sạch. Như vậy cũng có thể chữa bệnh. Từ thúc thúc, ta là thật không hiểu được. Vẫn quan sát đến Trần Phi động tác Lưu Thành, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói rằng.
Tuy rằng ta cũng không hiểu được, bất quá, chút thành tựu ngươi xem ngươi đem cánh tay hỏa độc tiền, có đúng hay không đã so với trước tốt hơn rất nhiều. Từ Trấn Hưng lúc này đây không tức giận, khàn khàn đôi mắt lóe ra lau một cái tinh mang, thản nhiên nói. Thực sự, từ thúc thúc, ta trên tay cầm này trách tiên hình như thực sự so với trước tốt hơn rất nhiều. Lưu Thành nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó xem hắn nhìn thấy cha mình cánh tay trái mặt trên đầy quái bệnh, quả thực mắt thường có thể thấy được, nếu so với tình huống trước tốt hơn rất nhiều sau, cả người triệt để sợ ngây người, cây S.I.O. ta sợ đến tột đỉnh. Lẽ nào loại này không giải thích được phương pháp thật có thể đủ chữa bệnh? Lưu lão tiên sinh cảm giác thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đem trong tay nóng tiểu đồng lô buông, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía chính giật mình Lưu Chu mở miệng nói. Khá, thực sự khá. Ta hiện tại rõ ràng cảm giác được tay trái nếu so với tay phải hữu lực khí rất nhiều. Hơn nữa, này quái bệnh tiền hình như cũng yên đi xuống, không trước nhìn dọa người như vậy. Trần bác sĩ, đây thật là quá thần kỳ. Ha ha ha, Lưu thứ hai mặt kích động lãng thoải mái cười to. Sau khi cười xong, hắn lại hướng phía Trần Phi thành khẩn nói cảm tạ Trần bác sĩ, khác ta cũng không nói nhiều, thực sự cảm ơn ngươi. Lưu lão tiên sinh nói quá lời, trị liệu còn không có kết thúc ni. Trần Phi khiêm tốn cười cười, nói. Trần bác sĩ tha thứ ta trước có mắt như mù, không nên nghi vấn y thuật của ngươi, thực sự là xin lỗi. Lưu Thành gặp bệnh của phụ thân tình thật có chuyển biến tốt, đâu còn có thể không biết trước mắt vị này tuổi quá trẻ tiểu bác sĩ, là thật cao nhân, y thuật vô song. Vội vàng lúng túng nói khiểm, đồng thời nội tâm bội phục đầu dạp xuống đất. Phải biết rằng, đây chính là bị chứa nhiều chuyên gia Tây y, Trung y danh thủ quốc gia đều coi như là thúc thủ vô sách quái bệnh, có thể đến trong tay hắn lại như vậy thật đơn giản tự giải quyết rồi, cái này tại sao có thể làm cho không kinh hãi, không kinh ngạc. Thành Thành khẩn khẩn đạo xin lỗi xong sau, hắn lại nhìn không được hướng chậu nước nhìn lại. Nhưng này không nhìn còn khá, vừa nhìn, quả thực dọa cho giật mình. Vốn phải là trong suốt vô cùng một chậu nước, lúc này cư nhiên trở nên như là nhuộm hồng mực vậy, mờ mịt, sình sịch đỏ sậm một mảnh. Cái này, đây là... Hắn không khỏi phía sau phát lạnh, run rẩy nói. Chính là những năm gần đây phụ thân ngươi trong cơ thể tụ tập hỏa độc, thứ này không thể đụng vào, đợi lát nữa rót vào trong WC mặt hướng rơi đi. Trần Phi giải thích. Một nghe nói như thế... Lưu Thành ngay tức khắc chỉ huy nhận lấy bảo tiêu đem chậu nước cẩn thận đổ sạch, sau đó lại lần nữa nhận một chậu nước trong thả lại đến. Trần bác sĩ, ta đây tay kia, còn tiếp tục sao? Lưu Chu lão người nhìn không được mở miệng nói, vẻ mặt chờ mong. Hắn cái này cánh tay trái tuy rằng thoạt nhìn đã xử lý tốt, có thể hắn còn có cái tay còn lại a, sẽ phải nhất định giải quyết đi. Trước nghỉ ngơi một hồi đi, thế mà Trần Phi lại mở miệng như thế. Mọi người lúc này mới chú ý tới, sắc mặt của hắn không biết khi nào càng trở nên có chút tái nhợt lên, thanh âm nói chuyện cũng có vẻ có chút yếu. Tiểu tử thối ngươi còn lo lắng làm gì, còn không đi cho Trần bác sĩ cũng chén nước uống. Lưu Chu lão người vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, coi như là có chút nhãn giới, mơ hồ đoán được đối phương hơn phân nửa là bởi vì trước giúp hắn trị liệu, mới có thể trở nên suy yếu như vậy, nhất thời trong lòng cảm kích không ngớt, cũng sinh ra một phần lòng áy náy. Sau một khắc, hắn thẳng thắn không chờ đợi mình nhi tử hành động, tự bản thân thân thủ cho Trần Phi rót một chén nước, đưa tới cảm kích nói làm phiền Trần bác sĩ người vất vả như vậy cho ta chữa bệnh, thực sự là đa tạ. Đến, uống chén nước đi. Trần lão tiên sinh thực sự là khách khí. Trần Phi khiêm tốn cười cười, tiếp nhận ly nước nhợt nhạt uống một ngụm, sau đó ngồi trở lại ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy tình cảnh này, Lưu lão tiên sinh hướng về con trai mình. Còn có hắn bạn học cũ Từ Trấn Hưng đồng thời nháy mắt một cái, sau đó rón rén đi ra phòng mạch, nhượng Trần Phi một người ở bên trong nghỉ ngơi lên, sợ bị bọn họ quấy rối. Khi bọn hắn đi ra cửa phòng, đi tới đi trên hành lang sau, Lưu Chu lão người mới lộ ra một tia cảm thán thần sắc, mở miệng nói lão tử a, không nghĩ tới các ngươi bệnh viện này thật đúng là cất giấu có một cao nhân, một cái thần y a. Hiện tại tin ta theo như lời nói, Từ Trấn Hưng cái cổ đưa ngang một cái, khó chịu mở miệng nói. Từ thúc thúc, mới vừa rồi là ta không đúng, không nên nghi vấn ngươi còn có vị kia Trần bác sĩ. Thực sự là xin lỗi, xin lỗi. Gặp Từ Trấn Hưng vừa cũ chuyện nhắc lại, Lưu Thành ngay tức khắc vẻ mặt lúng túng mở miệng nói, liên tục xin lỗi. Rất hiển nhiên, trước hắn mặc dù là hảo tâm, không dám cầm cha mình bệnh nói đùa. Thế nhưng,
hắn quả thực cũng thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện sai lầm, đem một vị có thể chữa cho tốt phụ thân hắn quái bệnh thần y trận ngoài cửa, vì vậy cái này nổi hắn được lưng a, đừng muốn vứt bỏ. Ta không phải nói cái này, nếu ta đoán không lầm nói, vị kia Trần bác sĩ vừa rồi dùng để trị liệu thủ đoạn của ta, sợ rằng cùng những người đó có chút quan hệ. Thế mà Lưu Chu lão người lại lắc đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói. Những người đó, lão Từ, ngươi là nói. Từ Trấn Hưng ngây ngẩn cả người, sắc mặt hiện ra lau một cái dị dạng vẻ. Không sai, chính là những người đó, cổ vũ giả. Lưu Chu lão người nói năng có khí phách mở miệng, trong con ngươi hiện ra lau một cái hồi ức màu sắc ngươi hẳn còn nhớ hơn 10 năm trước, ta từng đã sanh một cơn bệnh nặng, thiếu chút nữa chết, cuối cùng là bị một vị cổ vũ giả người của bên trong vòng chữa xong. Khi đó, người nọ chữa bệnh cho ta cảm giác hãy cùng hiện tại vậy, trong cơ thể thật giống như có cái gì khí lưu đang động. Vậy vị này Trần bác sĩ, Lưu Thành nghe vậy cũng có chút giật mình. Làm một vị thị giá trị gần 40 ức nguyên thủ trưởng công ty lão tổng, hắn đương nhiên biết này cổ vũ giả ý vị như thế nào, trong đó có không ít đều là hắn đều không chọc nổi tồn tại, năng lượng lớn đến kinh người. Nếu như ta không đoán sai, vị kia Trần bác sĩ, chắc cũng là cái vòng kia người. Chút thành tựu a, trước ngươi thực sự là quá mạo thất, cũng may là đối phương tính tình tốt, không cùng ngươi tính toán. Nếu đổi cái khác tính tình không tốt người, ngươi hẳn là minh bạch sẽ có nhiều phiền phức. Lưu Chu lão tiên sinh không nhịn được nói. Cái này, Từ thúc thúc, ba, đây là ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghĩ tới này cổ vũ giả đáng sợ, dù là Lưu Thành thị giá trị gần 40 ức nguyên thủ trưởng công ty lão tổng thân phận, lúc này cũng không kế phía sau lạnh cả người, cái trán đổ mồ hôi lạnh. Đương sơ hắn thế nhưng chính tai nghe qua, có một vị cùng hắn thân gia tài sản không sai biệt lắm phú hào, bởi vì một hồi hiểu lầm, đắc tội một vị cổ vũ giả vòng tròn nội đại nhân vật. Vẻn vẹn một đêm thời gian đã bị khiến cho cửa nát nhà tan, riêng lớn gia sản, công ty xí nghiệp sụp đổ. Loại sự tình này chỉ là ngẫm lại tới khiến nhân sinh úy. Được rồi, mặc dù là Trần bác sĩ là cái vòng kia người, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy tiêu hao bản thân, vì lão Lưu xem bệnh. Bọn ngươi sẽ nhớ kỹ hảo hảo hướng Trần bác sĩ nói lời xin lỗi, sẽ đem tiền thù lao mang theo, hẳn là tự không sao. Từ Trấn Hưng nói, không đề cập tới Lưu Chu lão nhân ở bên ngoài cùng với Từ bác sĩ còn có con trai mình nói gì đó. Đại khái đợi được chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi cảm giác mình đã khôi phục không sai biệt lắm, tự lại vi Lưu lão xử lý cánh tay kia, sau đó lấy khí đi ngân châm thủ pháp giúp hắn vững chắc độc trong người làm sau, viết xuống vài nhớ đến tiếp sau cần dùng hiệu thuốc, liền xem như là đại công cáo thành. Lưu lão, cái này vài nhớ phương thuốc ngươi cầm. Trở lại dựa theo mặt trên bốc thuốc uống được rồi. Một cái phương thuốc một cái đợt trị liệu, một cái đợt trị liệu 3 ngày 5 ngày bất đồng, mặt trên đều có ghi chú rõ, tối đa ít tiểu nửa tháng, bên trong cơ thể ngươi tàn dư hỏa độc thì có thể làm khô, đến lúc đó ăn thêm chút nữa bổ khí máu gì đó, tự không sao. Trần Phi đi trước buồng vệ sinh rửa tay một cái, sau đó thoăn thoắt viết ra vài nhớ phương thuốc, cười nhạt nói. Thực sự thoải mái hơn. Hai cái tay đều trở nên hữu lực khí không ít này ám hồng sắc gì đó cũng đều yên xuống phía dưới rất nhiều. Lưu Chu lão nhân cố sức phất phất tay, vẻ mặt vui vẻ nói. Xem đi lão Lưu, ta liền nói Trần bác sĩ y thuật cao minh, cái này ngươi cần tin đi. Từ Trấn Hưng cũng là vẻ mặt vui vẻ cười to nói. Làm một danh trung y danh thủ quốc gia, hắn tuy rằng không có năng lực chỉ cái này quái bệnh, thế nhưng, hắn cần có nhãn lực kính nhi vẫn có a. Trung y chú ý vọng. Văn, vấn, thiết, hắn tự nhiên nhìn ra quái bệnh là thật đã có chuyển biến tốt. Tin tưởng, Trần bác sĩ quả thực chính là hoa đà tái thế a. Lưu Chu khâm phục nói. Trần bác sĩ người thực sự là thật lợi hại, hoa đà trên đời, y thuật vô song. Trước là ta có tiền không nhìn được Thái Sơn, vọng tự đo lường được, thực sự là xin lỗi a. Lưu Thành một gặp cha mình quái bệnh là thật có chuyển biến tốt. Ngay tức khắc tâm duyệt thành hướng phía Trần Phi cung kính tạ lỗi nói. Đều đến loại chuyện này, hắn đương nhiên không có khả năng đang chất vấn Trần Phi y thuật cùng. Đây quả thực là hoa đà trên đời, y thuật vô song. Lưu tiên sinh khách khí, ta cũng có thể lý giải ngươi đáng giá tâm tình, dù sao sinh bệnh chính là ngươi phụ thân, ngươi cũng không có thể cầm bệnh của hắn nói đùa không phải là. Được rồi, nếu sự tình đều đã qua, cũng đừng nhắc lại. Trần Phi mở miệng cười nói. Cũng không nói gì.
Vừa nghe Trần Phi như vậy bất kể hiềm khích lúc trước, Lưu Thành càng thêm hổ thẹn lên, vội vàng từ trong quần áo xuất ra ví tiền, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, cung kính đưa ra Trần bác sĩ, cái này ngươi xin cầm theo, coi như là tiền thù lao. Làm phiền ngươi khổ cực như thế cho ta ba xem bệnh, còn xin không cần cự tuyệt. Nói xong, hắn cư nhiên đem thẻ này cứng rắn nhét vào Trần Phi trong tay. Thấy thế Trần Phi phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt. Ai, Trần bác sĩ, tiểu tử này cái gì khác bản lĩnh không có, chính là so với người khác sẽ kiếm tiền. Vậy cũng là của hắn một mảnh tâm ý, người sẽ cầm đi. Từ bác sĩ ở một bên nói rằng, hắn biết mình người bạn học cũ này nhi tử có tiền, không kém điểm ấy. Đúng vậy, Trần bác sĩ, nếu như không phải là ngươi chỉ ta đây quái bệnh, ta sau cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đây chỉ là chút ít tâm ý, còn xin ngươi thu cất đi. Lưu Chu lão nhân cũng thành khẩn nói. Ngạch, vậy được rồi. Nghe thế Trần Phi cũng không cự tuyệt nữa. Sau Trần Phi lại cùng Lưu Chu lão nhân hàn huyên trò chuyện cái khác, cùng từ bác sĩ tham khảo một chút trung y y thuật, sắc trời tựu dần dần hắc lên, đến rồi lúc tan việc, Lưu Chu lão nhân cùng Lưu Thành đi trước, Trần Phi theo cũng hướng từ bác sĩ cáo từ, ly khai trung tâm thành phố y viện. Leng keng, leng keng. Ngay hắn đã ly khai trung tâm thành phố y viện, liên lụy lái về phía California Hoa Viên đại tử điếm xe buýt lúc, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên hai tiếng, có tin nhắn ngắn tiến đến, mở vừa nhìn, cũng từ bác sĩ cho hắn gửi tới tin nhắn ngắn. Trên đó viết trước Lưu Thành đưa cho hắn tấm thẻ kia mật mã, còn có kim ngạch. 500 vạn. Trần Phi lắp bắp, cảm giác mình một ót hắc tuyến. Tuy rằng hắn cũng có nghĩ tới đối phương cho hắn tấm thẻ này, xuất thủ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhưng cái này 500 vạn, nhưng vẫn là vượt ra khỏi trước hắn dự tính, quá kinh người. Ta đây có tính không một ngày phất nhanh, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng. Tuy rằng, hắn quả thực nghĩ đối phương cho cái này tiền thuốc men nhiều lắm, nhưng đối phương đã như vậy dụng tâm lương khổ, đến cuối cùng mới nói cho hắn biết mật mã, kim ngạch, rất hiển nhiên cũng là sợ hắn cự tuyệt, cũng không cần phải còn muốn cái gì khác. Dù sao tâm tính của hắn bây giờ đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, 500 vạn, có thể đúng đã từng hắn mà nói, chính là một khoản con số thiên văn, nhưng hôm nay, kỳ thực cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Chí ít những thứ khác không nói, liền nói Cao Chí Nam trước cho hắn Trương Chí Tôn thẻ khách quý, là có thể ở Thương Hải tập đoàn đưa ra 30 triệu. Sau mấy ngày, làm Trần Phi chân thực rỗi rãnh buồn chán, chuẩn bị tìm một nhà giá giáo báo danh học xe thời gian. Bắc Sơn thị quan trường nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bắc Sơn thị Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cục trưởng La Cường, một vị rất có hy vọng tiến thêm một bước đứng hàng thị cục cao tầng La cục trưởng, Bắc Sơn thị thị cục công an cục phó Hứa Ba, một vị rất có hy vọng ở thị cục lão chính ủy sau khi về hưu tiếp nhận vị trí hắn Hứa cục phó. Hai người bọn họ vị đều cơ hồ là trong cùng một lúc, hoặc là đang cùng mấy vị thủ hạ đồng liêu cùng ăn, hoặc là đang làm việc thất lúc nghỉ ngơi. Bị thị kỳ ủy thậm chí người của tỉnh kỳ ủy trực tiếp mang đi. Trừ lần đó ra, còn có một hai cái Bắc Sơn thị quan trường năng lượng không nhỏ chính là nhân vật cũng bị đồng dạng mang đi. Mà những người này hầu như đều có một đồng dạng đặc điểm, đó chính là đều là thị ủy bí thư Mạc Thành, Mạc bí thư thủ hạ nhất phái người, điều này làm cho rất nhiều người đều thần hồn nát thần tính. Bất kể là công an phân cục cục trưởng La Cường, thị công an phân cục phó cục trưởng Hứa Ba, còn có mấy cái trong tay năng lượng không nhỏ người, đều xưng là Bắc Sơn thị quan trường đại nhân vật, lại là Mạc bí thư nhất phái người, cái này không khó làm cho liên tưởng đến có đúng hay không xảy ra đại sự gì. Phải biết rằng, thị ủy bí thư Mạc Thành đây chính là Bắc Sơn thị quan trường không thể tranh cãi một tay, lấy thùng úp voi, coi như là từng kiêm nhiệm thị ủy phó thư ký lão tỉnh trưởng cũng không có hắn cường thế. Chớ nói chi là hiện tại lão thị trưởng đều đã quả thực điều nhiệm lên chức, còn lại những người đó. Hầu như có thể nói là không ai có thể cùng hắn đánh nhau. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Ba, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bắc Sơn thị ngân than khu ta tiểu khu sang trọng trong, một vị đầu có chút hói đầu, niên kỷ tiếp cận hơn 50 tuổi trung niên nam tử ở nhận một chiếc điện thoại sau, vô án, bộ mặt tức giận. Cái này hói đầu nam tử không là người khác. Chính là ở bên ngoài Bắc Sơn thị quan trường thịnh truyền có thể lấy thúng úp voi Bắc Sơn thị thị uy bí thư Mạc Thành. Hơn nữa người này không chỉ là chính là địa cấp thành phố thị uy bí thư, đồng thời hắn còn kiêm nhiệm tỉnh Giang Nam tỉnh ủy, mặt sau cái kia thân phận hiển nhiên càng thêm dọa người một ít.
Ba, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì, xem đem ngươi chọc tức. Nghe được Mạc Thành vỗ bàn trừng mắt, bên trong phòng khách, một vị ăn mặc thập phần sức tưởng tượng, tóc nhuộm thành màu vàng nam tử hỏi. Nam tử này chính là Mạc Thành Mạc Bí Thư Nhi Tử Sở nói. Ngươi Hứa Thúc Thúc, Diệp Thúc Thúc bắt, Mạc Thành vẻ mặt lệ khí, giọng nói thập phần căm tức nói rằng. A, cái này đến phiên Sở nói một trận há hốc mồm. Hắn đương nhiên biết mình phụ thân trong miệng Hứa Thúc Thúc, Diệp Thúc Thúc là ai. Bọn họ một là thị cục công an phó cục trưởng, một là giáo dục cục phó cục trưởng, đều cũng coi là phụ thân hắn cái này nhất phái hệ trọng yếu dòng chính. Nhưng bây giờ, hai người này cư nhiên bị bắt, điều này sao có thể? Lẽ nào phát sinh đại sự gì? Đột nhiên, Mạc Thành điện thoại vang lên, điện thoại chuyển được sau tự truyền đến một đạo khóc sướt mướt thanh âm Mạc Bí Thư, là ta, ngươi nhanh cho tỉnh bên trong lãnh đạo gọi điện thoại đi. Vừa rồi người của tỉnh kỷ ủy đem lão Chu từ trong mang đi. Cái gì, lão Chu? Ta đã biết. Mạc Thành nghe vậy nhìn không được cả người run lên, đón trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Hắn đương nhiên biết đối phương trong miệng lão Chu, đúng là hắn những năm gần đây một tay để bạt lên phó thị trưởng, Chu Trác. Không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả hắn nhận lấy phó thị trưởng cấp một dòng chính cũng dám động đao tử, hắn đã bắt đầu ý thức được sự tình xa so với trong tưởng tượng tới nghiêm trọng, thế tới rào rạt a. Ba, Sở nói thấy mình cha âm trầm như nước sắc mặt, nhịn không được thanh âm khẽ run, thần sắc lộ ra một tia hốt hoảng. Phải biết rằng nhà bọn họ cha hắn tại đây Bắc Sơn có thể xưng là nghiêu nhất ép, cũng là không hề nghi ngờ chính đàn cao cấp nhất số một lãnh đạo, nhưng bây giờ, đã có người dám hướng cha hắn thủ hạ chính là thúc thúc bá bá hạ thủ, cái này ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần nói cũng biết. Thật chẳng lẽ có người nào muốn đối phó bọn họ Mạc gia, đối phó cha hắn Mạc Thành phải không? Phải biết rằng cha hắn thế nhưng Bắc Sơn thị uê bí thư, mặc dù là phóng nhãn Giang Nam, cũng là tương đương nghiêu bức. Vân vân chờ đã, chẳng lẽ là... Câm miệng cho ta, quản tốt chính ngươi được rồi, đại nhân chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Mạc Thành buồn bực mở miệng nói, vẻ mặt âm trầm ly khai thư phòng. Từ trong tay có tiền nhàn rỗi, lại tăng thêm mỗi ngày chen xe buýt quả thực mệt nhọc, hơn nữa phí tâm hao tâm tốn sức, vì vậy Trần Phi lần này là hạ quyết tâm muốn mua chiếc xe đến thay đi bộ. Dĩ nhiên, trước đó hắn còn cần đem giá thi cầm, bởi vì hắn trước cũng còn không thi quá hộ chiếu. Ngày thứ hai, Trần Phi trải qua trọng trọng cẩn thận chọn sau, rốt cục lựa chọn một nhà tên là Kim Núi Giá Giáo, tập lái xe địa điểm là ở khu vực thành thị ngoại rất hẻo lánh một chỗ. Nơi ấy ở sớm hơn thời kỳ là một mảnh rất rộng lớn đồng ruộng, sau đó bảo là muốn đầu tư kiến thiết, cải tạo phát triển, đem nơi đó đồng ruộng san bằng, chỉ tiếc sau lại không biết trung gian đốt xảy ra vấn đề gì, đầu tư phát triển ra vấn đề, tự nhiên đến tiếp sau hành động đều bị xếp lại xuống tới. Có vẻ thập phần không khoát, đã bị rất nhiều giá giáo mướn đến làm tập lái xe địa điểm. Trần Phi giáo luyện tên là Chu Kiến Á, như là cái tên của nữ nhân, bất quá cũng một chỗ địa đạo nói khôi ngô Đông Bắc Đại Hán. Trần Phi đến thời gian, giáo luyện còn không có đến, bất quá cũng đã có ba học viên tại nơi chờ. Ba người kia học viện hai nam một nữ, trong đó cô đó rõ ràng là trước hắn đại học bạn học thời đại học, lớp học ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc. Uông quản lý. Người hộ chiếu bắt được sau chuẩn bị mua cái gì xe? Ta trước chăm sóc một khoản hơn 10 vạn đại chúng Sajita trong xứng, cũng không biết xe này thế nào. Một cái 27-28 tuổi hoàng y nam tử, mang trên mặt rõ ràng thảo hảo thần sắc hướng một cái khác hơi có mập ra, có bụng bia hơn 30 tuổi nam tử hỏi. Tiểu La A, không phải là Uông quản lý nói ngươi. Tuy rằng Sajita cái này khoản xe những năm gần đây đều bán được không sai. Nhưng đại chúng cái này tấm bảng có thể nói là vượt làm vượt chênh lệch, có tiền mua cái này khoản không bằng cân nhắc ngang nhau giá Âu Mỹ xe, tuy rằng hao tổn dầu nhưng an toàn tính có thể tốt. Đến mức ta nha, trước nhưng thật ra quả thực đã nhìn kỹ một khoản xe, lôi khắc tát tư NX, tiền không nhiều lắm, cũng liền 3-40 vạn mà thôi. Triệu tiểu thư ngươi nghĩ ta chọn cái này khoản xe thế nào? Được xưng là Uông quản lý trung niên nam tử gật đầu khoe khoang một câu. Sau đó lại đem hắn sắc mị mị mắt chuyển hướng Triệu Nhạc, cố làm ra vẻ tiêu sái hỏi. Tuy rằng hắn những lời này khoác lác thành phần chiếm đa số, bất quá, hắn cũng rất khẳng định xã hội bây giờ trên những nữ nhân này không ít người tự ăn một bộ. Chỉ tiếc hắn lại gặp Triệu Nhạc, bình thường công tác gặp hơn nam nhân như vậy, hỏa nhãn kim tinh, há mồm chính là 3-40 vạn xe, thật cho là nàng ngốc.
Triệu Nhạc trực tiếp đưa bọn họ trở thành không khoát tập lái xe chàng màn hình, lười nghe bọn hắn nói, nhưng vào lúc này, Triệu Nhạc trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc đột nhiên trở nên sinh động, sau đó chỉ thấy trước mắt nàng sáng ngời, kinh hô một tiếng Trần Phi, sau đó giống như nhập môn phương hướng nghênh đón. Hai người kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, theo Triệu Nhạc nghênh đón phương hướng nhìn lại, lại phát hiện chỉ là một ăn mặc phổ phổ thông thông thiểu niên. Phải biết rằng ở trong lòng bọn họ, Triệu Nhạc loại này đại mỹ nữ cho người ấn tượng vậy đều là thập phần cao lãnh, thập phần từ chối người ở thiên lý ngoại, làm sao sẽ như vậy chủ động hướng một cái loại này thiểu niên chào hỏi. Coi như là nhận thức, cũng không phải như vậy đi. Trần Phi, người thế nào cũng chạy đến nơi này, lẽ nào ngươi cũng là tới đây cái giá giáo học xe. Có trước ở sông Hồng Tửu Điếm đồng tâm hiệp lực, Triệu Nhạc tựa hồ cùng Trần Phi quan hệ trở nên tốt hơn nhiều. Cũng không có gì rụt rè, chào đón dán rất gần cười híp mắt nói. Triệu Văn Nghệ thư ký, xem ra vận khí ta thật tốt ha, đúng vậy, chuẩn bị mua chiếc xe mở ra, vì vậy trước tới báo danh học xe cầm hộ chiếu. Trần Phi cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy cư nhiên gặp gỡ người quen, cười hì hì nói. Tuy rằng trước hắn ở đại học thời gian, cùng cái này bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp ủy viên văn nghệ quan hệ cũng không tốt, thế nhưng, trải qua trước lần kia đồng học hội sau, hắn lại đối với đối phương ấn tượng thoáng cái tốt hơn nhiều. Đầu năm nay bề ngoài nhìn thuần khiết, rụt rè, trong xương cốt lại trải qua chịu không nổi mê hoặc nữ nhân thiếu nữ, khó nhất được đương nhiên vẫn là cái loại này có thể kiên trì mình, bảo trì nguyên tắc, bản tâm nữ nhân, loại sự tình này rất làm cho tôn trọng. U, Trần Đại Lão Bản đều chuẩn bị mua xe rồi, có đúng hay không chuẩn bị cùng kẻ dối trá vậy mua chiếc Mercedes lái một chút, không sai à. Triệu Nhạc vừa nghe ngay tức khắc trêu ghẹo nói, đến bây giờ nàng đều còn nhớ rõ kẻ dối trá xe Mercedes. Quả nhiên, quốc nội không ít người hay là đối với xe Mercedes có đặc thù ôm ấp tình cảm. Ngươi đừng cầm ta trêu đùa a, ta có thể cùng Phú Nhị Đại so với sao? Trần Phi vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm hắn, bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn bây giờ nói, cử động cũng không khỏi có chút trang, ép hiềm nghi, dù sao thân cất 500 vạn cự khoản. Nhưng những người khác không biết ha. Cần điệu thấp còn là điệu thấp. Gì, đây không phải là Tiểu Phi sao? Thật là có một đoạn thời gian không gặp, người còn nhớ rõ ta đi, La Xuân, La Ca. Đột nhiên, từ một bên truyền đến Hoàng Y Nam Tử thanh âm kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng nhận thức Trần Phi. Tiểu La A, người nhận thức Triệu Tiểu Thư vị bằng hữu này sao? Còn không giới thiệu một chút, trung niên kia mập ra tên cũng chen miệng nói. Nhìn về phía Trần Phi ánh mắt có chút bất thiện. Rất hiển nhiên, hắn là ở nhìn thấy Triệu Nhạc như thế một đại mỹ nữ cư nhiên đúng Trần Phi nhiệt tình như vậy, lại đối với hắn như thế trung niên đầy hứa hẹn nhân sĩ thành công không thêm để ý tới, nội tâm hết sức ghen tị. Trần Phi liếc mắt một cái hơn 20 tuổi hoàng y phục nam tử, thản nhiên nói nguyên lai là La Ca A, ta nhớ kỹ ngươi lên lần còn giống như kéo ta mấy trăm khối tiền lương chưa cho đi, thế nào, nếu không hiện tại trước cho ta kết toán kết toán. Nguyên lai cái này hoàng y phục nam tử, đúng là hắn trước đây sau khi tốt nghiệp làm công lúc một người trong đó lão bản, bất quá khi lúc vô luận là quá trình, hay là kết quả, đều chẳng phải làm cho vui vẻ, vì vậy Trần Phi chỉ làm hơn 10 ngày liền đi. Đối phương cũng vẫn kéo hắn hơn 10 ngày tiền lương chưa cho, cuối cùng không giải quyết được gì, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ ở cái này gặp gỡ. Đó không phải là ngươi không có làm đủ thời gian một tháng, dựa theo quy định, là không thể đủ cho ngươi phát tiền lương. Tốt rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ Vân Phi thực nghiệp công ty hữu hạn Uông quản lý. Hoàng y phục nam tử gặp Trần Phi nhắc tới cái này cũ cha, vội vã sắc mặt lúng túng che giấu được, cũng không nói cho chuyện tiền lương. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn tiểu La thủ hạ đã làm chuyện, vậy thật là trùng hợp. Bất quá, lấy ta xem tiểu tử ngươi còn chưa tới mua xe niên kỷ đi. Sớm đem hộ chiếu cầm là chuyện tốt, nhưng không có khả năng tốt cao vụ viễn. Siêng năng chịu khó đang làm việc cái mấy năm lo lắng nữa mua xe chuyện, đến lúc đó thì có thể đủ mua cái chừng 10 vạn đi, ha ha ha. Uông quản lý trong mắt lấp lánh không có hảo ý, trên mặt lại như là rất nhiệt tâm, lấy quá thân phận của người đến chỉ điểm Trần Phi. Nga, đây là tự không cần ngươi Uông quản lý suy tính. Dù sao ta không quen, không phải sao. Trần Phi nhìn hắn một cái, không chút nào che giấu bản thân trong giọng nói vẻ chán ghét. Ngươi! Uông quản lý nhất thời tức giận, không nghĩ tới chính là một cái thiểu niên cư nhiên như thế không cho mình mặt mũi,
ngay trước mặt mọi người hãy nói ra loại này coi là vẽ mặt nói. Có thể hắn cũng không muốn muốn, hắn coi là vật gì vậy, hơn nữa rõ ràng là chính hắn trước tiên là nói về ra làm thấp đi Trần Phi chính là lời nói. Trần Phi cũng không phải cái loại này chân chính trung thực, nhát gan người thành thật, dựa vào cái gì bị. Tiểu Trần, cái này sẽ là của ngươi không đúng, Uông quản lý đây cũng là hảo tâm, ở quan tâm ngươi, ngươi nói chuyện như thế hướng làm gì. Nga, được rồi, cũng không biết từ ta tạm rời cương vị công tác sau, ngươi lại tìm đến công tác mới không có. Một tháng có 2.000 sao, La Xuân gặp Uông quản lý kinh ngạc, ngay tức khắc đứng ra hát đệm. Âm dương quái khí thể phát hiện mình cảm giác về sự ưu việt. Tinh khiết tiền lương hẳn không có, cộng thêm tiền buộc bơ vơ số này chắc là có, đúng hay không, tiểu tử. Uông quản lý nghe vậy cười ha hả, thập phần vui sướng. Thế nhưng, tiếng cười của hắn cũng còn không duy trì liên tục 2-3 giây, tự cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phi cùng Triệu Nhạc đều ở đây dùng một loại xem nhược trí ánh mắt, nhìn hắn, trên mặt, khóe miệng tràn đầy đều là chẳng đáng. Nếu chỉ là người trước dùng như thế nhãn thần nhìn hắn, vậy hắn còn không đến mức tâm thần chịu ảnh hưởng, thế nhưng còn có người sau, Liên Mới Tịnh Lệ Triệu Nhạc đều dùng loại này xem nhược trí ánh mắt nhìn hắn, vậy hắn tự nhiên trong lòng rất khó chịu, đồng thời cũng không phục lắm. Thế nào, Triệu tiểu thư, ta lại nói sai cái gì không? Giống như hắn loại này vừa tốt nghiệp sinh viên, có thể bắt được 2.000 khối một tháng, đã là rất tốt một chuyện. Làm người không thể tốt cao vụ viễn. Nên siêng năng chịu khó làm việc, gian khổ phấn đấu cái mấy năm, mới có thể làm cho mình tiền lương trở nên đẹp một ít. Trung niên kia mập ra Uông quản lý vẫn còn nghiêm trang cao đàm luận rộng rãi, lấy một loại nhân sĩ thành công tư thái giáo huấn người, thế mà, lời của hắn đều còn chưa nói hết, Triệu Nhạc cũng đã lôi kéo Trần Phi hướng một bên đi. Vừa đi, hắn còn một bên ghét bỏ vậy giễu cợt nói chúng ta đi sang một bên đi, ta chân thực chịu không nổi. Hắn và ngươi so với. Thực sự là óc có bệnh. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ ban đầu ở sông Hồng Tử Lâu một màn kia. Có thể một vị trung tâm thành phố y viện Vương Bài phòng y sĩ trưởng chiến nguy hướng hắn nói xin lỗi, từ lúc khi đó khởi, hắn cũng đã minh bạch Trần Phi hôm nay tuyệt đối đã lẫn vào trở nên nổi bật, xa không phải là các nàng loại này người thường có thể so. Vì vậy, là hắn loại này chỉ là tiểu công ty bộ môn quản lý, lương một năm cũng liền 6-7 vạn. Cũng xứng ở Trần Phi trước mặt bày làm ra một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, quả thực chính là trò cười, mất mặt. Triệu tiểu thư, ngươi. Hai người kia, đặc biệt Uông quản lý gặp Triệu Nhạc như vậy ghét bỏ bọn họ vậy trốn được một bên, trong miệng còn lẩm bẩm những lời này, ngay tức khắc không vui, đương nhiên càng nhiều hơn chính là cho là mình mặt mũi đã đánh mất. Tốt vào lúc này giáo luyện Chu Kiến Á rốt cục thong dong tới chậm, bốn người bọn họ hiểu lòng không hết lựa chọn quên chuyện lúc trước. Đi vào cùng giáo luyện chào hỏi. Ngươi chính là Trần Phi đi. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên tới. Dựa theo quy củ cũ ta sẽ nhường ngươi trước quen thuộc tay lái. Luyện nhiều tập một chút, mặt sau sẽ dạy ngươi làm sao lái xe. Chu Kiến Á phỏng chừng cũng biết mình đến chậm, cũng không lời thừa, trực tiếp cắt vào chính đề. Đến mức Triệu Nhạc, Uông quản lý, La Xuân ba người, bọn họ bởi vì trước cũng đã luyện tập qua một đoạn thời gian, cơ sở đã nắm giữ không sai. Đã bị đánh phát đi luyện tập chuyển xe nhập kho. Trong lúc ở chỗ này, Chu Kiến Á giáo luyện cẩn thận vi Trần Phi giảng giải vài lần nắm giữ tay lái yếu điểm, đồng thời ở tay lái bắt chước khí trên tự mình làm mẫu một lần, sau đó nhượng Trần Phi ngồi lên luyện tập. Cứ như vậy, Trần Phi âm thầm thì thầm một tiếng, ngồi trên tay lái bắt chước khí rất là dễ dàng, thuần thục lên tay lái. Hiển nhiên, ở trở thành một cái địa đạo đạo tu luyện giả sau, hắn ngũ quan nhạy cảm trình độ hoàn toàn muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, vì vậy loại trình độ này gì đó, hắn chỉ cần xem lần trước, liền có thể dễ dàng tùy ý nắm giữ. Nói hắn là thiên tài đều không quá đáng chút nào. Ngươi, Tiểu Trần A, ngươi có đúng hay không trước đây lái qua xe? Ta xem ngươi cái này đánh tay lái tư thế nhưng thật ra rất tiêu chuẩn, không sai, không sai. Chu giáo luyện gặp Trần Phi lần đầu tiên ngồi trên tay lái bắt chước khí. Cứ nhiên có thể động tác thành thạo, dễ dàng, nhưng thật ra thật kinh ngạc mở miệng nói. Thật không có, ta ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên học lái xe, ngay cả cái này tay lái đều hình như vẫn là lần đầu tiên sờ. Trần Phi cười giải thích. Tuy rằng xem ngươi bây giờ đánh tay lái tư thế đã rất tốt, có thể ngươi ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên sờ. Như vậy đi, ngươi trước ở bên cạnh nhiều luyện tập một chút, nếu có khả năng nói,
đợi lát nữa buổi chiều ta lại để cho ngươi lên xe nhìn. Chu giáo luyện suy nghĩ một trận nói, lại đi đốc thúc ba người kia luyện tập chuyển xe nhập kho. Đi. Trần Phi tuy rằng nghĩ cái này luyện tập đánh tay lái quả thực rất nhàm chán, nhưng dù sao hắn ngày hôm nay chỉ là ngày đầu tiên đến, không có khả năng nhảy mà tựu, cho nên khi mặc dù gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, tròn một trên buổi trưa Trần Phi đều ở đây tay lái bắt trước khí mặt trên luyện tập đánh tay lái. Dĩ nhiên, trong đó hắn không tập trung thời gian còn là chiếm đại đa số, dù sao cái này đối với hắn mà nói thực sự quá đơn giản, tùy tùy tiện tiện là có thể học được, nắm giữ. Nếu vẫn luyện tự quá khô khan. Tiểu Trần, Tiểu Triệu, các ngươi đến. Như vậy ước 2-3 giờ sau, Chu giáo luyện đột nhiên hướng bọn họ ngoắc nói. Trần Phi chỉ bảo luyện gọi hắn, liền đình chỉ luyện tập đi tới luyện tập chuyển xe xuất nhập kho nơi sân. Đến đây đi, hôm nay mặc dù là ngươi lần đầu tiên tới học xe, thế nhưng ta xem ngươi đánh tay lái tư thế quả thật không tệ, đã hợp cách, vì vậy ngoại lệ một lần cho ngươi trước đụng đụng xe. Còn ngươi nữa Tiểu Triệu. Vừa rồi ngươi chuyển xe nhập kho tuy rằng chung quy chung củ, nhưng vẫn là không hề vấn đề nhỏ, hơn nữa thiếu thuần thục, hai người các ngươi xem thật kỹ ta ngồi một lần, tập trung tinh thần. Xem ra hắn cái này là chuẩn bị mở nhỏ bếp, đơn độc huấn luyện Trần Phi, Triệu Nhạc hai người, tự nhiên lại khiến xe phía dưới hai người kia một trận tức giận. Hai người các ngươi nghe, ta trước cho các ngươi giảng một lần. Ở trên xe, Chu giáo luyện cẩn thận từ đầu tới đuôi cho Trần Phi giải thích một lần bộ ly hợp. Phanh lại, chân ga chở quan hệ, lại làm mẫu một lần làm sao phát động, lái xe chở các loại động tác. Triệu Nhạc trước tuy rằng cũng biết, nhưng hắn cũng minh bạch bản thân có rất nhiều địa phương đều nắm giữ không sai, lúc này đây tự nhiên rất dụng tâm. Tiểu Triệu, người tới trước, làm xong làm mẫu sau, Chu giáo luyện nhường ra chỗ tài xế ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhường Triệu Nhạc trước thử một lần nữa chuyển xe nhập kho. Triệu Nhạc lên tiếng trả lời ngồi trên chỗ tài xế ngồi. Thận trọng phát động xe, tuy rằng động tác rất chậm, nhưng rõ ràng sở hữu động tác nếu so với trước thoạt nhìn thuận mắt hơn, mà lần này chuyển xe nhập kho cũng tương đối thành công. Còn là Tiểu Triệu ngươi thông minh, không giống hai cái ngu xuẩn, đều đến ta chỗ này nhanh nửa tháng, thậm chí ngay cả chuyển xe nhập kho thứ đơn giản như vậy đều còn không có nắm giữ, thực sự là. Chu giáo luyện một bên oán giận, một bên hướng Trần Phi mở miệng nói Tiểu Trần, ngươi cũng đi thử một chút đi, trước sờ sờ xe làm quen một chút. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có thể đem xe này lái được rồi. Thủ động đứng máy tử, lính mới tối không dễ dàng làm được chính là tay chân phối hợp, dễ dàng nhất chuyện đã xảy ra chính là tắt lửa cùng tay lái lộn xộn. Ừ, Trần Phi nghe vậy vẻ mặt tự tin, cũng không nói thêm cái gì, ngồi trên chỗ tài xế ngồi, sạch sẽ lưu loát tay chân phối hợp đem xe vững vàng lái. Hơn nữa theo hắn hoàn hảo giống như có chút bất mãn ý vậy. Trong đầu một vừa hồi tưởng trước Chu giáo luyện làm mẫu, một bên loay hoay bộ ly hợp, phanh lại, chân ga. Ngay Chu giáo luyện hài lòng gật đầu, cho rằng không sai biệt lắm, chuẩn bị hô ngừng thời gian, hắn cư nhiên buông lỏng tới một lần chuyển xe nhập kho. Một màn này, trực tiếp đem bên trong xe hai người sợ ngây người. Trần Phi, cũng là ngươi nghiêu, lần đầu tiên lên xe cư nhiên là có thể chuyển xe nhập kho, nhưng lại tiêu chuẩn như vậy. Triệu Nhạc một ngày bộ dáng cây ết yêu ta sợ, cảm thán nói. Tiểu Trần A, ngươi thực sự là lần đầu tiên học lái xe. Chu giáo luyện cũng là vẻ mặt không thể tin được. Dĩ nhiên, các ngươi không tin A Trần Phi gật đầu, mặt nghiêm nói. Khụ khụ, tin tưởng, Chu giáo luyện phỏng chừng cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nghiêu như vậy hò hét học viên, sờ sờ mồ hôi trên đầu, dứt khoát nói trụ cột ngươi cũng không dùng luyện nữa, cái này chuyển xe nhập kho. Ta xem ngươi cũng nắm giữ không sai biệt lắm, ta sẽ cho ngươi làm mẫu cái khác mấy cái thì muốn thi hạng mục, nhìn ngươi ngày hôm nay có thể học được bao nhiêu. Nói xong, hắn liền đem quá đơn biên kiều, góc vuông chuyển biến chờ nơi sân thi toàn quốc đến hạng mục đều cho Trần Phi làm mẫu biến đổi. Sau đó, Trần Phi khiêm tốn cười cười, cư nhiên lên xe giống như trước Chu giáo luyện sở đã làm sở hữu làm mẫu, đều còn nguyên làm đi ra. Cái này... Triệu Nhạc còn có Chu giáo luyện nhìn không được liếc mắt nhìn nhau, trừng mắt mắt, người sau giật mình nói mẹ, trước đây luôn nghe người ta nói học xe có người thiên phú như thế, chỉ cần làm mẫu vài lần là có thể toàn bộ nắm giữ. Ta trước còn không tin, hiện tại thực sự ăn xong, không nghĩ tới trên đời này thật có người loại thiên tài này à. Trần Phi, ta nghĩ người có thể đi thử xem bắt đầu thi đấu xe. Triệu Nhạc nghiêm trang mở miệng nói,
hắn cho rằng Trần Phi hoàn toàn có cái này tiềm lực, còn có thực lực. Đến mức La Xuân còn có cái kia cái gì Uông quản lý, vốn là ở xe phía dưới khổ ha ha chờ, có thể khi bọn hắn chính mắt thấy Trần Phi từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết, đến cuối cùng sở hữu thi hạng mục đều hoàn thành một lần, hơn nữa mở trận kia trưởng, nghiễm nhiên so với giáo luyện cũng còn muốn tiêu chuẩn, cái này nhượng trong lòng bọn họ mặt hãy cùng đổ ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Cái này hoàn toàn chính là người so với người tức chết người dẫy. Mà cứ như vậy, bọn họ cái này tập lái xe cảm giác tự nhiên càng phát ra dày vò, áp lực tâm lý quá lớn, sai lầm càng ngày càng nhiều, tức giận Chu giáo luyện một trận đổ ập xuống mắng chửi, bất đắc dĩ đến cực điểm. Được rồi, đều chớ luyện. Tiểu Trần, ngày hôm nay ngươi lái xe đi, chúng ta đi phụ cận con đường kia lão viên nông gia nhạc ăn. Lúc này cũng cha không đến rồi 12 giờ trưa, mọi người cũng đều đói, vì vậy hắn thẳng thắn đề nghị đi ăn cơm. Thực tế coi như là nhượng Uông quản lý hai người buông lỏng một chút. À, Chu giáo luyện, nhượng hắn lái xe. Cái này có thể hay không có chút không thích hợp, hắn ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên tới học xe sao? Có thể Uông quản lý nghe vậy nhưng không khỏi sắc mặt xấu xí đến. Hắn đương nhiên minh bạch lấy Trần Phi bây giờ có thể đủ hoàn mỹ đi qua sở hữu khảo nghiệm bộ môn kỹ thuật, lái xe ra đi tự nhiên là một chút vấn đề không có, thế nhưng... Hắn lại không muốn lại tiếp tục xem Trần Phi như vậy làm náo động, bởi vì trong lòng hắn cực độ không thăng bằng. Dựa vào cái gì bản thân tốt xấu luyện vài ngày như vậy xe, lại thậm chí ngay cả một cái ngày đầu tiên tới cũng không bằng. Nhất định là gạt người, hắn trước khi tới khẳng định học qua, biết nói sao lái xe. Nhất định là như vậy. Lời thừa cái gì, không phải là còn có ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên sao? Thế mà Chu giáo luyện chỉ là liếc hắn một cái. Không chút khách khí nói. Mọi người đều là người trưởng thành, hắn tự nhiên cũng minh bạch tâm tư của đối phương, không muốn nhiều lời. Được rồi. Gặp Chu giáo luyện không cho mình mặt mũi, Vương quản lý tuy rằng sắc mặt âm trầm lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể bị, không nhiều hơn nữa nói. Một lúc sau, Trần Phi ở Chu giáo luyện dưới sự chỉ đạo vững vàng khởi động giáo luyện xe, làm cho cảm giác không gì sánh được thành thạo chạy đến tập lái xe bên ngoài sân đại lối đi bộ. Một màn này khiến nguyên vốn còn muốn chọn đâm Vương quản lý, La Xuân hai người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lời nào để nói. Nói đùa, lấy Trần Phi hôm nay nửa bước luyện khí tam trọng thực lực, coi như là nhượng hắn lái phi cơ phỏng chừng cũng cứ như vậy, ổn được không được, chớ nói chi là ra nguy hiểm gì. Trừ phi là xe bản thân tự tồn tại vấn đề, nếu không lấy phản ứng của hắn trình độ tuyệt đối là đủ để ứng phó bất luận cái gì tình hình. Giáo luyện, ta hơi chút lái nhanh một chút. Bất quá dù sao vẫn là lần đầu tiên lái xe, Trần Phi trong lòng kích động còn có hiếu kỳ còn là khó có thể ức chế. Vì vậy, ở trên xe đại đường cái một hồi sau, Trần Phi có chút bất mãn chân hiện nay 3-40 con ngựa quy tốc, nói một tiếng, dưới chân đạp cần ga, giáo luyện xa mã đạt vận tốc quay trong nháy mắt ra tốc không ít, đạt tới 5-60 con ngựa. Chậm một chút, Tiểu Trần, người vừa mới bắt đầu học xe, muốn tuần tự. Thấy tình cảnh này. Chu giáo luyện phản xạ có điều kiện có chút mày nhăn lại, bởi vì hắn nghĩ Trần Phi có chút quá mau ở cầu thành, dù sao vẫn là một cái xe mới, nếu lái xe nhanh nói, vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Thế nhưng, xem hắn tiếp cảm thụ được giáo luyện xe vững vàng chạy, hoàn toàn không có cái loại này lính mới điều khiển dừng lại cảm cùng chúc chắc cảm thời gian, hắn ngay tức khắc sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, vậy ngay cả chính hắn đều rất ít có thể đem giáo luyện lái xe như thế ổn, chớ nói chi là một tân nhân. Nhưng bây giờ Trần Phi lại hết lần này tới lần khác làm xong rồi, hắn tự nhiên không có lý do gì cùng tư cách tiếp tục đi thuyết giáo. Hơn nữa giờ này khác này Chu giáo luyện trong lòng còn phải cảm thán, trên đời này thật đúng là có thiên tài vừa nói như vậy, hắn gần đây 20 năm học xe, giáo xe kinh nghiệm coi như là đến cẩu trên người, còn không bằng một cái vừa mới bắt đầu học xe tân nhân. Đây thật là... Thấy tình cảnh này Uông quản lý cùng với La Xuân tự nhiên cũng không mặt mũi nhiều hơn nữa bi. Câu đều khổ buộc mặt cơm nước xong, tùy tiện tìm một cái lý từ ly khai. Tiêu Tổng, người yên tâm, chuyện của người ta sẽ giúp người lưu ý một cái. Người đừng lo lắng. Bắc Sơn Thị Thương Hải Tập đoàn Tổng Bộ Tổng Tài Phòng làm việc, khói mù lượn lờ. Chỉ thấy Cao Chí Nam chính một thân một mình đứng ở trong suốt cửa sổ ở mái nhà trước, hai ngón tay mang theo một điếu thuốc thơm, một ngụm đón một ngụm quất. Trên thực tế hắn bình thường vậy đều không hút thuốc lá. Có thể mỗi khi hắn gặp phải phiền lòng chuyện,
cũng hoặc là khó có thể lựa chọn chuyện tình, lại sẽ không khỏi thói quen xuất ra một điếu thuốc thơm châm quất trên. Đoạn thời gian trước được xưng là tỉnh Giang Nam đệ nhất đại đầu rồng xí nghiệp Tiêu Thị Xí Nghiệp, đến đây Bắc Sơn Thị nhảy qua khu vực đầu tư, quyết định một cái Bạch Vân Hồ phát triển hạng mục, cần một cái hợp tác đồng bọn. Theo lý mà nói cái này danh ngạch sẽ phải từ vốn là có uy tín danh dự, có thực lực xí nghiệp lớn trong xóa tuyển ra đến. Bắc Sơn Thị kinh tế phát đạt, ở tỉnh Giang Nam giữ lấy thập phần địa vị trọng yếu. Mấy năm gần đây hầu như đều vững vàng xếp hạng bên trong tỉnh thành chỉ phát triển quy mô đệ nhị vị trí, gần với bản tỉnh tỉnh lỵ cùng châu thị, tự nhiên cũng bởi vậy hấp dẫn đến rồi rất nhiều có thực lực người đầu tư chú ý. Tự tỷ như cái này Bạch Vân Hồ phát triển hạng mục, chính là từ Bắc Sơn Chánh phủ thành phố dẫn đầu những năm gần đây đại động tác, quy mô cực đại, giai đoạn trước nhu cầu tiền bạc cũng là rất nhiều, vốn là căn bản không có xí nghiệp có thể đơn độc ăn khối này đại bánh gato. Lúc này mới nhượng xa ở tỉnh lỵ cùng châu thị Tiêu Thị tập đoàn có cơ hội, mãnh long quá giang, ở hạng mục này trên phát đến rồi một chén canh. Mặc dù nói mình trên địa bàn hạng mục bị bên ngoài người đoạt, điều này làm cho Bắc Sơn Thị xí nghiệp có chút mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là Tiêu Thị tập đoàn, tỉnh Giang Nam xí nghiệp long đầu, đệ nhất xí nghiệp lớn, bọn họ tự nhiên không dám lén vọng ngôn, mà là đem tâm tư đặt ở lần này cùng Tiêu Thị tập đoàn hợp tác danh sách kia mặt trên. Tiêu Thị tập đoàn, từ tỉnh Giang Nam Tiêu ra một tay nắm giữ, chỉ là gia tộc kia tài sản tựu đạt tới hơn 10 ức, chứ nói chi là kỳ dưới trướng nắm giữ Tiêu Thị tập đoàn xã hội tài phú càng cao đạt mấy trăm ức, bị toàn cầu tài phú tuần san bầu thành thế giới 500 cường. Mà loại này siêu cấp lớn xí nghiệp, không thể nghi ngờ là nghiệp nội xí nghiệp, tập đoàn ai cũng nếu muốn đặt lên quan hệ. Người này một khi bước vào thương trường, lại có người nào phải không muốn đi trên bò. Mặc dù là lấy Cao Chí Nam hôm nay hơn 10 ức thân gia, nếu là có thể cùng Tiêu Thị tập đoàn đi chung đường, cũng tuyệt đối là có ích vô cùng. Chớ nói chi là bản thân hắn là tốt rồi rất chăm sóc Bạch Vân Hồ hạng mục, cho rằng tiền lời thập phần khả quan. Vì vậy hắn hiện tại thập phần đỏ mắt cái kia cùng Tiêu Thị tập đoàn hợp tác danh ngạch, tự vừa còn do dự mà có muốn hay không đi tỉnh lỵ cùng Châu Thị đi một chuyến, đi bái đưa tiền bảo hộ, nhất là Tiêu Thị tập đoàn người cầm quyền Tiêu Tổng bên kia. Trước bởi vì một ít nghiệp vụ phía trên vãng lai, hắn ngược lại cũng nhận thức đối phương. Chỉ là ngay vừa rồi, nó cho đối phương gọi điện thoại tới nói muốn đi qua bái phỏng một cái thời gian, lại ngoài ý muốn biết được nhất kiện đối phương phiền lòng chuyện. Đó chính là đối phương Tiêu Thị tập đoàn người chấp trưởng, Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Tổng tựa hồ bị một loại quái bệnh, xương bánh chè khi thì sẽ đau nhức không gì sánh được, khó có thể nhẫn nại, hơn nữa ở y viện còn chưa tra ra đầu nguồn. Chắc là một loại rất thiên môn nghi nan tạp chứng. Vì vậy gần nhất trong khoảng thời gian này, đối phương Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng vì chuyện này thao nát tâm, không biết mời bao nhiêu chuyên gia y học, trung y danh thủ quốc gia đến đây vì hắn trị liệu, cũng đều hiệu quả quá nhỏ, thậm chí có thể nói là một điểm chuyển biến tốt đẹp cũng không có, sẽ lo lắng người. Mà ở vừa nghe đến tin tức này sau, Cao Chí Nam phản ứng đầu tiên chính là nhớ lại Trần Phi. Hắn bây giờ đối với ở Trần Phi y thuật, đã đến cái loại này mù quáng sùng bái mức, cho rằng tuyệt đối không có gì bệnh có thể làm khó hắn, thế nhưng hắn lại cũng không dám như vậy lỗ mãng thất thất đi thỉnh Trần Phi, sợ hoàn toàn ngược lại, cho đối phương lưu lại một ảnh hưởng không tốt. Dù sao ở trong lòng hắn, Trần Phi địa vị sợ rằng không thể so tỉnh Giang Nam thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng kém bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, do dự nửa ngày, rốt cục thấy hắn thận trọng lấy điện thoại ra, cho Trần Phi đánh. Rồi hãy nói bên này Trần Phi vừa kết thúc giá khẩu hiệu của trường luyện, chuẩn bị ngồi xe buýt xe ly khai, tự nhận được Cao Chí Nam gọi điện thoại tới. Này, Cao Tổng sao? Cái gì, người có việc muốn cùng ta tâm sự? Như vậy đi, ta hiện tại ở XXX, người tới đón ta đi. Trần Phi nghe được đối phương gọi điện thoại tới ý đồ, ngay tức khắc cũng không khách khí nói. Hắn gần nhất thưởng thức cũng càng ngày càng điêu, càng ngày càng không muốn ngồi xe buýt xe. Cũng không biết có phải hay không là trước đây chen lấn nhiều lắm, quá cực khổ, dẫn đến hôm nay đều có bóng ma trong lòng, ha ha ha. Không thể không nói, Trần Phi vị trí hiện tại quả thực rời khu rất xa, đại khái qua tiểu sau nửa giờ, Cao Chí Nam tọa giá, chiếc kia giá trị mấy triệu binh ly mới gào thét mà đến, vững vàng đứng ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào đi, dựa lưng vào rộng, mềm mại cái ghế cảm thán nói Cao Tổng, nói đi. Chuyện gì? Đáng giá ngươi tự mình chạy xa như vậy tới tìm ta,
khẳng định không phải là chuyện đơn giản mà đi. Tài xế kia chưa thấy qua Trần Phi, mà khi hắn nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại dám lấy như thế trêu chọc giọng, cùng hắn đại lão bản nói, nhất thời tâm can đều nhắc tới tiếng nói mắt, sợ choáng váng. Ngoan ngoãn, người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch gì, cư nhiên đến bọn họ đại lão bản cũng dám trêu chọc. Cái kia, cái này, Trần bác sĩ, là như vậy, chúng ta tỉnh Giang Nam thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng ngươi biết chưa? Hắn bị một loại quái bệnh, rất nhiều trong ngoài nước tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí được hưởng tiếng tăm chuyên gia, danh thủ quốc gia đều thúc thủ vô sách, vì vậy ta liền nghĩ đến Trần bác sĩ ngươi, hắc hắc. Cao Chí Nam có chút lúng túng cười cười. Tỉnh Giang Nam thủ phủ, Tiêu Thiên Nhượng, ngươi là nói cùng Châu Thị cái kia Tiêu Thị tập đoàn đi. Trần Phi kinh ngạc nói rằng, hắn tuy rằng chưa quen thuộc Tiêu Thiên Nhượng tên này, thế nhưng tỉnh Giang Nam thủ phủ, có thể xưng là như vậy danh hiệu, sợ rằng cũng chỉ có ở toàn bộ tỉnh Giang Nam, danh tiếng kia đều như sấm bên tai Tiêu gia. Kỳ gia đình sản nghiệp là tỉnh Giang Nam kinh tế trọng yếu cây trụ. Hắn Cao Chí Nam thủ hạ chính là Chí Sa tập đoàn mặc dù có tiền, nhưng cùng Tiêu Thị tập đoàn so với còn là kém nhiều lắm, không có ở một tầng thứ trên. Đúng vậy, Trần bác sĩ, chính là cái kia Tiêu Thị tập đoàn, cùng Châu Thị Tiêu gia. Cao Chí Nam vội vàng gật đầu nói. Tiêu Thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng thủ phủ ngã bệnh, ngươi lại thật sao tích cực, chứ không phải là Cao Tổng ngươi có chuyện gì cầu bọn họ đi. Trần Phi đột nhiên nở nụ cười, suy nghĩ cẩn thận đối phương có là cái gì chú ý. Đúng vậy, Trần bác sĩ. Ngươi nên biết vốn là Bạch Vân Hồ hạng công trình đi, Tiêu gia đã tiếp, và lại còn cần một cái hợp tác đồng bọn, ta nghĩ tranh một chuyến, cái khác bổn thị đầu rồng xí nghiệp chỉ sợ cũng có ý tứ này. Vì vậy, Cao Chí Nam cũng không bất luận cái gì che lấp, trắng ra nói. Vốn là cái khác đầu rồng xí nghiệp, Cao Tổng ngươi là đang nói hiện tượng Thiên Văn tập đoàn đi. Trần Phi vuốt cằm nói. Ngoại trừ hiện tượng Thiên Văn tập đoàn còn có cái khác hai tam gia. Bất quá đúng là hiện tượng Thiên Văn tập đoàn đối với chúng ta Thương Hải tập đoàn uy hiếp lớn nhất. Cao Chí Nam gật đầu một cái nói. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Bất quá nay mình hai ngày ta sợ rằng không có thời gian, nếu Cao Tổng ngươi không đuổi nói, hậu thiên ta tùy ngươi đi qua nhìn một chút, thế nào? Trần Phi lắc đầu cười nói. Hắn quả thực còn có chút chuyện phải xử lý, hơn nữa rất trọng yếu, đó chính là hắn mơ hồ cảm giác tu vi của mình tựa hồ muốn đột phá. Đi, đi, không thành vấn đề, vậy làm phiền ngươi, Trần bác sĩ, thực sự là rất cảm tạ, ta đây hậu thiên lại gọi điện thoại cho ngươi tới đón ngươi. Cao Chí Nam nhất thời mừng rỡ, hưng phấn nói. Đưa ta đi California Hoa Viên Đại Tửu Điếm đi, Trần Phi gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Trần Phi nói, Cao Chí Nam tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, ngay tức khắc mệnh lệnh tài xế đem xe khai đạo California Hoa Viên Đại Tửu Điếm. Tới chỗ sau. Trần Phi trực tiếp về tới gian phòng của mình, thốn điệu mặc áo ngồi xếp bằng tu luyện. Tọa vong kinh chính là vị kia tu chân giới cao nhân dẫn cho rằng thánh điển tuyệt thế tu luyện công pháp, quả thật có cái này biến thái tu luyện năng lực, hơn nữa Trần Phi bản thân mình thiên phú, lúc này mới vài ngày, để hắn lại bắt đầu phát khởi đối luyện khí tam trọng trùng kích. Luyện khí cửu trọng cảnh giới, tam trọng cùng lục trọng là một cái điểm tới hạn, mà tứ trọng còn có thất trọng còn lại là lột xác. Vì vậy hắn nếu có thể thành công đột phá đến luyện khí ba nặng, kỳ thực lực ở võ đạo cảnh giới mà nói tuyệt đối sẽ có một biến chất đề thăng. Ít nhất, có thể sánh ngang nhất lưu cao thủ. Một tia hiểu ra lặng yên dưới đáy lòng mọc lên, tâm tính cũng lặng yên gian ở xu ở thành thục hoàn mỹ. Trần Phi trong cơ thể ẩn dưỡng theo một luồng sợi làm cho không người nào so với tâm quý lực lượng kinh khủng. Hơn nữa phảng phất đang ở lột xác, tư nhuận rèn luyện máu thịt của hắn khu. Cứ như vậy. Không biết đi qua bao lâu, làm Trần Phi trong cơ thể dần dần hiện ra một màn màu đen dị ảnh sau, tu vi của hắn cứ như vậy thuận lý thành chương đột phá, đạt tới luyện khí tam trọng. Luyện khí tam trọng, kỳ sức chiến đấu tương đương với nhất lưu cao thủ. Cái này ý vị như thế nào đã không cần chưa nói nhảm nhiều đến xây. Phải biết rằng mặc dù phóng nhãn toàn bộ nước Hoa Nội cổ vũ giả vòng tròn, nhất lưu cao thủ cũng tuyệt đối coi là lợi hại, chứ nói chi là Trần Phi còn trẻ tuổi như vậy. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Nếu là chuyện này mà lưu truyền đi, định sẽ khiến sóng to gió lớn, vô số người cây ết yêu ta sợ. Sở Diễm là Giang Nam hàng không một gã tiếp viên hàng không, bởi vì tính cách nhảy thoát, một cách tinh quái, có thể nói, vì vậy ở công ty vợ duyên đặc biệt tốt. Hơn nữa kỳ thực sự đẹp,
lại vóc người cao gầy, thon dài, ăn mặc bình đáy dày, thân cao tối thiểu cũng có một thước bảy trở lên tóc dài mỹ nữ, tự nhiên bình thường bị ngồi mù mịt cái gọi là nhân sĩ thành công không ngừng nghỉ quấy dày, khiến kỳ làm phức tạp không ngớt. Sau lại tính tình này nhảy thoát đại tiểu thư chân thực chịu không nổi, ủy ủy khuất khuất hướng về phía trước mặt xin điều nhiệm khoang hạng nhất công tác. Cưỡi khoang hạng nhất lữ khách, như thế nào đi nữa nói cũng so với kia một ít cưỡi khoang phổ thông đại bộ phận người gặp qua quen mặt, rèn luyện hàng ngày, tố chất tốt, có thể để cho hắn ít thụ một điểm quấy dày. Người sau bởi vì, này sở đại tiểu thư người duyên, cộng thêm tựa hồ xem hắn thật nghĩ thật đáng thương, đã đem hắn điều nhiệm đến rồi Bắc Sơn Thị đến Thông Châu Thị điều này chuyến bay trên khoang hạng nhất công tác, vừa vặn hôm nay còn là hắn lần đầu tiên đi làm, nhưng không nghĩ dự kiến đụng phải người quen. Là ngươi, làm Trần Phi theo Cao Chí Nam đi vào khoang hạng nhất, chuẩn bị ngồi xuống thời gian, bên tai chợt vang lên kinh ngạc thanh. Nguyên lai là ngươi a. Trần Phi xoay qua chỗ khác xem, ngay tức khắc thấy Sở Diễm ăn mặc một thân đẹp tiếp viên hàng không chế phục, chính vẻ mặt tức giận đang nhìn mình, trong mắt còn mang theo u oán, nhất thời nhớ lại đối phương là ai. Làm nửa ngày ngươi nguyên lai là tiếp viên hàng không a? Làm gì như thế u oán nhìn ta thanh minh trước. Ta cũng không làm cái gì chuyện có lỗi với ngươi. Trần Phi vừa thấy là lão bằng hữu cũng cười, tế mi lộng nhãn trêu ghẹo nói. Ngươi câm miệng, ai u oán nhìn ngươi a? Thật không biết xấu hổ. Hanh, Sở Diễm vẻ mặt ba giọng mũi, người ở bên ngoài thoạt nhìn quả thực khả ái tới cực điểm. Ta không biết xấu hổ. Này, ta không phải là cùng ngươi đoạt một hồi xe sao? Đến mức đối với ta lớn như vậy oán niệm sao? Vân vân chờ đã. Ngươi ngày đó có đúng hay không muộn, bị trừ tiền lương. Trần Phi đầu tiên là ủy khuất, sau đó vẻ mặt hiệp xúc trêu ghẹo lên. Nha, ngươi còn nói, nếu không ngươi cái này đại hỗn đản, ta làm sao sẽ muộn bị phạt trừ tiền lương a? Cũng là bởi vì ngươi, hanh, rõ ràng là ta lên trước xe, ngươi lại đến theo ta cướp, thực sự là ra mặt dày. Sở Diễm đại tiểu thư vừa nghe lời này nhất thời tạc mau, lại nhảy nói. Bại hoại, thật không biết xấu hổ, da mặt dày. Dừng. Gặp trận này trưởng tựa hồ có chút không chịu nổi, Trần Phi ngay tức khắc cả người toát mồ hôi lạnh hô ngừng, không nói gì nói ta nói ngươi là vô lý lao ha. Thế nào như thế có thể nói? Ai cần ngươi lo, bại hoại, cư nhiên hại ta bị trừ tiền lương, thật là xấu người. Người xấu, Sở Diễm vẻ mặt khó chịu hừ hừ nói, căn bản không cho Trần Phi cái này tôn quý khách nhân mặt mũi. Sở Diễm ngươi làm gì chứ? Tại sao như vậy cho khách nhân nói, mau tới đây xin lỗi. Rốt cục cầm ngồi vụ dài tựa hồ nhìn không được, đứng ra chủ trì công đạo. A, nhưng ta cho loại này tên xin lỗi. Không được, ta mặc kệ. Sở Diễm đại tiểu thư vừa nghe cấp cho Trần Phi cái này tên đại bại hoại xin lỗi, ngay tức khắc tròn vo mặt biến thành khổ qua, một cái lực không vui. Này, nói nhiều, cái gì gọi là loại này tên? Ngày hôm nay ta thế nhưng cưới các ngươi công ty hàng không khách nhân chính là thượng đế, ngươi biết chưa? Trần Phi nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói, có thể thấy thế nào, đều có như vậy giờ giống như tiểu nhân đắc chí. Sở Diễm, nhanh cho vị khách nhân này xin lỗi. Ngồi vụ dài cũng phụng phịu mở miệng nói. Hắn tuy rằng không biết chuyện đã xảy ra, nhưng hắn vẫn là nghe được Sở Diễm nói mấy câu, nghĩ không lễ phép, không tuân theo nặng khách nhân. Dù sao đây chính là bọn họ Giang Nam hàng không khoang hạng nhất, đại biểu cho đoàn đội. Xin lỗi liền nói khiểm, hanh, xin lỗi. Sở Diễm thở phì phò hừ một tiếng, hướng phía Trần Phi nói một tiếng, ánh mắt sáng ngời trong lấp lánh ủy khuất ánh sáng lạnh, đến nhượng Trần Phi nhìn thấy thoáng cái lung túng, có chút hối hận vui đùa mở quá phận. Tuy rằng hắn và đối phương hảo tâm tự chỉ gặp qua một lần, nhưng không thể không nói quá trình còn là rất sung sướng, cho nên đối phương cái này vừa khóc. Hắn cũng cảm giác rất không có ý tứ, trong lòng có chút hối hận. Bất quá Sở Diễm đại tiểu thư nhưng không có cho hắn cơ hội xin lỗi, tức giận đi tới cabin tránh đứng một bên đi, vẻ mặt ủy khuất, hung tợn ngứa răng, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, thường thường nhìn phía Trần Phi bóng lưng tràn đầy hung quang. Sau, máy bay từ sân bay bay lên. Nghiêm ngặt lại nói tiếp đây là Trần Phi lần đầu tiên mù mịt, người muốn nói hắn không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Bay lên cao như vậy bầu trời, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, đó mới thực sự là thượng thiên không đường xuống đất không cửa. Vì vậy hắn đang bay cơ cất cánh lúc khẩn trương quá phận, tay vững vàng bắt được dừng tay, vẻ mặt nghiêm chỉnh hình dạng.
Trần bác sĩ, người vẫn là lần đầu tiên mù mịt đi. Máy bay là hiện nay trên thế giới an toàn nhất phương tiện giao thông, sự cố suất ước phi trăm một phần vạn, không có việc gì. Ngồi ở Trần Phi bên cạnh Cao Chí Nam thấy tình cảnh này, ngay tức khắc mở miệng nói. Hắn lần đầu tiên mù mịt thời gian cũng là vẻ mặt này, nhưng thói quen sau, kỳ thực cũng đã cảm thấy không có gì. Hanh, thực sự là tên nhà quê, thậm chí ngay cả máy bay đều không. Trùng hợp lần này chuyến bay khoang hạng nhất là bị Cao Chí Nam toàn bộ bao xuống, bên trong không có những người khác, nhẹ lặng lẽ, vì vậy Cao Chí Nam vừa mở miệng đã bị Sở Diễm nghe được, ngay tức khắc bắt được cơ hội này đả kích địch nhân, có thể không nghĩ tới hắn còn chưa nói hết, chợt sắc mặt một tái nhợt, đau nhức kêu một tiếng dần dần ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất. Sở Diễm, ngươi làm sao vậy? Đứng ở bên người nàng tiếp viên hàng không ngay tức khắc kinh hô lên, đi tới phủ hắn. Tiểu Vân, mau đỡ hắn đến phòng nghỉ ngồi một chút, ở trong đó có thuốc. Ngồi vụ dài cũng nghe đến động tĩnh đi tới, phát hiện Sở Diễm một tay ôm bụng, một tay nắm thật chặt y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn phình thập phần tái nhợt, hàm răng cũng cắn chặt môi mặt trên, ngay tức khắc minh bạch chuyện gì xảy ra, muốn cho Sở Diễm đi về nghỉ thất nghỉ ngơi một chút, thuận tiện uống thuốc. Đối với các nàng loại này ba bữa không có quy luật chút nào, bình thường ngày đêm điên đảo ngồi vụ nhân viên mà nói, trên cơ bản đều có một mau bệnh, đó chính là đau bụng kinh. Loại này mau bệnh đối với các nàng mà nói rất làm phức tạp, nhưng là rất khó giải quyết, chỉ có thể nhịn thụ, mặc dù có thời gian ở trên phi cơ mặt bệnh phạm vào, các nàng đều chỉ có thể cứng rắn chống đỡ theo, chống được máy bay tới mục đích sau, còn muốn những biện pháp khác, trước đó thật nhiều cũng chính là chịu chút trên phi cơ thường chuẩn bị thuốc, ở nghỉ ngơi một chút, nhưng này vậy đều là trị ngọn không trị gốc, không bao lớn thực tế tác dụng. Để cho ta tới xem một chút đi, đúng lúc này. Trần Phi đột nhiên từ vị trí đứng lên. Ngươi, ngồi vụ dài kinh ngạc nhìn Trần Phi. Ta là một gã bác sĩ, hiện nay đang ở Bắc Sơn thị trung tâm thành phố y viện đi làm, vị này Cao tiên sinh có thể giúp ta làm chứng, còn có, hắn vậy cũng biết chưa, nhượng ta xem một chút đi. Trần Phi nói. Đại phôi đản, ngươi có được hay không a? Sở Diễm trẻ con mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng tái nhợt, nhưng lúc này lại không hiểu hơn một tia đỏ ửng. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ đương sơ cùng Trần Phi cướp xe thời gian, đối phương nói qua muốn đi trung tâm thành phố y viện nhận lời mời chuyện tình, nhưng này nghiệp có chuyên tấn công, hắn đến cùng. Có được hay không a? Người đây không phải là lời thừa sao? Ta là bác sĩ, ta không được, lẽ nào ngươi được không? Trần Phi tức giận liếc nàng một cái, trịnh trọng chuyện lạ nói bọn ta gặp dùng xoa bóp thủ pháp giúp ngươi trước giải quyết đau nhức, có thể đừng cho là ta chiếm ngươi tiện nghi, lấy tay ra. Trần Phi nói xong, đã đem tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương bụng, từ từ đấm bóp, tiết tấu có tự. Ngươi thế nào, một vị khác không gian gặp Trần Phi cư nhiên như thế lớn mật, đưa tay đặt ở nữ sinh như vậy tư ẩn bộ vị, ngay tức khắc nhịn không được bất bình lên. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết phân nửa, lại bị ngồi vụ dài đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy kỳ kinh ngạc nhìn Trần Phi liếc mắt, lại chuyển hướng Sở Diễm nhỏ giọng hỏi, Sở Diễm, ngươi thế nào? Còn có đau như vậy? Ta, cư nhiên không đau. Sở Diễm như là nhìn thấy ngoại tinh nhân phân nửa nhìn Trần Phi, đưa tay ở đầu hắn trên gõ một cái, hừ hừ nói ta nói ngươi đến cùng sờ đủ không? Ta cũng không đau, ngươi còn sờ. Thật là một sắc lang, sắc lang. Chết nói nhiều, ngươi dám đánh ta. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi trung y xoa bóp a? Ngươi có tin ta hay không hiện tại buông tay ngươi chuẩn vừa đau chết đi sống lại, ngươi nghĩ rằng ta muốn sờ ngươi a? Một điểm thịt cảm cũng không có, hanh. Trần Phi vẻ mặt khó chịu kêu to. Chỉ là hắn trong miệng cái gì trung y thủ pháp đấm bóp, đương nhiên là gạt người. Hắn vừa rồi chỉ là dùng linh khí bang trợ đối phương hóa giải bệnh trạng, cùng xoa bóp thủ pháp quan hệ không lớn, tự nhiên lại không biết lúc này buông ra, đối phương sẽ còn tiếp tục đau đớn, hoàn toàn đều là lừa dối người. Hắn sở dĩ nói như vậy, một đương nhiên là để dọa dọa đối phương, lấy ra trong lòng miệng ác khí. Đến mức thứ hai nha, đương nhiên là hắn có chút luyến tiếc buông tay, thật thoải mái. À, sẽ còn tiếp tục đau. Vậy ngươi tiếp tục giúp ta xoa bóp, nếu đợi lát nữa ta còn đau, ta đánh ngươi. Sở Diễm vừa nghe lời này ngay tức khắc sợ ngây người, hung tợn uy hát yêu ta nói. Câm miệng đi ngươi, lại còn dám đập đầu của ta, lá gan rất mập a. Trần Phi thuận lợi đập vào đối phương trên đầu, một bộ đại thù được báo hình dạng. Ngươi! Đại phôi đản, Sở Diễm tuy rằng đầu bị đau,
nhưng lúc này người ở dưới mái hiên, nhưng không được không khuất phục Trần Phi Uy, trong miệng không biết ở hừ hừ cái gì, vẻ mặt khó chịu hình dạng, nhưng ngoan ngoãn nhắm miệng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng không hiểu sinh ra một to lớn cảm giác thành tựu, dương dương đắc ý lại trang mô tác dạng một trận, rốt cục buông tay ra, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng nói được rồi, không sao. Cũng không biết người bình thường ăn bao nhiêu, trên bụng nhiều như vậy thịt, thực sự là... Nha, nha, ngươi lại còn nói trên bụng có thịt, ở đâu có, ngươi không biết ta thân cao 1m71, thể trọng mới 97, ngươi lại còn nói ta béo, ta liều mạng với ngươi. Sở Diễm nhất thời tạc mao, thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra năng lượng thật lớn, muốn cùng Trần Phi ngay thẳng mặt. Liều mạng ngươi cái đại đầu quỷ, trai hiền không cùng nữ đấu, đi sang một bên, đi sang một bên. Trần Phi ngay tức khắc phản ứng cực nhanh vọt đến đi sang một bên. Yêu tai du tai ngồi đến vị trí rồi trên nghỉ ngơi đi. Ô ô, ngồi vụ dài, tên khốn kia khi dễ ta. Sở Diễm thấy thế ủy khuất không được, chạy đến ngồi vụ dài nơi nào đây khóc lóc kể lể đi. Ngồi vụ dài tự nhiên cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười thần sắc, một bên trấn an Sở Diễm, một bên hướng Trần Phi biểu thị cảm tạ. Nếu không Trần Phi, ngày hôm nay không chừng sẽ chuyện gì xảy ra ni. Không có việc gì, cái kia ngồi vụ dài. Làm phiền ngươi cho ta tìm trang giấy còn có bút đến, ta cho các ngươi viết cái toa thuốc, trở lại hướng về phía vải uống thuốc ăn, mới có thể giúp các ngươi giải quyết tật xấu này. Tiếp nhận rồi ngồi vụ lớn lên cảm tạ, Trần Phi bỗng nhiên nói. Thực sự, vậy thì tốt quá, khách nhân thực sự là quá cảm ơn ngươi. Ngồi vụ dài nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc kinh hỉ lên, chạy đi cầm giấy cùng bút. Cùng châu thị chỗ Hoa Hạ Sơn Hà Giang Nam bồn địa. Nước mưa giàu có, tứ quý như xuân, vì vậy lại có xuân thành nhã hào, chính là tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị, chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là tổ quốc Hoa Hạ đại địa Tây Nam phương trọng yếu trung tâm du ngoạn, thương mậu thành thị. Mà cùng châu thị sân bay ở vào khu vực thành thị ngoại, làm từ Bắc Sơn thị lái tới cái này cái chuyến bay đến lúc, không sai biệt lắm đã 10 giờ sáng. Đại Phôi Đản, ngày hôm nay cảm ơn ngươi a. Bất quá ngươi cho chúng ta viết bài thuốc có được hay không a? Nếu ăn ngươi cho chúng ta mở trung y, về sau cũng còn sẽ đau, làm sao bây giờ? Ta nói ngươi không biết là đang lừa dối chúng ta đi, đại thần côn. Làm sở hữu khách nhân lục tục từ trên phi cơ hạ cơ thời gian, Sở Diễm đột nhiên chen đến Trần Phi bên cạnh vẻ mặt không tín nhiệm nói thầm nói. Ai, ngươi cái này chết nói nhiều, ngươi nếu không tin cũng đừng ăn, đỡ phải lãng phí thuốc. Sớm biết rằng ta sẽ không cần cứu ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, không nói, bia bai, cũng nữa đừng gặp. Trần Phi nghe vậy tự nhiên vẻ mặt giận đùng đùng đi, vẻ mặt khó chịu hình dạng. Hanh, hung cái gì hung, nếu uống thuốc này vô dụng ta tìm ngươi nữa tính sổ. Sở Diễm đại tiểu thư lại hanh hừ lên, trắng nõn mặt gồ lên đến thành bánh bao nhỏ tử. Từ cùng châu thị sân bay sau khi đi ra, ngay tức khắc liền có râu roi gào thét lái tới. Vững vàng dừng ở trước mặt bọn họ, sau đó từ xe kia mặt trên đi xuống hai cái cả người cơ thể no được phình hắc y nhân, rất cung kính vì cao chí nam còn có Trần Phi mở cửa xe ra. Cao tổng, chúng ta bây giờ liền đi qua. Trần Phi cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi trên xe hỏi. Vậy nếu không Trần bác sĩ chúng ta trước ăn một chút gì, sẽ đi qua. Cao chí nam cho rằng Trần Phi có điểm không lớn cam tâm tình nguyện như thế đuổi, ngay tức khắc mở miệng nói. Ăn một chút gì, hay là thôi đi, chúng ta sớm đáp máy bay thời gian không phải là vừa ăn xong. Nga, được rồi, tiêu gia ở địa phương nào. Nếu tiện đường nói tiên tiến trong thành đi dạo một chút, gặp từng trải. Cao tổng ngươi thật đúng là đừng nói, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới đây cùng châu. Trần Phi đầu tiên là lắc đầu, sau đó hăng hái bừng bừng mở miệng nói. Vô luận là ai, xem hắn lần đầu tiên tới hiện đại hóa thành phố lớn thời gian. Trong lòng đều sẽ có khó có thể ức chế xung động cùng hưng phấn. Đặc biệt cái này cùng châu thị còn là quốc nội đều biết kinh tế cường thị, bài tiến trước năm trước 10, tự nhiên cho người cảm giác thì càng không giống nhau, xa không phải Bắc Sơn thì có thể sánh ngang. Cao tổng, ta biết có một cái đường bộ có thể từ trung tâm thành phố đi xuyên qua, ven đường có thể nhìn thấy không ít cùng châu thị tiêu chí tính sản nghiệp, người xem. Tài xế kia ngược lại cũng giật mình, ngay tức khắc mở miệng nói. Vậy đi này đường bộ đi, ta cũng có một đoạn thời gian không có tới cái này cùng châu thị, vừa vặn nhìn có cái gì mới biến hóa. Cao Chí Nam nghe vậy ngay tức khắc đánh nhịp nói.
Hắn lời này đương nhiên là thuận miệng nói, chỉ là vì đòn ý nói hùa Trần Phi ý tưởng. Cứ như vậy, Trần Phi liền ngồi cái này phen tầm tên nhà quê vào thành, chậm rãi lái vào tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị. Không thể không nói, Bắc Sơn Thị tuy rằng được khen là tỉnh Giang Nam gần với tỉnh lỵ cùng Châu Thị đệ nhị thành phố lớn, nhưng hai người vẫn có khác biệt to lớn. Vô luận là từ này rộng tám đường xe chạy, hay là các loại đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh mỹ văn phòng, rực rỡ muôn màu náo nhiệt thương trường, diện tích chừng mấy chục quảng trường trong thành khu buôn bán, trong ngoài nước nổi danh đỉnh cấp xa xỉ phẩm tiệm, như nước chảy người đàn. Cũng không có một, không, cho thấy tỉnh lỵ thành phố mị lực chỗ, làm người ta hướng về. Mà ở quá chân cái này một thanh tân kỳ nghiện sau, Trần Phi, Cao Chí Nam ngồi Rolls Royce, rốt cục lái về phía cùng Châu Thị cửa Nam cao cấp nhất khu nhà cấp cao tụ tập Phượng Hoàng Núi. Cái này là cả cùng Châu Thị tối tấc đất tấc vàng địa phương, hầu như toàn bộ lưng chừng núi giải đất đều là tư nhân trang viên, các loại bên trong tỉnh ngoại phú hào, đại nhân vật khu nhà cấp cao tề tụ, được khen là tượng trưng của thân phận. Ngoại nhân chỉ có thể rất xa thấy Phượng Hoàng Núi xinh đẹp phong cảnh, lại là không cho phép tiến vào. Trên thực tế, nơi này thật không vậy người thường có thể vào ở, vô luận là vậy đối với ở tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một cái giá trên trời mua phòng khoản, hay là nơi đây đối với vào ở người quy tắc ngầm vậy thân phận, địa vị yêu cầu. Đơn giản nhất ví dụ, từng có một gia sản mấy ngàn vạn phú hào nguyện ý dùng hơn một nửa thân gia, tại đây Phượng Hoàng Núi mua một bộ tư nhân trang viên, lại bị cự tuyệt, bởi vì Phượng Hoàng Núi cho là hắn thân phận thiếu. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một mảnh cỡ nào trình tự xa hoa khu nhà cấp cao khu vực. Sợ rằng ít nhất cũng phải hơn ước thân gia hoặc trong tay chính mình đại năng lượng, mới có tư cách vào ở trong đó. Hơn nữa cái này Phượng Hoàng Núi đừng dã khu tuần thú lực lượng cũng khoa trương không được, trong ngoại đều là cái loại này chức nghiệp bảo tiêu, thậm chí không ít nhân thủ trong cũng còn cầm súng thật đạn thật, ba bước một tốp, năm bộ một trạm canh gác, người lãnh đạo quốc gia không sai biệt lắm cũng như vậy. Đến mức Cao Chí Nam hình như ở biệt thự này khu có bất động sản, tọa giá lao tư cũng tựa hồ cái này leo qua nhớ, không đã bị bất luận cái gì bài tra, thẳng tắp hướng phía sườn núi dải đất chạy tới. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một chỗ cực kỳ xa xỉ tư nhân trang viên trước. Tòa trang viên này tọa lạc tại sườn núi cao nhất bộ, trên cao nhìn xuống, cực kỳ bắt mắt. Cái này Phượng Hoàng Núi khu biệt thự là Tiêu gia một tay làm được, vì vậy tốt nhất phòng ở, lưu cho bọn hắn bản thân. Cao Chí Nam bỗng nhiên nói. Nơi này là bọn hắn, xem ra thật là có thực lực a. Trần Phi nghe vậy không nhịn được thầm nói. Rất hiển nhiên, mặc dù là hắn loại này người ngoài nghề đều hiểu. Loại này cơ hồ là toàn tỉnh đẳng cấp cao nhất tư nhân trang viên khu biệt thự, cũng không phải có tiền là có thể làm được, còn cần rất nhiều người nể tình, đồng thời bản thân mình lực lượng cũng đủ thật lớn, phủ nhận, chính là một chuyện cười. Mà Tiêu gia cư nhiên có thể làm được, lấy sức một mình làm được loại trình độ này, đủ để chứng minh tỉnh Giang Nam đệ nhất đầu dòng xí nghiệp xưng hào cũng không lãng đắc hư danh, không phải là nói khoác đi ra ngoài. Cao tiên sinh, xin hỏi ngươi hôm nay tới cái này có chuyện gì không? Làm Cao Chí Nam dẫn Trần Phi tới gần Tiêu thị tư nhân trang viên sau, sở hữu tài xế, bảo tiêu đều bị ở lại bên ngoài, không cho phép tiến nhập. Thậm chí ngay cả Cao Chí Nam bản thân, đều bị một cái hơn 30 tuổi quản gia bộ dáng tên ngăn cản, nhàn nhạt đề ra nghi vấn. Người này ăn mặc một thân điển hình kiểu dáng Âu Tây quản gia phục sức, thân cao chừng một thước tám đã ngoài. Mang theo một cái tơ vàng viên gọng kính, chán trong lúc đó như có như không lộ ra một loại cao ngạo vẻ, không giống như là người Hoa, sắc mặt rác hắc, ngược lại giống như Philippines người. Lý tiên sinh là như vậy, ta nghe nói Tiêu tổng gần nhất thân thể ôm bệnh nhẹ, bị một loại quái bệnh, vì vậy riêng mời tới chúng ta Bắc Sơn thì y thuật rất cao minh Trần bác sĩ tự mình đến, vì Tiêu tổng nhìn. Cao Chí Nam chỉ vào Trần Phi nói. Bác sĩ, hắn... Bị Cao Chí Nam trở thành Lý tiên sinh nam tử kinh ngạc nhìn liếc mắt Trần Phi, sau đó khẽ gật đầu, nói tốt lắm, hai vị mời đến đi. Rất hiển nhiên nếu không phải là bởi vì Cao Chí Nam mặt mũi, Trần Phi sợ rằng liên cửa này còn không thể nào vào được. Dù sao hắn thoạt nhìn quá trẻ tuổi, cũng không giống như y thuật rất cao minh bác sĩ. Tỉnh Giang Nam Tiêu gia, bốn đời cùng đường, được xưng hoa hạ đại địa Tây Nam bộ cao cấp nhất quái vật lớn, chân chính màu đỏ gia tộc. Thậm chí năm đó đã tham gia tràng chiến dịch Tiêu lão gia tử hôm nay đều khỏe mạnh, được khen là kình thiên trụ vậy tồn tại. Vì vậy Tiêu gia tuy rằng không bằng kinh thành này cao cấp nhất gia tộc,
nhưng đang bình thường trong mắt người cũng là cực kỳ cao không thể leo tới, địa vị tôn sùng. Chớ nói chi là Tiêu gia hôm nay còn nắm giữ Tiêu thị tập đoàn cái này tỉnh Giang Nam đệ nhất đầu rồng xí nghiệp, Tiêu lão gia tử con lớn nhất, Tiêu Thiên Nhượng đại bá phụ càng hiện giữ tỉnh Giang Nam tư lệnh quân khu, ngoài ra còn có Tiêu Thiên Nhượng tam thúc, hôm nay đang ở tỉnh tổ chức bộ mặc cho bộ trưởng. Thử nghĩ như vậy một cái bàng đại gia tộc, có lực lượng tự nhiên là không gì sánh được kinh người, Tiêu Thiên Nhượng cũng chính là nương cái này cổ phong mà, vững vàng ngồi trên tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất vị trí, không người có thể lay động. Đến mức nói giống như Cao Chí Nam như vậy tài sản hơn 10 ức đưa ra thị trường công ty lão tổng, mặc dù đang ngoại nhân thoạt nhìn cũng đủ mưu bức, nhưng cùng cái này Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu thị tập đoàn so với còn là chênh lệch không chỉ một bậc, không ở một tầng thứ trên. Rồi hãy nói cái này Phượng Hoàng núi Tiêu thị trang viên, tuy rằng đặt tên tự là như thế này, nhưng cũng không là người Tiêu gia đều ở tại nơi này, chỉ là Tiêu Thiên Nhượng phu phụ đơn độc biệt thự mà thôi. Tiêu thị trang viên lầu 3, một gian cực kỳ sang trọng bên trong gian phòng, Trần Phi gặp được vị này tỉnh Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng. Đây là một cái sắp tới 40 tuổi trung niên nam tử, thân thể phá lệ thân thể cường tráng, thần thái sáng láng. Hai mắt thường thường hiện lên một luồng tinh mang, làm cho một loại cực kỳ to lớn áp lực cảm. Chỉ là hắn lúc này thần tình khí sắc lại không tốt lắm, phảng phất thập phần táo bạo. Tiêu Tổng, thực sự là đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng đi. Cao Chí Nam nghênh đón, cùng Tiêu Thiên Nhượng nắm tay. Tuy nói hắn đã làm được thập phần không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng ở Trần Phi trong mắt, còn cảm giác có chút thấp người một đầu, bị hắn nhìn ở trong mắt. Quả nhiên a. Hàng tỷ phú ông cùng hàng tỷ phú ông vẫn có khác biệt, rõ ràng nhìn ra được đối phương Tiêu Thiên Nhượng cao hơn vừa bước. Ai, cái gì không việc gì à? Cao Tổng ngươi không biết, trong khoảng thời gian này ta cũng không biết bị quái bệnh dằn vặt thành dạng gì, mẹ. Thế mà Tiêu Thiên Nhượng lại nhìn không được quát mắng một tiếng, vẻ mặt buồn bực. Vừa nghe đối phương nhắc tới việc này, Cao Chí Nam nhất thời mở miệng nói Tiêu Tổng, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Bắc Sơn Thị Trần bác sĩ. Y thuật của hắn rất cao minh, có thể nói là y thuật vô song đều không quá đáng, có thể hắn có biện pháp có thể giúp ngươi nhìn. Hắn, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy thần sắc động lại, thần sắc cổ quái. Bởi vì phải là Cao Chí Nam không giới thiệu nói, hắn đều cho rằng Trần Phi là hắn người nào hậu bối, cái gì, đều nhanh quên sự hiện hữu của hắn, lại không nghĩ rằng Cao Chí Nam lại còn nói hắn là bác sĩ. Tiêu Tổng xin chào, ta gọi là Trần Phi. Trần Phi gặp tựa hồ giờ đến phiên bản thân ra sân, gật đầu nói. Xin chào. Tiêu Thiên Nhượng nhàn nhạt gật đầu, lại dùng ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát Trần Phi một trận, đột nhiên cười nói Trần bác sĩ, nếu ta không đoán sai, tuổi của ngươi cũng không lớn đi. Không biết ngươi là từ trong ngoài nước nhà ai y học viện tốt nghiệp. Vừa nghe đến đối phương rõ ràng không coi trọng giọng, Trần Phi không tự chủ được khẽ nhíu mày, thản nhiên nói bất mãn Tiêu tiên sinh ngươi nói. Ta cũng không phải từ cá gì biết danh y học viện tốt nghiệp. Ta là một gã trung y. Cái gì, trung y, chỉ bằng ngươi, như thế tuổi còn trẻ. Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trung y. Còn là như thế tuổi quá trẻ trung y. Cao Tổng, Cao Chí Nam gặp cảnh tượng này sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nói Cao Tổng, Trần bác sĩ y thuật thực sự rất cao minh, ta. Được rồi, Cao Chí Nam, niệm tình ngươi là một mảnh hảo tâm. Ngày hôm nay chuyện này ta cũng không so đo, cứ tính như vậy. Chính là một cái trung y, còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể trị được ta quái bệnh. Tiêu Thiên Nhượng thần sắc âm trầm mở miệng nói, như là rất không thoải mái. Bất quá hắn cái này lời vừa nói ra, lại khiến Trần Phi nhướng mày, không nhịn được nói Tiêu Tổng, nghe ngươi lời này ý, là coi thường trung y lạc. Ngươi còn dám mạnh miệng, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính là một cái phá bác sĩ, lại dám đỉnh cái miệng của hắn, nghi vấn hắn theo như lời nói, điều này làm cho trong lòng của hắn thoáng cái rất khó chịu. Hanh, Cao Tổng, chúng ta hay là đi thôi. Trần Phi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp sảng khoái nhấc chân đi, không hề lưu luyến. Cái này, ai, Tiêu Tổng thực sự là xin lỗi, chúng ta đây tự cáo từ trước. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người chuẩn bị theo Trần Phi ly khai. Tuy nói, ở trong lòng hắn quả thật rất muốn liên lụy Tiêu thị tập đoàn chiếc này thuyền lớn, có thể hắn lại hay là không dám quên chút nào Trần Phi ý tứ, bởi vì hắn sợ. Có thể nhưng vào lúc này,
ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận có tự tiếng đập cửa, theo chỉ thấy một vị nhãn thần âm ngoan chừng 50 tuổi nam tử, vẻ mặt cuồng ngạo, mang theo một vị thân mặc trường bào, đầy chỉ bạc lão giả đi tới. Vương Nguyên. Cao Chí Nam nhìn thấy đến người nhất thời sắc mặt đổi đổi, bởi vì ánh mắt kia âm ngoan nam tử chính là Bắc Sơn thị hiện tượng Thiên Văn tập đoàn nắm trong tay người Vương Nguyên. Tiêu Tổng, ta nghe nói thân thể ngươi có bệnh nhẹ, vì vậy riêng đem chúng ta Bắc Sơn thị thần y Đỗ Lão mời tới. Ta tin tưởng Tiêu Tổng hẳn nghe nói qua Đỗ Lão hàng đầu đi, Bắc Sơn Trung y phụ thuộc viện tiền nhậm viện trưởng, từng cho quốc gia cao tầng lãnh đạo xem qua bệnh. Vương Nguyên nhìn lướt qua Cao Chí Nam, hẹp dài trong con ngươi hiện ra lau một cái âm ngoan vẻ, hướng về phía Tiêu Thiên Nhượng cười to nói. Nghe thế, Cao Chí Nam sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể đem Đỗ Lão mời tới. Phải biết rằng, đây chính là Bắc Sơn thị công nhận đệ nhất thần y, ở quốc nội y học giới chính mình ngôi sao sáng vậy địa vị, từng cho quốc gia trọng yếu lãnh đạo xem qua bệnh Đỗ Lão a. Đỗ Lão. Ngược lại thì Trần Phi sắc mặt tương đối yên tĩnh, chỉ là kinh ngạc nhìn liếc mắt chỉ bạc lão giả. Đỗ Lão chính là Bắc Sơn Trung y phụ thuộc viện tiền nhậm viện trưởng, y thuật cực kỳ cao minh, ngay cả cùng hắn cùng bệnh viện từ Trấn Hưng bác sĩ đều mặc cảm, tự nhiên làm hắn không hề tiểu hứng thú, không nghĩ tới tại đây đụng phải. Nguyên lai là Đỗ Lão, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Thật không nghĩ tới Đỗ Lão hôm nay cư nhiên có thể tự mình đăng môn, thực sự là quá cho ta Tiêu Thiên Nhượng mặt mũi, ta quái bệnh làm phiền thần y nhiều phí tâm. Tiêu Thiên Nhượng hiển nhiên biết Đỗ Lão hàng đầu, vẻ mặt kích động hình dạng. Đỗ Lão chính là quốc nội trung y giới nổi danh ngôi sao sáng, có thể nói quốc thuật vô song, hoa đà trên đời, thậm chí ngay cả quốc gia cao tầng tìm khắp hắn xem qua bệnh, địa vị xa không tầm thường trung y có thể bằng được, chính mình cực đại thanh uy cùng danh vọng, cũng khó trách Tiêu Thiên Nhượng sẽ nhiệt tình như vậy, trịnh trọng chuyện lạ. Trên thực tế, nếu không phải hắn đang bị nhất kiện vô cùng trọng yếu hợp tác hạng mục kéo, hắn tự sớm muốn tự mình chạy đi Đỗ Lão Châu ở Bắc Sơn thị đi một lần, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên bị Vương Uyên mời được gia đình hắn đến, thật cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ta xem trước một chút đi, căn cứ Vương Tổng miêu tả bệnh trạng, tựa hồ có chút kỳ quái. Đỗ Lão nghe vậy khẽ gật đầu, khàn khàn mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, bước lên trước, chính là ý bảo Tiêu Thiên Nhượng đưa tay cổ tay đáp đi ra, hắn muốn xem mạch. Vâng, vâng. Làm phiền Đỗ Lão ngươi xem trước một chút. Thấy tình cảnh này, Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng còn không do dự nhượng Đỗ Lão bắt đầu vì hắn xem mạch lên. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi trên mặt hơi hiện ra lau một cái lãnh ý Cao Tổng, chúng ta đi thôi. Rõ ràng mình cũng có thể vì đối phương xem mạch, xem bệnh, nhưng đối phương cũng cái loại này coi thường, miệt thị thái độ của hắn, căn bản không đem hắn không coi vào đâu, đây quả thực nhượng hắn trong lòng khó có thể chịu được. Tốt lắm. Người đã Tiêu Thiên Nhượng nhìn không thấy ta Trần Phi, ta đây Trần Phi nghệ thuật cũng còn không có như vậy giá hạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha, tự cầu nhiều phúc đi. Ừ, Trần bác sĩ ngày hôm nay thực sự là không có ý tứ, là ta không nên đem ngươi mang đến cái này. Cao Chí Nam nghe vậy cũng là vẻ mặt áy náy hình dạng, hối hận không nên bởi vì mình việc tư, đem Trần Phi mang đến cái này, không công bị thiên đại ủy khuất. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng nín một khí. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, sự tình nếu huyên náo như thế chăng vui vẻ, căn cứ hòa khí sanh tài nguyên tắc, Tiêu Thiên Nhượng bao nhiêu cũng còn là sẽ khách khí nói một ít lời xã giao, cho giờ tới cửa kim, cũng coi như cho Cao Chí Nam mặt mũi. Nhưng bây giờ đại danh đỉnh đỉnh trung y danh thủ quốc gia Đỗ Lão tới cửa, tự mình đến vi con của hắn xem bệnh, điều này làm cho hắn thấy cực đại hy vọng, rất hiển nhiên tâm tư cũng không có ở Cao Chí Nam, Trần Phi trên người của hai người. Tốt lắm, Cao huynh ta sẽ không tiễn các ngươi. Nghe được Trần Phi hai người phải đi, Tiêu Thiên Nhượng chỉ là phất tay một cái nói. Cao Chí Nam nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí có một ít âm trầm. Ở Trần Phi đã mặt không biểu tình xoay người rời đi sau, hắn cũng hoàn toàn tắt trong lòng nghĩ muốn ôm Tiêu ra cái này cây bắp đùi ý niệm trong đầu, xoay người theo Trần Phi rời đi. Hắn rốt cục đã nhìn ra. Đối phương căn bản là không có đem hắn Cao Chí Nam không coi vào đâu, đương nhiên cũng không đáng đi mặt nóng dán mông lạnh. Hắn Thương Hải tập đoàn tuy rằng xa không bằng Tiêu gia, nhưng là không cần thiết nhất định phải nhìn mặt hắn sắc mới có thể ăn. Cao huynh, thế nào ta đây vừa mới đến, ngươi muốn đi à? Lẽ nào vô ta người nào đó cứ như vậy không tìm ngươi đãi kiến? Còn có vị tiểu huynh đệ này,
chắc là thầy thuốc ngươi mời tới đi. Đỗ lão tại đây vì Tiêu tổng xem bệnh, lẽ nào ngươi sẽ không muốn lưu lại học tập, tham quan học tập một chút? Đây chính là ngươi loại này thanh niên nhân ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có thể Vương Uyên chợt ngăn cản Cao Chí Nam, Trần Phi hai người, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Vương Uyên, tránh ra. Cao Chí Nam lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, khiển trách. Học tập tham quan học tập, có cái gì tốt học, dù thế nào bệnh này hắn không trị được. Tránh ra, đừng cản trở đường, Trần Phi cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem đối phương đụng mở. Ngươi, làm càn, ngươi coi là vật gì vậy, lại dám nghi vấn Đỗ lão y thuật. Vương Uyên một cái lảo đảo, trên mặt tiếu ý trệ ở trên mặt, âm ngoan nói. Tiêu tổng, quý công tử nhiễm bệnh lão phu không trị được. Đã có thể sau đó một khắc, Đỗ lão nhàn nhạt, ngưng trọng thanh âm vang lên, lại làm hắn tiếp vốn định phun ra nói ngạnh sinh sinh dừng lại, vẻ mặt dại ra. Đỗ lão ngài. Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả Đỗ lão đều đúng Tiêu công tử quái bệnh thúc thủ vô sách, hơn nữa, còn bị đối phương cái kia mao đầu tiểu tử nói chúng. Đỗ lão, ta đây bệnh thật có khó khăn như vậy chị. Liên người tự mình xuất thủ đều bất lực, Tiêu Thiên Nhượng lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, không nghĩ tới liên đại danh đỉnh đỉnh trung y danh thủ quốc gia Đỗ lão, đều làm hắn thất vọng rồi, không muốn tin tưởng. Tiêu tổng, Vương tổng, ta Đỗ Tân tuy rằng làm nghề y đã có 50 năm, có thể thứ quái bệnh này nhưng vẫn là thủ lệ, không có đầu mối, vì vậy, xin lỗi. Đỗ lão nghe vậy chỉ là bình tĩnh nói. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn Tiêu Thiên Nhượng cũng chỉ là người bình thường, với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực. Trên thực tế, lấy hắn hôm nay nhàn vân giã hạc vậy thất tuần năm, thân phận gì địa vị đều đã xem phai nhạt. Nếu không phải hắn năm mới thiếu Thiên Hương tập đoàn lão tổng Vương Uyên một phần ân tình, hôm nay, hắn cũng sẽ không đích thân đi chuyến này. Tiểu huynh đệ cư nhiên có thể biết ta không được xem bệnh này. Còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh. Hắn bỗng nhiên lại nói. Hắn vừa rồi tự nhiên cũng nghe được Trần Phi câu kia cuồng ngôn, lúc này nhịn không được hỏi. Đối phương đến tột cùng là dựa vào cái gì phán đoán hắn không cách nào trị bệnh này. Còn là nói, hắn biết cái này quái bệnh cái gì đường về. Ta gọi là Trần Phi. Nghe được Đỗ lão hỏi mình, Trần Phi trong con ngươi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Thản nhiên nói. Trần Phi, thế nhưng trung tâm thành phố y viện vị kia Trần Phi. Nào biết Đỗ lão vừa nghe Trần Phi tên, khàn khàn trong con ngươi nhất thời hiện ra lau một cái tinh mang, kích động nói sớm nghe lão tử nói bọn họ y viện tới một vị thần y, hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần bác sĩ, ngươi nên biết cái này quái bệnh đường về đi. Nguyên lai Đỗ lão cùng Từ bác sĩ lại là nhiều năm bạn thân, quen biết hơn 10 năm. Tự nhiên từ đối phương nơi đó hiểu được rất nhiều về Trần Phi tin tức. Đỗ lão cất nhắc ta cũng chính là cái thiểu niên mà thôi, nhiều lắm hướng các ngươi những. Này tiền bối học tập mới là. Trần Phi nghe vậy mỉm cười, lại cũng không có thiếp lời về quái bệnh chuyện tình, thản nhiên nói Đỗ lão, hôm nay nơi này có chút không thích hợp, tiểu tử ta tự cáo từ trước. Đợi lát nữa Bắc Sơn ta sẽ đi trung y phụ thuộc viện bái phòng ngươi. Nói xong. Hắn liền thẳng tắp xoay người ly khai. Trần chỉ, Đỗ lão nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt khác thường quét mắt mọi người tại đây, cũng không nhiều nói, mọi việc sáng tỏ vô tâm. Cái kia, vân vân chờ đã. Tiêu Thiên Nhượng thấy thế muốn nói lại thôi, vốn muốn gọi chủ nhân chỉ là trong lúc nhất thời chờ không dưới mặt mũi này. Ngẫm lại cũng là, hắn đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ, tỉnh Giang Nam Tiêu ra đời thứ ba kiệt xuất nhất đàn ông, từ trước đến nay chỉ có khác biệt người cầu hắn. Chưa từng có hắn thấp ba hạ khí thời gian. Chớ nói chi là bị Trần Phi như vậy không thấy. Mẹ, lẽ nào tiểu tử kia điều này có thể đủ trị ta đây quái bệnh? Không được, có một chút hy vọng cũng không thể bỏ qua. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Thiên Nhượng ngay tức khắc lấy điện thoại cầm tay ra, cho đóng tại trang viên cửa lý quản gia gọi điện thoại vừa rồi xuống phía dưới cái kia họ Trần bác sĩ, ngăn hắn lại cho ta. Gặp sự tình cư nhiên phát triển đến loại trình độ này. Đỗ lão nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người tại đây, chợt hướng Vương Uyên nói Vương Tổng, trước thiếu ngươi phân tình, dựa theo ước định đã triệt tiêu. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ một bước. Nói xong, hắn rất gọn gàng dứt khoát chạy, lưu lại một mặt âm tình bất định Vương Uyên, sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Hắn ngày hôm nay thật cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vừa đã đánh mất Đỗ lão phân tình, cũng cái gì cũng không mò được. Vân vân chờ đã. Đứng lại cho ta.
Ngay Trần Phi cùng Cao Chí Nam đi tới Tiêu Thị Trang Viên lầu 1, đang chuẩn bị lúc rời đi, mang theo mắt kiếng gọng vàng Philippines người lý quản gia đột nhiên xuất hiện, phía sau mang theo mấy vị cơ thể phình, phảng phất có thể đem tây trang màu đen căng bể ánh mắt lợi hại bảo tiêu đưa bọn họ vây quanh, vẻ mặt bất thiện hình dạng. Làm gì, các người đây là ý gì? Cao Chí Nam đã không biết mình phẫn nộ mấy lần, lạnh như băng quát lớn. Cái này có ý tứ. Có phải là bọn hắn hay không bây giờ muốn đi, cũng phải nhìn đối phương sắc mặt. Cao Tổng, vừa rồi Tiêu Tổng thông báo, nhường vị thầy thuốc kia hiện tại ngay tức khắc trở lại xem bệnh cho hắn. Nhanh một chút, Lý quản gia lạnh lùng nhìn Trần Phi, thản nhiên nói. Hiện tại, lập tức từ trước mặt của ta tránh ra, nếu không ta khó giữ được chứng tiếp ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Trần Phi lúc này sắc mặt âm trầm quá phận, chậm rãi nói. Ha ha, quả nhiên còn là mao đầu tiểu tử, ngươi cho là đây là ở địa phương nào, còn dám uy hát yêu ta ta. Thế mà Lý quản gia lại không cho là đúng, giễu cợt nói. Oanh! Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi một cước hung hăng đá vào bụng hắn trên, tốc độ kia quả thực nhanh đến cực điểm, ẩn chứa cự lực, trực tiếp khiến Lý quản gia bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trang viên bên cạnh trên tường rào, đầu rơi máu chảy, thống khổ kêu rên. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lại cho ta hắn, bắt hắn. Lý quản gia thống khổ co rúm ở trên mặt đất kêu rên, diện mục dữ tợn gầm hét lên. Bằng hữu, Tiêu Tổng mời trở lại, mời không để cho chúng ta khó xử. Thế nhưng này cơ thể phình bảo tiêu lại, Lý, để ý đều không để ý đến hắn. Một người trong đó nhãn thần ẩn chứa sát khí, lỗ võ hữu lực, như là bảo tiêu thủ lĩnh tên đi thẳng tới Trần Phi trước mặt, thanh âm lãnh khốc nói. Rất hiển nhiên, hắn tuy rằng nhìn ra Trần Phi thân thủ không kém, nhưng hắn nhưng cũng đúng võ lực của mình có tuyệt đối lòng tin. Bởi vì hắn là Tiêu Thiên nhường hoa đại đại giới mời chào tới cổ vũ cường giả, đạt tới nhị lưu cao thủ trình tự. Khó xử. Thế mà Trần Phi nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói tránh ra, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem. Mẹ, kiêu ngạo cái gì? Có bảo tiêu nhìn không được, trực tiếp động thủ. Rất hiển nhiên, có tư cách tại đây Tiêu Thị Trang Viên đóng ở bảo tiêu, cũng không phải cái gì giản đơn mặt hàng. Lấy cái kia lỗ võ hữu lực nam tử cầm đầu 9 người, trên cơ bản bọn chúng đều là Tiêu Thiên nhường từ các nơi mời chào tới cổ vũ cao thủ. Ít nhất, đều có tam lưu cao thủ tầng thứ tột cùng. Và lại trong đó người nổi bật, như cái này đã tên động thủ, còn có lỗ võ hữu lực nam tử, đều đã đi đến nhị lưu cao thủ trình tự, có lực lượng thập phần khủng bố. Hanh! Nhưng vào lúc này, mọi người bên tai chỉ nghe được một tiếng như sấm hừ lạnh, Trần Phi cả người cũng đã hắn không đi. Khí thế trong nháy mắt trở nên không giống nhau, thật giống như mãnh hổ xuống núi vậy, năm ngón tay nắm tay hung hăng đánh ra, cùng vậy đối phương quả đấm hung hăng đụng vào nhau. A, à, tay của ta! Tự tin tên động thủ nhất thời hét thảm một tiếng, toàn bộ tay đều hình như là cắt đứt vậy, trong nháy mắt mềm xuống phía dưới, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ngươi, 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 nhị lưu cao thủ đỉnh, làm sao có thể? Lỗ võ hữu lực nam tử sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi. Hô lớn đều đừng lo lắng, cùng tiến lên. Người này không phải là người bình thường. Nhất thời còn lại tất cả mọi người sắc mặt dùng mình, đồng thời hướng về Trần Phi kéo tới. Bọn họ đều là cổ vũ giả, tự nhiên rõ ràng nhị lưu cao thủ đỉnh ý vị như thế nào, không dám có chút phất lờ. Ngoại trừ bị Trần Phi một quyền phế bỏ tên, còn lại đối phương mặc dù có 8 người, nhưng dù sao vẫn là thực lực kém quá xa. Chỉ thấy Trần Phi mở rộng ra đại hợp, dũng mãnh hữu lực. Một tay hình ý quyền phảng phất như không người nơi vậy, đất bằng phẳng nổ khởi cuồn cuộn khí lãng phong bạo, ném đi mọi người. Hình ý quyền chú ý trực hành trực tiến, không xinh đẹp chiêu pháp, trong thiên quân vạn mã cũng có thể giết cái bảy tiến bảy ra, cương mãnh không gì sánh được, như hoàng hà vỡ đê, khiến né tránh ở qua một bên Cao Chí Nam mục trừng khẩu ngốc, trong mắt có thật sâu kính nể. Rất hiển nhiên, làm thị giá trị hơn 10 ức đưa ra thị trường công ty người cầm quyền. Hắn Cao Chí Nam không phải là cái loại này chưa từng thấy qua quen mặt. Hắn minh bạch Trần Phi lúc này bày ra thực lực có kinh khủng bực nào. Chỉ ngươi các đám phế vật này còn muốn ngăn ta, vị miễn cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Trần Phi lúc này tâm tình không tốt lắm, nói đương nhiên rất không khách khí, giọng nói thập phần hờ hững. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng đã từ trên lầu chạy xuống tới, nhìn một nơi đống hỗn độn đầu tiên là cả kinh. Sau đó nhìn Trần Phi mặt mỉm cười mở miệng nói Trần bác sĩ đúng không?
Vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm, nếu không, các người trước lưu lại ăn một bữa cơm. Cao Tổng, chúng ta đi thôi. Thế mà Trần Phi liền cành đều không để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài đi. Hai vị, chờ ta một chút, không ngại lão phu đáp cái đi nhờ xe đi. Thấy thế Đỗ lão không biết vì sao cư nhiên như thế mở miệng, cũng theo lên xe đi. Nhìn ngoài trang viên, dần dần gào thét rời đi phen tầm, Tiêu Thiên những nguyên bản trên mặt mang dáng tươi cười lúc này đã không còn sót lại chút gì, còn dư lại chỉ có lau một cái sâu đậm lãnh ý, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn thấy, lấy hắn tỉnh Giang Nam thủ phủ, con em Tiêu gia thân phận, chỉ cần bản thân thoáng để xuống thấp tư thái. Đối phương tất nhiên sẽ mang ơn, xóa sạch mở trước không càng nhanh, thống thống khoái khoái vì con của hắn xem bệnh. Có thể hiện tại xem ra, hắn lại sai được có chút thái quá. Tiêu Tổng, người nọ không đơn giản, mấy người chúng ta cùng tiến lên đều ngăn không được hắn. Lỗ Võ Hữu Lực bảo Tiêu Hợp Thời mở miệng, nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Thiên Nhượng vẻ mặt âm trầm gật đầu, lại ghét bỏ nhìn góc tường đã ngất đi Lý quản gia, lạnh lùng nói cái này thành sự chưa đủ bại sự có thừa cẩu vật, cho ta xử lý xong, từ nay về sau ta không muốn tái kiến hắn. Vâng, ngay tức khắc có bảo Tiêu đem Lý quản gia kéo đi, vẻ mặt lãnh ý. Mẹ, tại đây tỉnh Giang Nam, ta Tiêu Thiên Nhượng muốn tìm cá nhân giúp ta xem bệnh, còn chưa phải là dễ dàng. Ngươi cho là ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ha ha, Tiêu Thiên Nhượng nội tâm lạnh lùng nói. Bên kia, chính ly khai Phượng Hoàng núi khu biệt thự phen tầm bên trong xe. Tiêu Thiên Nhượng, quả nhiên không nhượng ta thất vọng, nguyên lai đây chính là cái gọi là đệ nhất thủ phủ. Trần Phi lắc đầu nói. Trần bác sĩ, ngày hôm nay việc này trách ta. Sớm biết rằng ta thì không nên mang ngươi tới đây. Cao Chí Nam vẻ mặt áy náy hình dạng. Tên kia quả thực hơi quá đáng, tự cho là thân phận siêu nhiên, tài trí hơn người, lại dám động thương súng. Lão phu ta đã thấy đại lãnh đạo đều không như thế quá phận. Đỗ lão cũng là vẻ mặt tức giận hình dạng. Bất quá. Chỉ là hắn lại đột nhiên nói bất quá cái này Tiêu Thiên Nhượng năng lượng không nhỏ, lại là người của Tiêu gia. Trần bác sĩ. Ngươi nói bọn họ có thể hay không bởi vì ngày hôm nay việc này, đối với ngươi bất lợi. Bất lợi, vậy phải xem hắn Tiêu gia có bản lãnh này hay không? Trần Phi chỉ là cười nhạt. Trần bác sĩ cũng phất lờ, ta sợ hắn sẽ mượn người của phía trên đối phó ngươi. Đỗ lão vội vã nhắc nhở. Người của phía trên, cái gì người của phía trên? Cái này đổi thành Trần Phi ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết. Đỗ lão gặp Trần Phi cư nhiên không biết, cũng là giật mình. Sau đó giải thích nếu như ta đoán không lầm nói, Trần bác sĩ, ngươi chắc là vị cổ vũ giả đi. Quốc gia không cho phép cổ vũ giả ở bình thường tùy tiện xuất thủ, nếu có trái với, sẽ có tương ứng người đứng ra, tương đương với thế tục cảnh sát. Còn có việc này, Trần Phi chân mày hơi nhíu lại, tục truyền nói, Đỗ lão từng cho quốc gia cao tầng lãnh đạo xem qua bệnh, chắc là sẽ biết một ít chuyện bí ẩn, nói rất có thể tin độ. Trần bác sĩ ngươi yên tâm. Chuyện này là bởi vì ta Cao Chí Nam mới đưa tới, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng, không cho ngươi ra bất cứ chuyện gì. Hắn Tiêu Thiên Nhượng mặc dù là tỉnh Giang Nam thủ phủ, nhưng ở Bắc Sơn, ta Cao Chí Nam cũng không phải ngồi không. Xem ra đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện này, hắn Cao Chí Nam trong lòng hổ thẹn không gì sánh được, vì vậy phát thệ muốn xen vào đến cùng, không cho Trần Phi ra bất cứ chuyện gì. Cao Tổng ngươi đừng như vậy, chính là một cái Tiêu gia mà thôi. Còn không đến mức có thể làm cho ta Trần Phi cúi đầu, lấy thúng úp voi. Việc này ngươi tự đừng lo lắng, không có việc gì. Trần Phi bình thản mở miệng nói. Thế nhưng, Cao Chí Nam còn muốn nói điều gì, lại phát hiện hé miệng không biết nên nói cái gì, cũng liền buồn bã nhắm lại. Trên thực tế, hắn rành mạch từng câu bản thân vừa rồi nói này, cũng chính là một ít nói lấy, tạm thời bất luận cái kia vô cùng to lớn Tiêu ra. Liền nói Tiêu Thiên Nhượng thủ hạ chính là Tiêu thị tập đoàn, nếu quả thật muốn động hắn, phỏng chừng tùy thời cũng có thể làm cho dưới tay hắn Thương Hải tập đoàn suy sụp, vạn kiếp bất phục. Còn là đừng nói những, này không chuyện vui đi, Trần bác sĩ, ngày hôm nay vừa vặn chúng ta đụng phải, nếu không ngươi tự theo ta đi một tao, ta giới thiệu vị lão bằng hữu cho ngươi nhận thức. Hắn đêm nay sinh nhật, Đỗ lão bỗng nhiên nói, giới thiệu một vị bằng hữu cho ta nhận thức. Trần Phi nghe vậy không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, ta vị bằng hữu kia họ Đồng, tựa hồ cũng là các ngươi cái vòng kia người. Hơn nữa hắn một đứa con trai, một cái nữ nhi đều rất tiền đồ,
có thể giúp trên một điểm việc. Đỗ lão nghiêm túc mở miệng nói. Họ Đồng, chẳng lẽ là Đồng gia vị kia lão thái gia, cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành phụ thân. Cao Chí Nam như là nghe được cái gì, vẻ mặt giật mình nói. Cùng Châu Thị Thị Uy bí thư phụ thân, Trần Phi nghe vậy cũng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, cùng Châu Thị thế nhưng tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành Thị, Kỳ Thị Uy bí thư tự nhiên không phải là người bình thường, cấp bậc là phó bộ cấp, ở bên trong tỉnh quan trường có thể nói là chính mình cực đại thực quyền, bối cảnh hơi chút nhược điểm cũng không thể ngồi lên. Không sai, chính là hắn. Đỗ lão nghe vậy gật đầu, cảm thán nói Đồng lão đầu trước đây đang đánh giặc thời gian đã cứu lão cách mạng thủ trưởng, sau lại tuy rằng hắn không thêm vào tổ chức, có thể các phương diện đều vẫn là nhớ chuyện này, đem công lao phản trả lại cho hắn đại trên người con trai, vì vậy Văn Thành mới có thể đi cho tới hôm nay bước này. Cũng còn là ít nhiều vị kia lão thủ trưởng đích tình mặt. Đồng lão gia tử năm đó cứu vị kia cách mạng thủ trưởng thân phận có thể không bình thường, hoàn toàn làm nổi hôm nay Hoa Hạ tối thất tuần khai quốc người có công lớn, là trải qua tối nghiêm khắc chiến loạn một nhóm kia, không biết vì quốc gia bỏ ra bao nhiêu, làm cho bội phục cùng tôn kính. Dĩ nhiên, vị kia hôm nay cũng đứng ở nước Cộng hòa quyền lực tột cùng nhất, là chân chánh nước Cộng hòa đại nhân vật, câu nói đầu tiên có thể để cho Hoa Hạ chấn ba chấn. Đỗ lão, thực sự là cảm ơn ngươi cho ta phí sức. Trần Phi lúc này không khỏi cảm kích nói. Hắn đương nhiên minh bạch, đối phương sở dĩ làm như vậy, là ở vì hắn tìm đường lui, vì hắn tốt. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chủ yếu là ta lão bằng hữu gần nhất cũng gặp được món chuyện phiền toái, luyện công luyện sai khí, phương diện này ngươi hẳn là so với ta càng hiểu, tình huống rất không lạc quan. Đỗ lão cũng là lời thật lời nói thật. Nguyên lai hắn lần này tới cùng Châu Thị, ngoại trừ là vì còn Vương Nguyên cái kia ân tình ở ngoài, một cái nữa, chính là vì cho hắn cái kia lão bằng hữu xem bệnh. Chỉ là đối phương tình huống rất đặc biệt, là luyện công xảy ra vấn đề, hắn lại không hiểu, vừa vặn gặp gỡ Trần Phi như thế cái trong vòng người, cũng liền biết thời biết thế. Luyện công xảy ra vấn đề. Trần Phi nghe vậy nhướng mày, bởi vì hắn đương nhiên biết rõ loại vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, nếu nghiêm trọng, tùy tùy tiện tiện sẽ tai nạn chết người. Bất quá, hắn vẫn đối với y thuật của mình tràn ngập tự tin, toàn tức nói Đỗ lão thực sự là làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, lão nhân ta cũng tò mò các ngươi những, này cổ vũ giả chữa bệnh, sẽ theo ta sẽ có cái gì không giống với. Đỗ lão vẻ mặt nụ cười mở miệng, xe chậm rãi lái ra khỏi Phượng Hoàng núi. Màn đêm buông xuống, lúc này đây Cao Chí Nam không theo tới, chỉ là Trần Phi cùng Đỗ lão hai người ngồi một chiếc thông thường xe có rèm che. Hướng phía cùng châu khu vực thành thị ngoại đồng dạng cũng là rất nổi danh khu biệt thự gào thét chạy tới. Xanh hóa gia viên, cùng châu thị số 1 số 2 khu biệt thự. Tuy rằng nơi này so ra kém Phượng Hoàng núi, nhưng là đồng dạng là cùng châu thị chân chính xã hội danh lưu hội tụ địa phương, tấc đất tấc vàng. Theo Đỗ lão nói, vị kia Đồng lão gia tử sinh có một trai một gái, con lớn nhất đó là Đồng Văn Thành, đi vào con đường làm quan. Hôm nay đã thân cư tỉnh Lỵ Thành Trì Thị Uy bí thư như vậy địa vị cao, tiền đồ vô lượng. Đến mức vị kia tiểu nữ mà, còn lại là gả cho Hương Cảng hào môn đại gia tộc con trai độc nhất, làm phú thái thái, tự nhiên không thiếu tiền, vung tiền như rác cho phụ thân hắn tại đây tấc đất tấc vàng chỗ nào bán một tòa biệt thự lớn, coi như là rất hiếu thuận. Vào buổi tối, Đồng ra khu nhà cấp cao ngoại ngọn đèn dầu huy hoàng, dòng xe cộ bắt đầu khởi động, rất nhiều người đều ở đây hướng phía cái này đuổi. Phải biết rằng hôm nay thế nhưng Đồng bí thư phụ thân 70 thọ yến, chính là đến đây trộn quen mặt, chắp nối cơ hội tốt nhất, tự nhiên vô luận là có quan hệ, không có quan hệ, đều muốn đến xen vào một cước, đặt lên Đồng ra cái này cây cao chi. Bất quá lúc này cự ly yến sẽ bắt đầu còn sớm, khách nhân chính lục tục đến, đương nhiên cũng không ai chú ý tới có một chiếc rất thông thường xe có rèm che, đã lặng lẽ lái vào Đồng ra khu nhà cấp cao nội. Đỗ thúc thúc người có thể rốt cuộc đã tới. Mau mời tiến, cha ta thế nhưng vẫn nhớ ngươi lão. Ngày hôm nay nếu không có tới, hắn chuẩn mắng ta. Đỗ lão cùng Trần Phi vừa xuống xe, ngay tức khắc có một vị môi dày đặc trung niên nhân chào đón, nhìn lớn khái có 50 tuổi đi, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng lúc này lại cực kỳ nhiệt tình. Ngươi tiểu tử thúi này muốn ta dạy thế nào ngươi, cái gì ngươi lão, ta còn muốn sống thêm cái 20-30 tuổi. Đỗ lão vẻ mặt tức giận nói. Tương đương tùy ý. Đỗ thúc thúc, nhìn ngươi lời nói này. Gì, vị tiểu huynh đệ này là,
Miệng kia môi dày đặc trung niên nhân chú ý tới Trần Phi, vẻ mặt ngoài ý muốn nói. Đến, Văn Thành đến, ta cho ngươi lưỡng giới thiệu một chút. Đỗ lão nghe vậy vẫy tay. Trần bác sĩ, đây là Đồng lão đầu con lớn nhất Đồng Văn Thành. Văn Thành, vị này chính là Trần bác sĩ, y thuật thập phần cao minh, lần này ta cố ý nhượng hắn đi theo ta ở đây, vì lão Đồng nhìn bệnh. Cho cha ta xem bệnh. Đồng Văn Thành nghe vậy có chút trợn tròn mắt, chỉ vào Trần Phi, nhìn phía Đỗ lão không dám tin nói Đỗ thúc thúc, không phải là. Lẽ nào y thuật của hắn so với ngươi còn lợi hại hơn sao? Điều đó không có khả năng đi. Trên thực tế, Đỗ lão chuyến này là bị hắn tự mình gọi điện thoại mời tới, nhưng đối phương hiện tại lại trịnh trọng như vậy chuyện lạ giới thiệu với hắn một vị trẻ tuổi, điều này làm cho hắn óc có chút thắt, không phản ứng kịp. Câm miệng, chớ nói lung tung, Trần bác sĩ y thuật không thể so với ngươi ta kém. Đỗ lão gặp Đồng Văn Thành nói như vậy, ngay tức khắc nói. Đúng lúc này, Trần Phi mở miệng cười nói Đồng bí thư xin chào, ta là Trần Phi. Đỗ lão y thuật cao minh, ta đương nhiên không có hắn lợi hại, chỉ là Đồng lão gia tử tốt là bởi vì luyện công luyện được chuyện, có thể ta có thể giúp một tay. Ngươi lời này ý là, Đồng Văn Thành nghe vậy đôi mắt tinh mang lóe lên. Ý của ta là, Trần Phi mỉm cười nói, bỗng nhiên xuất thủ, một ngón tay dường như thiểm lôi vậy thần tốc giờ ở đối phương ót, tốc độ nhanh đến ở đây hai người một cái đều không phản ứng kịp. Dĩ nhiên, mặc dù là bọn họ phản ứng kịp, cũng tránh không thoát, ngăn không được. Nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi cũng là vị luyện gia tử, còn thứ cho Văn Thành trước thất lễ. Hai vị, mời vào trong, nhìn đột nhiên chỉ khi hắn trên ót ngón tay, Đồng Văn Thành phía sau kinh ra mồ hôi lạnh, vội vã chắp tay nói. Hắn lão gia tử là vị địa đạo đạo luyện gia tử, cổ vũ truyền thụ, vì vậy hắn đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện, đặc biệt về cái vòng kia. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng là một vị tam lưu cao thủ. Nhưng bây giờ hắn lại bị đối phương một ngón tay chỉ ở trên ót, hơn nữa căn bản không phản ứng kịp, hiển nhiên đối phương nhất định là vị cổ vũ cao thủ, thực lực xa ở trên hắn. Được rồi, khách khí như vậy làm gì, hay là trước dẫn chúng ta đi lão Đồng vậy đi, người nói hắn đã không đi được đường. Đỗ lão gặp Trần Phi thoáng cái tựu trấn áp Đồng Văn Thành, nhếch miệng cười. Quả nhiên còn là một cái vòng người dễ nói chuyện. Không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi, toàn tức nói. Đúng vậy, cha ta bởi vì mạnh mẽ muốn trùng kích nhất lưu cao thủ trình tự, hóa minh kính vi ám, kết quả thất bại, dẫn đến trong cơ thể lực lượng không khống chế được, cả người trực tiếp đều ngã. Vừa nói đến cha mình tình huống, Đồng Văn Thành không khỏi viền mắt có chút ửng đỏ. Mạnh mẽ trùng kích nhất lưu cao thủ trình tự, phụ thân ngươi lá gan thật đúng là đại. Trần Phi nghe vậy có chút líu lưỡi. Theo hắn biết, loại này đột phá từ trước đến nay chỉ có nước chảy thành sông, Hậu Tích Bạc Phát vừa nói. Đến mức mạnh mẽ trùng kích, cực nhỏ sẽ có kết cục tốt. Ai, cha ta hắn tù võ chừng một giáp, lại chậm chạp chưa có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đi đến nhất lưu cao thủ trình tự. Chuyện này cho tới nay đều là tâm bệnh của hắn, nhưng hắn cho rằng xin lỗi sư tổ. Đồng Văn Thành nghe vậy không có tức giận, chỉ là thở dài nói. Người trong nghề nói trong nghề nói. Tâm ma thứ này, đối với bất luận cái gì một vị cổ vũ giả mà nói cũng là lớn kỵ. Chỉ khi nào sinh ra tâm ma, thì không phải là dễ dàng như vậy có thể khu trừ. Ai, may là hôm nay ta đem Trần bác sĩ cho mời tới, bằng không các ngươi nói những lời này ta nghe đều nghe không hiểu, phỏng chừng đều chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Đỗ lão ở một bên lắc đầu. Theo hắn lại bỗng nhiên nói Trần bác sĩ, loại tình huống này ngươi có nắm chắc không? Bây giờ còn không tốt đàm nắm chặt, chỉ là tiên kiến mặt chẩn đoán bệnh một chút tình huống rồi hãy nói. Chỉ cần tình huống không phải là quá nghiêm trọng, mới có thể được chưa? Trần Phi châm trước câu nói. Trên thực tế, nếu chỉ là Đồng Văn Thành nói loại tình huống đó, hắn có 10 thành nắm chặt có thể đem người cứu trở về đến. Dù sao hắn hiện tại đều đã là luyện khí tam trọng, rất nhiều thủ đoạn trên đời tục trong mắt đều cùng tiên thuật không thể nghi ngờ. Thật vậy chăng? Trần bác sĩ cha ta ngay trên lầu 2 nghỉ ngơi, ngươi nhanh đi theo ta. Đồng Văn Thành nghe vậy kích động nói. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã đem Trần Phi còn có Đỗ lão dẫn trên biệt thự lầu 2, sau đó đi thẳng tới tối sang bên gian phòng kia, đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy trong đó ngoại trừ có vị hơn 40 tuổi phụ nhân ngoại, còn có một vị ngồi ở xe lăn lão nhân, thần sắc uể oải. Lão Đỗ, Trần đạo hữu là ngươi. Lão nhân kia nhìn thấy Đỗ lão chào hỏi thanh.
sau đó làm ánh mắt của hắn góc phụ quét đứng một loạt Trần Phi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giật mình nói. Cái này ngồi ở trên ghế lão nhân không là người khác, cư nhiên chính là trước ở Bắc Sơn cùng Trần Phi luận bàn trôi qua lão nhân gia, bát quái quyền truyền thụ Đổng lão gia tử. Đỗ lão cùng Đổng lão gia tử coi như là thổ lộ tình cảm mấy thập niên tri kỷ, cũng minh bạch đối phương trong lòng dự định, không nhịn được nói ta nói lão Đổng a, sự tình đều còn chưa tới một bước kia, ngươi làm cái gì vậy a? Ai, lão gia này, không phải là ta không tin được y thuật của ngươi, mà là ta cái này căn bản cũng không phải là bệnh. Là vượt qua ải thất bại di chứng, ngươi tầm thường chữa bệnh thủ đoạn sợ rằng không giúp được ta. Thế nhưng Đổng lão gia tử nghe vậy lại thở dài một cái, nói. Ta không thể giúp ngươi, thế nhưng vị này Trần bác sĩ ni. Đừng quên ngày hôm nay ta thế nhưng thỉnh hắn đến cho ngươi xem bệnh. Đỗ lão bất đắc dĩ nói. Trần đạo hữu. Đổng lão gia tử nghe vậy, khàn khàn đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái, nói Trần đạo hữu, ta tình huống này trừ phi là có nhất lưu cao thủ nguyện ý dao động căn cơ, cho ta rửa gân mạch chữa thương. Nếu không trừ lần đó ra ta còn thật không biết có những biện pháp khác, có thể cứu ta. Hiển nhiên, hắn tuy rằng nhẫn nhưng Trần Phi thiên phú và thực lực, nhưng dù sao đối phương cũng liền thực lực và hắn không sai biệt lắm mà thôi. Hơn nữa còn trẻ như vậy, hắn đều không có biện pháp tự cứu, đối phương làm sao có thể có biện pháp có thể cứu hắn ni. Đổng lão gia tử, ta cũng không thích có người coi thường y thuật của ta nga. Trần Phi nghe vậy bỗng nhiên cười cười. Đi tới Đổng lão gia tử đuổi kịp đưa tay đặt ở cổ tay hắn trên, bắt đầu xem mạch được hay không được, ta xem trước một chút rồi hãy nói, vạn nhất nếu là ta có thể có biện pháp ni. Tự làm phiền Trần đạo hữu. Đổng lão gia tử miệng trương nửa ngày, sau cùng không nói nhảm nữa. Nhìn thấy Trần Phi mạnh mẽ vì cha mình xem mạch, Đổng Thục Nhàn không khỏi nhíu mày, chỉ là có vết xe đổ phía trước, hắn lần này cũng không dám nói nhiều. Tất cả mọi người đang lẳng lặng đợi Trần Phi vi Đổng lão gia tử xem mạch. Khoảng chừng qua 5-6 phần chung, Trần Phi mặt không thay đổi đưa tay thu hồi lại, một mảnh Đỗ lão ngay tức khắc nhịn không được hỏi, Trần bác sĩ, lão Đổng bệnh có thể trị không? Có thể, chỉ là dược liệu cần thiết có chút phiền phức. Trần Phi cau mày nói rằng, cái gì, Trần đạo hữu ta đây bệnh thật có thể trị, dược liệu chuyện tình ngươi không cần lo lắng. Con ta còn có tiểu nữ mà hẳn là đều có thể giúp đỡ một điểm việc. Đổng lão gia tử nhất thời kích động. Không sai, Trần bác sĩ, chồng ta là Hương Cảng Trần Diệu Dương. Chỉ cần là thị trên mặt có dược liệu, bất kể là ở chợ đêm, trắng thị, hắn hẳn là đều có thể cho chúng ta làm ra. Đổng Thục Nhàn cũng là vội vàng mở miệng nói. Trần Diệu Dương, tên này có thể ở quốc nội danh tiếng không hiệt, nhưng ở Hương Cảng, cũng như sấm bên tai. Bài danh đứng ở hàng đầu nhà giàu có gia tộc Trần gia trưởng tử, hôm nay gia tộc thực tế người trưởng đà. Làm ở Hương Cảng như vậy có thân phận Trần Diệu Dương thê tử, hắn đương nhiên tự tin bản thân có tư cách nói những lời này. Trần bác sĩ, ta cũng có chút kinh doanh dược liệu phương diện bằng hữu. Cho cha ta trị liệu cần gì dược liệu, ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định mau chóng tìm tới cho ngươi. Đồng bí thư cũng là vẻ mặt tự tin nói. Phải biết rằng hắn thế nhưng nhất phương tỉnh lỵ thành phố thị uy bí thư, một tay, không biết bao nhiêu chính thương hai giới đại nhân vật đều muốn nịnh bợ hắn, có lực lượng hiển nhiên so với muội muội của hắn còn khổng lồ. Trần bác sĩ, nếu về dược liệu vấn đề, ta bên này cũng có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Không biết lão Đổng bệnh này, đến tột cùng cần gì dược liệu, mới có thể chữa cho tốt. Đỗ lão cũng ở một bên mở miệng, bất quá hắn lại quan tâm hơn đến tột cùng là dạng gì dược liệu. Mới có thể chữa cho tốt Đổng lão gia tử hôm nay thương. Phải biết rằng, thừa dịp vừa rồi cho đối phương xoa bóp một trận công phu, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ràng thương thế của đối phương, là có cỡ nào nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy thúc thủ vô sách, hoàn toàn không biết cần làm thế nào mới tốt. Ta dược liệu cần thiết không quá tầm thường, Đỗ lão, Đổng lão gia tử, không biết các ngươi nghe nói qua nửa đêm hoa sen đen sao. Thế mà Trần Phi lại vẫn còn có chút cau mày nói. Hắn biết đối phương mấy người đều chính mình không kém lực lượng, nếu chỉ là phổ thông chân quý dược liệu, căn bản là không có cần phải như vậy lo lắng, chỉ là. Hắn hiện tại sở dược liệu cần thiết không có thể như vậy chỉ có phổ thông chân quý đơn giản như vậy. Nửa đêm hoa sen đen, chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong chỉ sinh trưởng ở âm u tuyệt cốc, 10 năm cũng chỉ nở hoa một khắc đồng hồ nửa đêm hoa sen đen. Đổng lão gia tử vẻ mặt hơi nước, Đỗ lão lại thất kinh. Không sai. Chính là nó,
Trần Phi ngoài ý muốn nhìn Đỗ Lão, không nghĩ tới đối phương cư nhiên hiểu biết chính xác nói. Mở miệng nói nửa đêm hoa sen đen chỉ sinh trưởng ở cách mặt đất 3.000 mét dưới thâm cốc trong, và lại suốt năm không gặp ánh dương quang, mới có khả năng trưởng thành. Hơn nữa hoa này cực kỳ đặc thù, thành thục thời gian cũng chỉ có một khắc đồng hồ, vì vậy, rất khó cho tới. Cái này, nhất định phải vật kia mới được sao? Đồng lão gia tử vẻ mặt thất vọng hình dạng, chỉ là nghe, hắn chỉ biết cái này nửa đêm hoa sen đen cỡ nào khó tìm đến, mặc dù là hắn con lớn nhất, tiểu nữ mà đều chính mình không kém năng lượng, hy vọng cũng quá xa vời. Không phải là phải, chỉ là, nếu không có nửa đêm liên hoa làm thuốc dẫn nói, đúng áp lực của ta quá lớn, ta chỉ có một nửa nắm chặt có thể cứu ngươi. Hơn nữa, nếu là có nửa đêm hoa sen đen làm thuốc dẫn nói, ta không chỉ có biện pháp chữa cho tốt đồng lão gia tử ngươi, còn có nắm chắc có thể làm cho ngươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến nhất lưu cao thủ trình tự. Trần Phi do dự một chút, nhận nhận chân chân nói. Cái gì, không chỉ có thể chữa cho tốt ta, vẫn có thể nhượng ta đột phá đến nhất lưu cao thủ trình tự. Đồng lão gia tử nghe vậy điên rồi, kích động khó nhịn. Phải biết rằng, hắn đã dừng lại ở nhị lưu cao thủ tầng thứ tột cùng đủ hơn 20 năm. Cái này sớm đã trở thành tâm ma của hắn, bằng không, hắn cũng sẽ không trước mạnh mẽ muốn vượt qua ải, kết quả lại vẫn bị thất bại, lưu lại một thân mầm tai họa. Mà bây giờ Trần Phi lại nói cho hắn biết, có biện pháp có thể chữa cho tốt hắn, hơn nữa còn có nắm chặt nhượng hắn đột phá đến suốt đời tha thiết ước mơ nhất lưu cao thủ trình tự, cái này tại sao có thể nhượng hắn không kích động ni? Trần bác sĩ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nửa đêm hoa sen đen, nhất định sẽ. Đồng lão gia tử kiên định nói, có thể tìm tới đương nhiên tốt nhất, chỉ là đồng lão gia tử, lấy ngươi trạng huống trước mắt, tối đa chỉ có thể lại no một tháng. Như vậy đi, ta đem cần phương thuốc lưu cho các ngươi, nếu gộp đủ, tự gọi điện thoại cho ta, ta sẽ lập tức chạy tới cùng châu thị cho ngươi chữa bệnh. Nếu không tìm được nói, một tháng sau ta cũng sẽ tới nữa một chuyến, đến lúc đó ở nghĩ một chút biện pháp đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tốt. Tốt, tốt, cứ làm như vậy. Đồng lão gia tử còn ở vào kích động trong, hưng phấn gật đầu nói. Trần bác sĩ, ta bệnh của phụ thân tự nhờ ngươi. Đúng lúc này, đồng bí thư hướng phía Trần Phi thật sâu tụ một cung, nói. Không đếm xỉa đến, hắn so với cha mình thấy càng nhiều, rất hiển nhiên Trần Phi là cho rằng bọn họ tìm không đồng đều dược liệu, mới nói ra mặt sau câu nói kia, nếu không không cần thiết. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Trần Phi chỉ là khẽ gật đầu. Đồng lão gia tử tình huống so với trước hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều, có lẽ là bởi vì lớn tuổi, thân thể cơ năng thoái hóa nhiều lắm, dẫn đến thương thế kia cũng biến thành tương đương vướng tay chân. Hắn hiện tại cũng chỉ có hai cái biện pháp có thể cứu người, một là mượn nửa đêm hoa sen đen làm thuốc dẫn, hai là không tiếc lỗ lã linh khí của mình chân nguyên, bất kể đại giới cường hưng cứu trị, chỉ là như vậy đối kháng thương thế hắn hại không nhỏ. Vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt cũng có chút do dự. Dù sao chỉ là một gặp qua hai mặt người, mặc dù nói ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng thật nếu để cho hắn lấy thương tổn phương thức của mình, cứu trợ người khác, hắn tựa hồ còn không có cao như vậy thượng đạo đức giác ngộ, lựa chọn bất định. Có Trần Phi lần dao động nhân tâm chính là lời nói phía trước, đồng ra người tự nhiên vô tâm tư đang làm cái gì thọ yến, qua loa kết thúc, Trần Phi cũng chỉ là tại nơi ở một tiểu hội rồi rời đi. Đến mức Đỗ Lão, Tắc Tuyển Trạch ở lại đồng gia chiếu cố người bạn già của mình, cũng không có cùng Trần Phi cùng đi, cũng liền ra đi. Xanh hóa trang viên lâm giang mà xây, là một vừa xa hoa khu biệt thự lại là cái không khí mới mẻ, có thể thưởng thức giang cảnh địa phương tốt. Hôm nay chính là mùa hè, lại vừa vặn mới không được 8 giờ rưỡi, vì vậy trên đường đi ra tản bộ người rất nhiều, Trần Phi thấy thế cũng có cái này hăng hái, dọc theo phụ cận bờ sông một thân một mình tản bộ. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng vẫn là có ấm áp gió êm dịu chậm rãi thổi tới, tuy rằng thường thường sẽ cho người có chút cửa tà, bất quá, bờ sông cây xanh tạo bóng mát, giang phong phơ phất, cũng có khác một phen thanh lương, rất là thích ý. Mà khi hắn một thân một mình đi một trận sau, đột nhiên nhận được Cao Chí Nam điện thoại. Trần bác sĩ, chân thực xin lỗi, công ty xảy ra chút vấn đề, ta hiện tại sợ rằng muốn lập tức chạy trở về. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam lo lắng mở miệng nói. Công ty xảy ra chút vấn đề, Tiêu Thiên Nhượng làm. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày, nói. Không phải là Vương Uyên cẩu vật,
Cao Chí Nam căm giận nói rằng, Vương Uyên, hiện tượng Thiên Văn tập đoàn sao? Trần Phi nghe vậy sắc mặt dễ nhìn mấy phần, gật gật đầu nói tốt lắm, đã như vậy nói, Cao Tổng ngươi hãy mau đi về trước đi, không cần phải xen vào ta. Trần bác sĩ, thực sự là xin lỗi. Nghe được Trần Phi nói, bên kia Cao Chí Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoang mang rối loạn việc cúp điện thoại. Cao Chí Nam bên kia cúp điện thoại, Trần Phi bên này buồn bực lắc đầu, đối phương như thế vừa đi, vậy hắn không phải là chỉ có lẻ loi một người trở lại, nhớ tới thế nào có như vậy một tia trách thương cảm. Gì, Đại Phi, thật là ngươi, ngươi chạy thế nào cùng Châu Thị tới? Đột nhiên một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Ngạch, Trần Phi nghe vậy sửng sốt, quay người lại, lại phát hiện người mặc một thân hắc sắc chính trang Hoa Chí Nam, còn có trước theo Hoàng Phong, cùng hắn từng có gặp mặt một lần Thiếu Minh, chính riêng phần mình kéo một vị cô gái xinh đẹp đứng ở hắn phía sau, thần sắc tương đương ngoài ý muốn. Kẻ dối trá, thật đúng là xảo a, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cái này gặp gỡ các ngươi. Vị này, ta nếu nhớ không lầm, chắc là họ Tiếu, là Tiếu Thiếu đi. Trần Phi cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vui tươi hớn hở nói. Phải biết rằng đây chính là cùng Châu Thị không phải là Bắc Sơn, không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này đụng với kẻ dối trá tiểu tử này hảo huynh đệ của mình, điều này làm hắn chân thực không nghĩ tới. Ngoài ý muốn rất. Đừng đừng đừng, Trần Thiếu ngươi còn là gọi tên ta đi. Ở trước mặt ngươi ta cũng không dám gọi cái gì ít, nếu không, Nhượng Hoàng Thiếu biết chuẩn được đánh chết ta. Ai biết Tiếu Minh nghe vậy lại vẻ mặt khiêm tốn nói, khiến đứng ở hắn còn có kẻ dối trá bên cạnh hai vị bạn gái có chút giật mình. Người khác không biết, thế nhưng các nàng lại rất rõ ràng. Tiếu Minh thế nhưng tỉnh Giang Nam gia tộc quyền thế Tiếu gia thế hệ này con trai độc nhất. Tuy rằng Tiếu gia cùng này chân chính đứng đầu đại gia tộc, xí nghiệp lớn tập đoàn còn kém khá xa, nhưng là tuyệt đối không phải là người thường có thể chạm đến. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ hắn nhưng ở một cái thoạt nhìn mặc không được tốt lắm, hết sức bình thường trước mặt người tuổi trẻ như vậy khiêm tốn, cái này tại sao có thể không làm cho các nàng kinh ngạc ni? Lẽ nào, là đại gia tộc nào hoặc xí nghiệp lớn tập đoàn dòng chính đệ tử? Có thể, mặc dù là như vậy, cũng không đến mức đi. Tốt xấu Tiếu Thiếu cũng là cái này tỉnh Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu. Mặc dù là tất không được cái loại này chân chính đỉnh cấp đại thiếu. Nhưng cũng không đến mức như vậy khiêm tốn đi. Thật là làm cho người khó có thể tin. Vô luận là hắn bên cạnh mình vị kia bạn gái, hay hoặc là kẻ dối trá bên cạnh vị kia bạn gái đều thập phần giật mình. Tiếu Thiếu, vị này chính là, không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu sao? Vị kia ôm Tiếu Minh cô gái trẻ tuổi nũng nịu yếu ớt nói. Vị nữ tử này mặc một bộ đạm lam sắc sâu vê chạm giống lôi ti phục váy, địa vị cao xẻ tà gấp thức thiết kế tu xuất, trắng nõn thon dài. Làm cho cảm giác vô cùng hấp dẫn, gợi cảm hô ứng, ở bộ vị mấu chốt đều thành công đắp nặn ra mông lung mỹ cảm, cũng so với cưỡi hết còn muốn tới mê người. Đương nhiên cái này cũng còn là hắn bản thân thì có liêu, vóc người đẹp, nếu không lại đẹp mắt y phục mặc lên người đều lãng phí. Ai, ngươi nhìn ta trí nhớ này, bất quá giới thiệu nói còn là Chí Nam đến đây đi, vị này Trần Thiếu thế nhưng hắn hảo huynh đệ. Tiếu Minh nghe vậy vừa cười vừa nói. Còn không quên cho bên cạnh mình bạn gái nháy mắt. Vậy được rồi, để ta giới thiệu một chút. Hoa Chí Nam nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái thiếu ý, tự hào nói hai vị mỹ nữ, vị này chính là ta huynh đệ tốt nhất Trần Phi. Đương nhiên các người chớ nhìn hắn mặc lôi thôi lếch thếch, hắn bản lĩnh có thể không bình thường. Nói hắn còn tế mi lộng nhãn lên, cái kia mi phi sắc vũ, nhìn Trần Phi một trận mắt trợn trắng. Được rồi. Như thế thổi ta ngươi người này không cảm thấy mệt không? Hai vị này vâng, giới thiệu một chút đi. Trần Phi đảo bạch nhãn, tức giận nói. Ta đang muốn nói chỗ mấu chốt, ngươi đừng cắt đứt ta có được hay không? Kẻ dối trá bất mãn mở miệng nói, sau đó vừa cười không nói lời gì tiếp tục nói đến đây đi. Đại Phi ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là năm nay tỉnh Giang Nam hình tượng tiểu thư huy chương đồng chủ, Diệp Tử Lâm, cũng là ta đêm nay bạn gái. Còn có Tiếu Thiếu bên cạnh vị mỹ nữ này ngươi có đúng hay không rất nhìn quen mắt. Không sai, hắn chính là năm nay lửa nóng quật khởi diễn nghệ tân tú, Cố Phi Song tiểu thư. Trần Phi vừa nghe cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người bọn họ bạn gái còn có loại này địa vị, một là cấp tỉnh cuộc thì hoa hậu huy chương đồng, một cái càng ở đại màn huỳnh quang trên lửa nóng minh tinh, tuy rằng cũng chỉ là nhị lưu, nhưng là so với người bình thường tốt hơn rất nhiều.
Bất quá hắn ngược lại cũng đối với đối phương không có gì hứng thú, vì vậy vẻn vẹn chỉ là lễ phép tính hướng về Diệp Tử Lâm, Cố Phi xong hai vị mỹ nữ gật đầu, tự lại đem trọng tâm câu chuyện kéo lại, nghi ngờ nói hai người các ngươi chạy cùng Châu Thị tới làm chi. Chơi sao? Kẻ dối trá gặp Trần Phi cư nhiên chỉ là không mặn không lạt lễ phép gật đầu, chút nào không giống bọn họ cái loại này ân cần, ngay tức khắc cảm than mình cái này huynh đệ thực sự là không hơn đường. Bất đắc dĩ lắc đầu nói xem ra đêm nay được cho ngươi tìm cái bạn gái mới được, nếu không, ngươi cái này du mộc đầu quả thực không ra khiếu a. Thường tại vòng giải trí trà trộn nữ nhân, cái này lĩnh hội tâm ý người bản lĩnh quả nhiên không phải là vậy lợi hại, Hoa Chí Nam vừa dứt lời, hắn liền thiếu mâu sáng lên, một bên ôm Tiểu Minh cánh tay, một bên lắc lắc theo mê hoặc thân hình như rắn nước, cười tủm tỉm nói Hoa thiếu, vừa vặn đêm nay thi âm vậy còn thiếu cái nam bạn, nếu không để vị này Trần thiếu. Nga, được rồi, ta thế nào đem thi âm quên? Đại Phi A, cũng đừng nói ta đây cái làm huynh đệ không chiếu cố ngươi, đi thôi, lên xe. Hoa Chí Nam nghe vậy nhất thời trước mắt sáng ngời, nói. Nói xong, hắn cũng không quản Trần Phi cùng không đồng ý, không nói lời gì đã đem kỳ đã qua đứng ở ven đường một chiếc BMW 7 hệ trên xe mặt đến. Ai, buông tay A, Nam Nam thụ thụ bất thân, ngươi lại kéo ta ngươi có tin ta hay không kêu. Trần Phi nhất thời vẻ mặt thụ khuất nhục hình dạng, không cam lòng chèn ép hét lớn. Người có bản lĩnh tự cho đại gia ta gọi là hai tiếng nghe một chút, gọi tốt, hứng thú bổn đại gia còn có thể cho ngươi giờ tiền thưởng. Hoa Chí Nam chân mày dương lên, hừ hừ nói. Ta đi đại gia ngươi cái đi dây. Trần Phi buồn bực không ngớt, nhưng vẫn là bị mạnh mẽ kéo lên xe. Phốc suy, cái này Hoa thiếu miệng thật đúng là nghèo, trước đây thế nào cũng không phát hiện ni. Gặp như thế có ý tứ tràng cảnh, Diệp Tử Lâm, Cố Phi xong cũng không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa, xinh đẹp động nhân. Tiếu Minh trên mặt tuy rằng cũng lộ vẻ tiếu ý, nhưng là không dám nhiều làm càn, ngược lại là thấp giọng cho đứng ở bên cạnh hai vị mỹ nữ nhắc nhở hai người các ngươi đợi lát nữa để xuống thông minh một chút, còn có đợi lát nữa nhớ kỹ cho thi âm bắt chuyện thanh. Vị này Trần Thiếu lai lịch không phải chuyện đùa, cũng đừng làm cho hắn có bất kỳ không vui. Hai nàng vừa nghe lời này, đôi mắt đẹp nhất thể hiện ra lau một cái giật mình vẻ, cũng quên nở nụ cười, ôm Thiếu Minh cánh tay Cố Phi xong hạ giọng, dịu dàng nói Thiếu Thiếu, lẽ nào vị này Trần Thiếu thân phận so với ngươi cao hơn nữa ra rất nhiều. Diệp Tử Lâm cũng là vẻ mặt tò mò hình dạng, mâu con mắt nhìn Thiếu Minh, cùng đợi hắn đáp án. So với ta, Thiếu Minh nghe vậy tự giễu vậy cười cười, nói cùng Trần Thiếu so với, ta sợ rằng liên cái người thường cũng không coi là. Tử Lâm, hai chúng ta nhận thức cũng coi như có đoạn thời gian đi. Tiếu ca ta cũng cho tới bây giờ không hố quá ngươi đi. Ngày hôm nay nghe ta câu, nếu Hoa Chí Nam còn đối với ngươi còn cảm giác hứng thú nói, đừng đã đánh mất, về sau có chỗ tốt của ngươi. Vừa nghe ở trong mắt bọn họ nghiu không được Tiếu Minh, cư nhiên chủ động như vậy làm thấp đi bản thân, đến nâng lên người khác, hai nàng trong mắt nhất thể hiện ra lau một cái rung động, riêng phần mình trong lòng cũng lên tính toán nhỏ nhặt. Sau đó, ba người bọn họ lại như không có chuyện gì xảy ra kiểm thượng mang đầy dáng tươi cười, hướng về chiếc kia đứng ở ven đường bảo mã 7 hệ xe đi đến. Sa Loan hội sở, cùng Châu Thị nổi danh tư nhân hội sở. Đây là một tòa đẳng cấp rất cao tư nhân hội sở, tuy rằng không phải là cao cấp nhất, nhưng ở tỉnh Giang Nam cũng coi như xếp hạng hàng đầu, không thể so Bắc Sơn Thị Hào hưởng tư nhân hội sở kém bao nhiêu. Sa Loan hội sở chọn dùng nghiêm khắc hội viên chế độ. Đúng nhập sẽ thành viên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Nếu như ngươi chỉ là nhà giàu mới nổi, ngôn hành cử chỉ thô tục người, như vậy ngươi tối đa là có thể bắt được Sa Loan hội sở lầu 1 lầu 2 vào bàn cuốn, tầng thứ cao hơn địa phương, căn bản vào không được. Mặt khác nếu muốn trở thành Sa Loan hội sở thành viên, phải là chân chính danh phù kỳ thực xã hội tinh anh, hoặc bối cảnh thâm hậu, trải qua cổ đông ủy ban xét duyệt tán thành, mới vừa có tư cách trở thành nhà hội sở hội viên. Điểm này nó thậm chí so với Bắc Sơn Thị Hào hưởng tư nhân hội sở làm được rất tốt. Mặc dù nói, loại này nhập sẽ phương thức có chút vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối với rất nhiều nhân sĩ thành công mà nói đây cũng là một loại cọc tiêu, một loại chứng minh, có thể dùng không ít người lấy có thể kiềm giữ Sa Loan hội sở thẻ hội viên vi vinh. Mà nay chậm, vừa lúc ở cái này Sa Loan hội sở có một hồi tiếu gia đấu giá hội. Không sai. Cái này Sa Loan hội sở chính là Tiếu gia kỳ dưới trọng yếu sản nghiệp một trong. Đấu giá hội. Biết được mục đích tối nay sau, Trần Phi vẻ mặt tân kỳ nói.
Ngươi thật đúng là đừng nói, cái gì đấu giá hội các loại, hắn lớn như vậy thật đúng là một lần đều không đi qua, vì vậy tương đối hiếu kỳ. Không sai, chính là đấu giá hội. Bất quá ở tổ chức phòng đấu giá trước, còn có thể trước cho mọi người tổ chức một hồi nhiệt tràng tính chất tiệc rượu. Đến mức ngươi bạn gái, ta đã cho ngươi tìm xong rồi, đây chính là một vị siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ, hơn nữa còn là tỉnh đài truyền hình chủ trì. Bọn ngươi sẽ cũng giống như đầu gỗ vậy ngốc đứng, nếu không, mất mặt thế nhưng ta a. Kẻ dối trá vừa lái xe, một bên tận tình dạy Trần Phi, kỳ vọng hắn sớm một chút thông suốt. Ngươi cái này đều cái gì cùng cái gì? Trần Phi vẻ mặt dở khóc dở cười, đương nhiên cũng buồn bực không được, cảm tình hắn huynh đệ đã đem hắn trở thành là du mộc đầu, không khai khiếu. Trần Thiếu, Hoa Thiếu nói không sai, thì âm thực sự là một vị siêu cấp lớn mỹ nữ. Hơn nữa còn là chúng ta hảo tỉ muội, vì vậy ngươi đợi a cũng không thể khi dễ hắn u. Ngồi ở hàng sau Diệp Tử Lâm bỗng nhiên mập mờ mở miệng, che miệng cười nói. Ngạch, ha ha ha, mặc dù chỉ là một câu nho nhỏ trêu chọc, nhưng quá chí mạng, làm cho Trần Phi thoáng cái trực tiếp kẹt, thậm chí ngay cả trên gương mặt đều hiện lên ra lau một cái màu đỏ. May là bây giờ là buổi tối, trong xe cũng ngọn đèn tương đối tối, thấy không rõ lắm. Nhưng dù vậy, nhìn thấy Trần Phi như vậy dáng vẻ quẫn bách, Hoa Chí Nam còn là cười một cách tự nhiên, không nín được cười nói rồi, rồi, chờ gặp được người ngươi chuẩn thỏa mãn. Trần Phi cái này thông minh, thẳng có tiếp hay không nói, thẳng thắn đến cái ta không nghe được không nghe được. Bất quá hắn kỳ thực ngược lại cũng thật tò mò, có thể bị kẻ dối trá xưng là siêu cấp lớn mỹ nữ, vậy hẳn là, vẫn còn có chút nữ thần đi. Rất nhanh, xe BMW đi qua Xanh Hóa Hoa Viên. Đi tới một cái khác khu biệt thự trong lớn nhất trong biệt thự. Rất hiển nhiên, ở đây chính là salon hội sở, hơn nữa bên trong lúc này chính ngọn đèn sáng chói, bên trong thỉnh thoảng truyền đến chạm cốc đàm luận tiếng cười. Biệt thự ngoại xe đỗ địa phương, dừng đầy như là bảo mã 7 hệ, Audi A8, chạy băng băng S hệ, có, mã toa lạp đế chờ hào xe. Những xe này tuy rằng không giống Cao Chí Nam chiếc kia lao tư kéo tư khoa trương như vậy, giá trị 5-600 vạn. Nhưng là tuyệt đối cũng coi là xa xỉ phẩm, phổ biến giá đều ở đây 100 vạn đã ngoài. Mà xuyên thấu qua đại môn khe, tắc có thể nhìn thấy người bên trong ảnh hoàng động, ưu nhã tiếng đàn dương cầm, nhạc giao hưởng lọt vào tai. Nam hết thảy một thân chính trang, tây trang dày da, nữ đương nhiên tắc tuyệt đại đa số đều mặc không gì sánh được thanh lương, cao xoa lễ phục váy đến lớn chân, hầu như thanh nhất sắc sâu vê chạm rỗng lộ ngực lễ phục, đem mê người vóc người rơi tới tận cùng thể hiện rồi đi ra. Khiến hormone sao động. Thiếu gia. Sau khi vào cửa, đứng ngoài cửa bồi bàn cung kính hành lễ, hiển nhiên là đều biết được Tiếu Minh. Hơn nữa không chỉ là hắn, hiển nhiên lúc này salon hội sở nội tuyệt đại đa số người đều biết hắn. Bọn họ vừa mới bước vào đại môn, cũng đã có vài vị nam nữ trẻ tuổi chào đón chào hỏi, có gọi Tiếu ca, có gọi Thiếu thiếu. Tự nhiên Tiếu Minh thấy thế đều rất có phong độ nhất nhất đáp lại. Đồng thời đem bên cạnh Trần Phi mấy người nhất nhất giới thiệu cho người quen. Diệp Tử Lâm, Cố Phi xong không cần phải nói, đây chính là cùng châu thị các đại tiệc tối, yến hội khách quen, hơn nữ yểu điệu mỹ nữ nữ tử tốt cầu, tự nhiên không vài người là không biết các nàng. Hoa Chí Nam đương nhiên cũng hoàn hảo, mặc dù đang loại tầng thứ này tiệc tối trên, gia đình của hẳn điều kiện có thể sẽ có vẻ tương đối vậy, nhưng, dù sao cũng là mấy ngàn vạn tài sản cấp bậc, không đến mức làm cho khinh thị. Duy chỉ có Trần Phi, lúc đầu một thân hàng vỉa hè hàng hưu nhàn trang tại đây tiệc tối trên tự có vẻ đủ đột ngột, ở làm Tiếu Minh giới thiệu thân phận của hắn lúc, chỉ hàm hồ nói là một vị thần y, không khỏi ở rất nhiều người trong lòng đều có chút khinh thị. Nhưng cũng may có Tiếu Minh ở đây, bọn họ cũng không đến mức biểu hiện ra ngoài, mọi người tưởng an vô sự. Chỉ là loại này buồn chán gặp gỡ, Trần Phi là thật không để được cái gì hứng thú tiếp tục nữa, đơn giản tìm một cái cơ hội. Bưng ly rượu làm bộ muốn đi tìm mục tiêu, trực tiếp chạy ra, đi ra phòng khách, đi tới sân phơi. Sân phơi không khoát, trăng sáng sao thưa, phía sau truyền đãng theo ưu nhã khúc đàn, nhạc giao hưởng, làm người ta trong lòng không tự chủ thích ý yếu ớt. Cái này salon hội sở là do một tòa biệt thự lớn cải tạo, vì vậy chỉnh thể thoạt nhìn cũng không lớn, vẻn vẹn có 4 tầng, nhưng để mà dung nạp chừng 100 người vậy là đủ rồi. Trần Phi một thân một mình bưng ly rượu đi ra đang ở tổ chức yến hội phòng khách, híp mắt thưởng thức viễn phương buổi tối kim sắc, bóng cây lắc lư, làm đèn lồng ngũ quang thập sắc, rất là mỹ lệ.
Chỉ là hắn cũng còn không thích ý một hồi, phía sau tự truyền đến một tiếng yểu điệu mềm mại đáng yêu thanh. Trần Thiếu, thế nào một người trốn ở chỗ này tới? Có đúng hay không bên trong này danh Việt, phu nhân không hài lòng ngươi ý. Người nói chuyện chính là Tiếu Minh bạn gái, nội trong năm nay chính lửa nóng quật khởi điện ảnh và truyền hình tân tinh, Cố Phi Song. Chỉ thấy hắn mặc trên người món đó đạm lam sắc sâu vê chạm rỗng lôi ti phục váy, ở sân phơi trên hơi yếu mông lung đèn chiếu dọi xuống, có vẻ phá lệ tinh mỹ, đẹp đẽ quý giá mà lại không xa xỉ. Còn có sáng trông suốt y phiến cùng trắng nõn thon dài hình thành rõ nét hô ứng, làm cho một loại cực lớn thị giác hưởng thụ cảm, lại hợp với Cố Phi Song trên mặt nét mặt tươi cười như hoa mỹ nhan. Quả thực không hổ là điện ảnh và truyền hình tân tinh cái danh hiệu này, hết sức mỹ lệ. Ngạch, cái kia, bên trong có chút muộn, đi ra hóng gió một chút sẽ phải tốt một chút. Thế nhưng Trần Phi lúc này nhưng có chút xấu hổ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình quên đối phương tên, sắc mặt có chút dị dạng. Trần Thiếu, ngươi không biết là như thế một hồi tự quên tên của ta đi. Một bên, Cố Phi Song giận trách. Nàng là thật không nghĩ tới, cứ như vậy một chút thời gian, đối phương cư nhiên đều tốt giống như hắn tên đều không nghĩ ra. Xin nhờ, tốt xấu hắn hiện tại ở quốc nội coi như là cái có chút danh tiếng minh tinh đi, chẳng lẽ là hắn không đẹp không? Vậy tại sao cái khác những nam nhân kia vừa thấy được hắn, tự ngay tức khắc mắt cùng bị bệnh tựa như, hận không thể đem tròng mắt đều ở lại trên người nàng, ai, thực sự là... Không, nào có, làm sao sẽ... Ngạch, được rồi, ta thừa nhận ta trí nhớ là có giờ kém cỏi. Ngươi nhìn ta đây óc heo, xin lỗi, xin lỗi. Trần Phi vốn còn muốn dẫy dụa, mà khi hắn nhìn thấy đối phương một bộ ngươi nếu chưa... Liền đem tên của ta nói ra được oán trách tư thái, ngay tức khắc nghỉ thức ăn, ngượng ngùng càng nói càng nhỏ thanh. Xem ra Trần Đại Thiếu người bây giờ một lòng đều tại ta các thi âm trên người đi. Mới đã quên chúng ta những, này một bên lá xanh, hi hi, không đùa ngươi, ta một lần nữa tự giới thiệu một lần đi, ta gọi là Cố Phi Song, Trần Đại Thiếu lần sau cũng lại quên người ta. Cố Phi Song giận trách, thẳng đến Trần Phi trên mặt càng ngày càng xấu hổ. Mới cười tủm tỉm điểm đến đó thì ngừng, mắt to ngập nước nói. Sẽ không quên, cái này chắc chắn sẽ không đã quên. Trần Phi cười khổ sờ sờ mũi, hỏi kẻ dối trá bọn họ đâu. Thế nào các ngươi không cùng một chỗ, còn có Cố tiểu thư về sau đừng. Nữ gọi ta cái gì Trần Thiếu, Trần Đại Thiếu, nghe không có thói quen. Tự gọi tên ta đi, ta gọi là Trần Phi. Kẻ dối trá, ngươi là nói Hoa Thiếu bọn họ đi. Bọn họ đi tới đàm luận tình đi, ta ngại buồn chán, sẽ không theo đi. Cố Phi Song nói, đột nhiên từ phía sau đi tới một nam một nữ. Cố Phi Song cũng không phải cái loại này rất đầy đặn loại hình, mà là vừa đúng, không mập cũng không gầy, vừa có thon dài, miêu điều vóc người, đẫy đà cái mông, thập phần gợi cảm. Mà lúc này đi tới sân phơi một nam một nữ kia, trong đó vị nữ sĩ kia cùng Cố Phi Song so với chính là một cái cực đoan, vóc người cực kỳ có liêu. Cực kỳ đầy đủ, ở vậy đơn giản xưng là nát bộ vậy lôi ti lễ phục giả hội bao sấn dưới, thập phần mê hoặc. Kỳ đấy đà cái mông tại nơi cố ý dẫy dụa dưới, khiến ánh mắt có thể đạt được nam nhân quả thực tiểu phúc cuồn cuộn sinh ra một đoàn lửa, phảng phất sắp nhịn không được, muốn mắt đỏ ác lang vậy ai ui hu gọi nhào tới. Mà khuôn mặt, mặc dù là Trần Phi bình thường rất ít quan tâm đại màn huỳnh quang, kịch truyền hình, cũng vẫn như cũng nghĩ có chút quen mắt. Một lát sau ngay tức khắc nhớ tới trước mắt cô gái này chắc là một vị nữ minh tinh, bởi vì hắn xác định mình từng ở mấy bộ tốt kịch truyền hình trong thấy qua mặt của đối phương chứng. Trên thực tế, hắn cũng nhớ không lầm, vị kia vóc người nóng bỏng tới cực điểm đẫy đà mỹ nữ, chính là quốc nội coi như nổi danh một minh tinh điện ảnh, từng biểu diễn qua mấy bộ tiếng vọng tốt kịch truyền hình, điện ảnh phối hợp diễn, cũng bởi vì kỳ ngạo nghễ, nóng bỏng vóc người đã bị quan tâm. Vì vậy nếu là luận danh tức giận, giảng đạo lý hắn hẳn là coi như so với Cố Phi Song rất có danh rất nhiều. Đến mức đàn ông kia, môi thường thường, hai mắt vô thần, vóc người cũng rất thấp bé mập mạp, làm cho cảm giác giống như là một cái ải bí đao vậy. Chỉ là kỳ trên mặt lại mang theo rõ ràng kiêu ngạo ý, phảng phất nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Uyển tỷ, xin chào. Cố Phi Song rõ ràng nhận thức cô đó, tuy rằng xinh đẹp mi không ai phát hiện nhíu lại. Nhưng là còn là rất nhanh bày làm ra một bộ nhiệt tình dáng dấp, chào hỏi. Hai người bọn họ là một cái công ty giải trí, lại tăng thêm đối phương rõ ràng so với hắn ở vòng tròn nội tư lịch lão, căn cơ ổn, chụp làm trò nhiều,
tự nhiên không dám ở thái độ trên có khiếm khuyết, bị người bắt được cái chuôi, vì vậy có vẻ thập phần lễ phép. Nguyên lai là Phi Song A. Được xưng là uyển tỷ nữ nhân rõ ràng không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng với người quen, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tựa hồ như là nhớ ra cái gì đó, hẹp dài trong con người rõ ràng hiện lên vẻ không thích cùng lãnh ý, thản nhiên nói xem ra ngươi nhưng thật ra rất có chuẩn bị a, tin tức đều tìm hiểu tốt rồi. Chuẩn bị cùng ta tranh. Đối phương vẻ mặt hai cái chất vấn giọng nói khiến Trần Phi cùng kiêu ngạo nam tử đều có chút sắc mặt mờ mịt, ngược lại thì Cố Phi Song nghe vậy hơi biến sắc mặt. Miễn cưỡng khởi động nụ cười nói không phải là, uyển tỷ ta. Được rồi, đừng nói nữa. Trịnh thiếu, chúng ta còn là đến địa phương khác đi thôi. Uyển tỷ không khách khí đem cắt đứt, xoay người sang chỗ khác, như là trong nháy mắt thay đổi một người khác, hiểu điệu hướng thấp bé mập mạp nam tử làm nũng, một đôi lộ ra một nửa quả cầu thịt theo của nàng lay động có quy luật đánh vào đối phương cánh tay, làm người ta thẳng nuốt nước miếng. Trương Uyển, cái này không phải là các ngươi công ty vâng. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trịnh Trạch Vũ, hai vị xưng hô như thế nào? Thế nhưng Trịnh Thiếu lại không theo ý của nàng, ngược lại là vẻ mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm Cố Phi Song mở miệng, hiển nhiên rất có hứng thú. Trịnh Thiếu, người thật là xấu a, có đúng hay không thấy Phi Song như vậy đại mỹ nữ, tự đã quên ta loại này hoa tàn ít bướm. Trương Uyển giận trách, hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Phi Song để lộ ra một loại cảnh cáo còn có uy hát yêu ta. Ý kia lại rõ ràng bất quá, Trịnh Thiếu là của nàng người, người Cố Phi Song đừng đánh chủ ý của hắn. Nguyên lai là Trịnh cục trưởng công tử, Trịnh Thiếu. Cố Phi Song rõ ràng trước khi tới, tự đúng tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị Thượng Lưu vòng tròn đã làm công khóa, biết đối phương là cùng Châu Thị Văn hóa cục trưởng Trịnh một trạch nhi tử, cũng hiểu hơn phân nửa Trương Uyển chuẩn bị đặt lên cái này cây bắp đùi, cho nên mới nhãn thần hữu ý vô ý cảnh cáo hắn, để cho nàng thức thời. Nào có chuyện mà. Ta không phải là xem nàng là tiểu sư muội ngươi, là người trong nhà, cho nên mới muốn nhận thức một chút sao. Trịnh Trạch Vũ nghe được ngực mình người bất mãn, đố kỵ, rất là tùy ý cười ha hả, vẻ mặt kiêu ngạo nói bất quá, ba ta chính là bản thị văn hóa cục trưởng. Còn có vị bằng hữu này thoạt nhìn không quen mặt, không phải chúng ta cùng châu người đi. Ừ, ta không phải là cùng châu người, Trần Phi nhìn đối phương bình thản trả lời. Hắn đối với những người này quả thực không thế nào cảm thấy hứng thú, vì vậy, cũng lười cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Trách không được, Phi Song, người vị bằng hữu này nếu cùng Châu Thị Nhân, Trịnh Thiếu nhất định sẽ biết. Ngươi nói đi, Trịnh Thiếu, Trương Uyển trong lòng đố kỵ, bất mãn Cố Phi Song, liên đới chen nhau đổi tiền mặt Trần Phi đều thoại lý hữu thoại, vẻ mặt khinh thường hình dạng. Đó là đương nhiên, khác không dám nói, tỉnh Giang Nam người của bên trong vòng. Ta Trịnh Trạch Vũ còn là nhận thức hơn phân nửa. Trịnh Trạch Vũ gặp Trần Phi cư nhiên như thế bình thản trả lời bản thân vấn đề, không có bất kỳ cung kính, thảo hảo hình dạng, ngay tức khắc có chút khó chịu. Vì vậy hắn ngụ ý rất rõ ràng, là Trần Phi trình tự quá thấp, còn chưa tính là bọn họ trong cái vòng này người. Vòng tròn, đại biểu cho địa vị. Ở trong cái vòng này mặt rất lâu đều muốn mạng giao thiệp, mặt mũi, nếu là có, nhận thức rất nhiều người đều nể tình. Tự nhiên kỳ thân phận, địa vị đều biết theo nước lên thì thuyền lên, làm cho không dám coi khinh. Trịnh Thiếu, ta vị bằng hữu này là theo chân Tiếu Thiếu tới. Nghe được đối phương như vậy coi thường Trần Phi, Cố Phi Song đột nhiên nhớ tới trước Tiếu Minh đối với mình nhắc nhở còn có căn dặn, ngay tức khắc mở miệng nói. Đồng thời khẩn trương nhìn lén theo Trần Phi, rất sợ đối phương bởi vì mình liên lụy mà đã bị trào phúng, mà tức giận. Tiếu Thiếu, Tiếu Minh. Hắn nhưng thật ra miễn cưỡng xem như là người của bên trong vòng. Trịnh Trạch Vũ nghe vậy nao nao, sau đó không thể đưa không ngang đầu nói. Tiếu gia ở tỉnh Giang Nam tuy rằng hàng đầu không nhỏ, có chút lực ảnh hưởng, nhưng hắn Trịnh Trạch Vũ tự tin hay là muốn cường ra đối phương một đầu, vì vậy tư thái cao như vậy, lấy một loại cấp trên hình dạng bình phán. Dù sao ba hắn thế nhưng cùng Châu Thị Văn hóa cục trưởng, nguyên bản những thành thị khác đồng cấp có thể sánh được. Tỉnh lỵ thành thị một trưởng cục. Nói ra đều hoàn toàn khác nhau. Ha ha, thế mà Trần Phi nghe xong chỉ là cười cười, cũng lười đang cùng loại này tự nhận là cảm giác tốt đẹp chính là tên lời thừa, gật đầu, lôi kéo Cố Phi Song xoay người ly khai. Ngươi, gặp Trần Phi nói đều lười đang trả lời hắn một câu, hời hợt liền đi, thậm chí ngay cả bất luận cái gì khách sáo ngôn ngữ cũng không có, nhưng lại đem Cố Phi Song lôi kéo ly khai,
Cái này khiến Trịnh Trạch Vũ nhất thời cực kỳ khó chịu, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Phi, trang cái gì, vật gì vậy? Bất quá hắn cũng là người có thân phận, không thích hợp tại đây loại trước mặt mọi người cùng một tiểu nhân vật tính toán xé rách ra mặt, hùng hùng hổ hổ sau, cũng không có nói thêm nữa cái gì khác. Bên kia, Trần Phi lôi kéo Cố Phi xong lại trở về phòng khách, tùy tiện tìm một người không thì rất nhiều góc. Trần Thiếu, cái này Trịnh Trạch Vũ phụ thân là bản thị văn hóa của cục trưởng, hơn nữa có người nói theo Quảng Di An Tổng cục nội bộ cũng có liên hệ, mạng giao thiệp rất rộng, tại bổn thị rất có thực lực. Cố Phi xong rõ ràng còn không có từ chuyện lúc trước đi ra, tiểu tụy vì lo lắng nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Nga, được rồi, vừa rồi nghe cô đó nói tranh cái gì. Hai người các ngươi có mâu thuẫn, Trần Phi bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Cố Phi xong nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút buồn bực mở miệng nói cái này, kỳ thực chính là gần nhất cùng châu thì có vài cái xí nghiệp, chuẩn bị liên thủ chúng ta Hoa Số truyền thông đầu tư, chế tác nhất bộ đại thành bản điện ảnh. Trong đó nam nữ nhân vật chính đều đã xác định tốt rồi, là chúng ta Hoa Số truyền thông nhất ca 1 tỷ, trong ngoài nước nổi tiếng điện ảnh và truyền hình siêu sao. Đến mức còn dư lại nữ số 2, cái kia Trương Uyển tỷ rất muốn bắt được, ta cũng muốn xem có cơ hội hay không tranh một chuyến, vì vậy tựu. Nguyên lai ngươi và nàng đều là Hoa Số truyền thông, Trần Phi nghe vậy nho nhỏ kinh ngạc. Hoa Số truyền thông, đây chính là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty. Chính mình mấy vị sinh động ở đại màn huỳnh quang, giới ca hát siêu nhân khí siêu sao, thậm chí cùng nước ngoài chứa nhiều nghiệp giới danh xí đều có vãng lai, lực ảnh hưởng cực lớn, ngay cả Trần Phi loại này bình thường không thế nào quan tâm điện ảnh và truyền hình vòng giải trí người, đều đối kỳ có biết một. Hai, cũng khó trách hắn sẽ có một ít kinh ngạc. Ừ, Cố Phi xong gật đầu cười, lại cùng Trần Phi cười trò chuyện nổi lên những chuyện khác. Xin chào. Xin hỏi ngươi là Cố Phi Song Cố tiểu thư sao? Tha thứ mời ta tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân họ Vương, danh nhạc sáng chói, thúc thúc ta là Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải. Không biết có thể hay không có vinh hạnh mời tiểu thư Mỹ Lệ ngươi nhảy một chi vũ? Không biết là bởi vì Cố Phi Song chân thực quá hấp dẫn người, hay là bởi vì cái gì khác, sao không ngờ có một vị ăn mặc cạn màu xám phân nhánh yến đuôi lễ phục dạ hội màu xám nắng tóc nam tử xuất hiện. Một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp mời Cố Phi Song khiêu vũ. Cái này tông phát nam tử tên là Vương Nhạc Sáng Chói, là tỉnh Giang Nam đệ nhất đại châu bảo xích xí nghiệp Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải cháu trai. Vương Khải năm mới bởi vì ra một hồi tai nạn xe cộ, để lại di chứng, không cách nào sinh dục, vì vậy những năm gần đây buôn bán lời tiền sau, cũng đem không ít tinh lực đặt ở thân thích tử nữ bên kia bồi dưỡng trên, coi như là có cái ký thác tinh thần. Vì vậy cái này Vương Nhạc Sáng Chói ở tỉnh Giang Nam vòng tròn nội coi như là rất nổi danh, hơn nữa lúc này đây về Hoa Số truyền thông điện ảnh đầu tư, Kim Tôn Châu Bảo xem như là một cái đại đầu, vì vậy cũng khó trách hắn lúc này cao như vậy điều. Không có ý tứ, Cố tiểu thư tối nay là ta bạn gái, cho nên vẫn là mời đi sang một bên đi. Thấy thế Cố Phi xong do dự mà đều còn chưa mở miệng, Trần Phi cũng đã thản nhiên nói. Nói đùa. Đối phương loại thái độ này hoàn toàn là không đem hắn không coi vào đâu, xem hắn là không khí. Nhìn không thấy. Ngươi là ai, ngươi không nghe được ta nói, không biết vua ta Nhạc Sáng Chói thân phận. Tông phát nam tử Vương Nhạc Sáng Chói nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, chất vấn. Nhược trí. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt giễu cợt một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại là loại này chỉ số thông minh người, ngươi thân phận gì, cùng có dám quan hệ. Bất quá hắn cũng lười cùng đối phương xính miệng lưỡi cực nhanh, xoay người kéo Cố Phi song tay, thản nhiên nói chúng ta đi thôi. Đứng lại. Vương Nhạc Sáng Chói nghe vậy thần sắc đại biến, vẻ mặt âm trầm nói Cố Phi song tiểu thư, ngươi nên biết chúng ta Kim Tôn Châu Bảo thế nhưng lúc này đây điện ảnh vài đại đầu tư thương một trong. Như ngươi vậy không để cho vua ta Nhạc Sáng Chói mặt mũi, là không phải là không muốn tố diễn bộ phim này. Hắn cư nhiên chuyện này đến uy hát yêu ta. Vương Thiếu. Không phải là, ta, vừa nghe đến đối phương lời như vậy, Cố Phi song sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Trái tim bang bang nhảy. Câm miệng. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi chợt mở miệng khiển trách chỉ ngươi loại phế vật này, coi là vật gì vậy. Thật cho rằng dựa trong nhà có quyền thế, có thể muốn làm gì thì làm. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Bởi vì trước Tiêu gia Tiêu Thiên nhường sự kiện kia. Hắn lúc đầu tâm tình tựu không tốt lắm,
mà nay bị đối phương như vậy nhược chí vậy Vương đại thiếu trực tiếp đụng vào, khẳng định tâm tình càng không dễ, cũng lười lại nói nhảm nhiều. Trần thiếu, đại phi, giữa lúc hiện trường tức giận càng ngày càng không tốt thời gian, cách đó không xa đột nhiên có hai nam một nữ từ lầu hai thang lầu gian đi xuống, sau đó ngay tức khắc hướng bọn họ bên này bước nhanh đi tới, chính là Tiếu Minh còn có Hoa Chí Nam đám người. Các ngươi có thể rốt cục xuống, lại đợi lát nữa, phỏng chừng ta cũng đã ly khai. Thấy bọn họ đi tới, Trần Phi giơ chén rượu cùng bọn họ đụng một cái. Ly khai, Trần thiếu ngươi lời nói này. Tiếu Minh nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt ngay tức khắc quan sát một chút không khí chung quanh, nhất thời trong lòng hiểu rõ mấy phần, xoay người hướng Trịnh Vương Nhạc Sáng chói lạnh lùng nói Vương thiếu, Trần thiếu là ta Tiếu mỗ người quý khách, mọi người cũng có cái gì hiểu lầm. Bằng không, cũng đừng trách ta Tiếu mỗ người không nói tình cảm. Mà khi hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Nhất là ở Vương Nhạc Sáng chói Vương đại thiếu trong lỗ tai, càng cho rằng đây rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Không nên đắc tội người, đừng làm rộn ra hiểu lầm không cần thiết, cái này cùng gọn gàng dứt khoát cảnh cáo bọn họ không có gì khác nhau. Có thể nào không giận? Tiếu thiếu ngươi lời nói này, xem ra, vị này Trần thiếu mặt mũi muốn so với chúng ta lớn hơn nhiều a. Vương Nhạc Sáng chói lạnh giọng nói. Hắn thấy, bản thân đường đường Kim Tôn Châu Bảo đại thiếu thân phận, dựa vào cái gì liền đối phương chính là một cái cùng quỷ cũng không bằng, đây là đang đánh mặt của hắn sao? Cái gì Trần Phi coi là vật gì vậy, có tư cách cùng hắn Vương đại thiếu so với sao? Vương thiếu, xin chú ý ngươi, Tiếu Minh mặt lạnh còn suy nghĩ gì, lại bị đứng ở một bên Trần Phi cắt đứt. Chúng ta đi thôi, cùng những, này óc có vấn đề tên đứng chung một chỗ, ta sợ thông minh của mình cũng theo giảm xuống. Trần Phi là lười ở phản ứng bọn họ, cười chỉ cách đó không xa phòng khách góc. Mà hắn bây giờ giọng nói, còn có lời kia nói ra nội dung, hoàn toàn giống như là đối phương Vương Nhạc Sáng chói người này bất tiết nhất cố vậy, thật lười lại cùng bọn họ lời thừa. Trên thực tế, sự thực cũng quả thực như vậy, đơn giản chính là cái không tiền đồ nhà giàu đệ tử, nhà nội, mọi người khách khí tâm sự thiên còn chưa tính, còn muốn tự cao tự đại, bưng tư thái, ai chim ngươi. Mà Trần Phi như vậy không nhìn thái độ của bọn họ, cộng thêm giễu cợt nói, trực tiếp những Vương Nhạc Sáng chói hình như thành sôi nổi ở làm đơn độc nhảy nhót vở hài kịch vậy, nộ được không được. Bị trong mắt hắn một cái không có thể lượng, không địa vị tiểu tử trở thành nhảy nhót vở hài kịch, có thể nghĩ, hắn lúc này trong lòng là có bao nhiêu sao phẫn nộ, phổi đều phải khí nổ. Bất quá Tiếu Minh cũng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn từ Hoàng thiếu nào biết không ít về Trần Phi chuyện tình. Đặc biệt trước Bắc Sơn thị cục công an cục phó, phân cục cục trưởng, bởi vì dám đối với phó Trần Phi, hiện tại trực tiếp đi trong ngục giam ngồi chồm hổm theo, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài. Còn có hư hư thực thực phía sau màn độc thủ Bắc Sơn thị Chu Trác phó thị trưởng, căn cứ bọn họ Tiếu ra tình báo, hôm nay cũng là tình huống nguy cấp, quan chức lung lay sắp đổ. Chớ nói chi là hiện tại Hoàng thiếu phụ thân, Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng còn là Trần thiếu trung thực người ủng hộ. Phải biết rằng, đây chính là hiện nay Bắc Sơn thị có hy vọng nhất tiếp nhận chức phụ thị trưởng, thị uy phó chức thư ký quan trường người tâm phúc, vì vậy Vương Nhạc Sáng chó nhằm nhò gì. Hầu như không hề nghĩ ngợi, Tiếu Minh tự cười gật đầu nói vâng, Trần thiếu. Hắn là hoàn toàn không bất kỳ do dự nào, ở Trần Phi cùng Vương Nhạc Sáng chói cái này giữa hai người, lựa chọn Trần Phi. Tiếu Minh, ngươi, mà ở nhìn thấy Tiếu Minh cư nhiên như thế không cho mình đám người mặt mũi, Vương Nhạc Sáng chói lúc này thực sự là liên phổi đều phải khí nổ. Nhưng vào lúc này, lại có mấy người từ xa loan hội sở lầu hai thang lầu gian đi xuống, trong đó người cầm đầu mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, rõ ràng là trước Trần Phi từng ở Bắc Sơn đã gặp Lưu Thành, Lưu Chu lão gia tử nhi tử. Ngoài ra còn có hai người một tả một hữu lạc hậu Lưu Thành nửa bước, một người trong đó lớn lên có điểm giống như Tiếu Minh, mà tên còn lại, diện mạo lại cùng Vương Nhạc Sáng chói có chút cùng loại. Tiếu Minh chuyện gì xảy ra? Thế nào dối bời? Ba người kia vừa đưa ra, liền nghe thế biên dối bời, vị kia lớn lên có điểm giống như Tiếu Minh trung niên nhân nhíu mày nói. Vương Nhạc Sáng chói hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn đang lúc bọn hắn bóp cái thời gian, trưởng bối cư nhiên xuống. Trong lúc nhất thời đều có chút há hốc mồm, nhìn lẫn nhau không biết trả lời như thế nào. Ba, vị này chính là Trần Thiếu, chính là Hoàng Thiếu trong miệng vị kia. Ngược lại thì Tiếu Minh sắc mặt thản nhiên,
hướng cha mình nháy mắt. Trần Thiếu, chẳng lẽ là, bị Tiếu Minh xưng là ba trung niên nam tử nghe vậy cả kinh, sau đó trên mặt ngay tức khắc hiện ra lau một cái nhiệt tình màu sắc, vươn tay ra muốn đi cùng Trần Phi nắm một chút, lại bị đứng ở trước mặt hắn người nào đó giành trước. Trần bác sĩ, buổi tối tốt, thật cao hứng cư nhiên có thể ở cái này nhìn thấy ngài. Chính là Lưu Thành Cước ở trước mặt hắn kích động nói. Ngươi là, Nga, ngươi là Lưu lão gia tử nhi tử. Trần Phi khởi điểm còn ngẩn người, sau đó mới nhớ tới đối phương là ai, không mặn không lạt mở miệng, cũng không có đặc biệt nhiệt tình ý tứ. Trong mắt hắn, đối phương chỉ là hắn một bệnh nhân nhi tử, nhiều lắm chỉ là có chút tiền mà thôi, huống hồ còn đã từng nghi vấn quá y thuật của hắn, tự nhiên không có gì hay sắc mặt. Có thể hắn cái này không mặn không lạt thái độ, lại khiến ở đây tất cả mọi người một trận há hốc mồm. Đặc biệt Cố Phi xong, Trương Uyển, phải biết rằng, Lưu Thành đúng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, hoa số truyền thông chủ tịch, ở quốc nội thậm chí Á Châu điện ảnh và truyền hình, vòng giải trí, đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa đại nhân vật, lại cư nhiên ở một người trẻ tuổi trước mặt như vậy khiêm tốn, thậm chí còn ở xưng hô trên dùng một cái ngài tự, điều này làm hắn các quả thực cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Tiếu lão ca, Lưu Tổng, không biết vị tiểu huynh đệ này là... Tiếu Minh phụ thân phản ứng, còn có Lưu Thành bây giờ cung kính khiêm tốn, đều bị một vị khác lớn lên có chút vương nhạc sáng chói trung niên nhân dân để ở trong mắt, trong lòng không tự chủ run rẩy, nhịn không được mở miệng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời làm vương nhạc sáng chói cả người run lên, sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt mấy phần, một lòng thoáng cái chìm đến rồi vực sâu, nhịn không được trong lòng gọi vào song song. Hắn hiện tại coi như là đầu heo. Cũng minh bạch bản thân mới vừa tư thái, cái giá bày sai lầm rồi đối tượng, làm hắn trêu chọc phải một cái không chọc nổi người. Vị này chính là, Lưu Thành đang muốn giới thiệu một chút, thế nhưng Trần Phi chợt khoát tay áo, nói Lưu Tổng không cần giới thiệu ta, dù thế nào ta cũng chính là đến tham gia náo nhiệt. Nga, được rồi, hai vị này đều là bằng hữu của ta, tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu đi. Trần Phi trực tiếp phật vị kia lớn lên giống vương nhạc sáng chói trung niên nhân mặt mũi, xoay người lôi kéo Hoa Chí Nam còn có Tiếu Minh tay nói, khiến mọi người tại đây hơi biến sắc mặt, đặc biệt vị kia lớn lên giống vương nhạc sáng chói trung niên nhân. Phải biết rằng, hắn chính là Giang Nam là đệ nhất đại châu bảo xích xí nghiệp kim tôn châu báu người cầm quyền Vương Khải, bình thường ngoại nhân nịnh bợ hắn cũng còn không kịp, lúc nào giống bây giờ, chính là một người trẻ tuổi cũng dám trực tiếp vẫy sắc mặt cho hắn xem. Hơn nữa còn là không giải thích được, thái độ thập phần lãnh đạm. Lưu Tổng, ngược lại thì Tiếu Minh, Hoa Chí Nam hai người nghe vậy hết sức kích động, hướng về Lưu Thành nét mặt khách khí chắp tay. Bọn họ đương nhiên biết rõ đối phương vị này Lưu Tổng thân phận, đây chính là quốc nội lớn nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty Hoa Số truyền thông Lão Tổng, có tài sản đạt tới hơn 10 ức, ở quốc nội tuyệt đối cũng coi là tiếng vang đương đương nhân vật số 1. Vì vậy có thể cùng người như vậy lôi kéo quan hệ. Tại sao có thể không để cho bọn họ kích động ni? Vị này chắc là Tiếu Tổng công tử đi, còn có vị này, chắc là Tiếu công tử bằng hữu đi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Lưu Thành mặc dù có chút nghi hoặc Trần Phi vì sao thái độ như thế, chẳng lẽ là Vương Khải đã từng đắc tội quá hắn? Nét mặt còn là khách khí hoàn lễ nói, cho đủ Trần Phi mặt mũi. Còn có vị này, Hoa Số truyền thông tân nhân Cố Phi xong. Lưu Tổng nếu dễ dàng, xin chiếu cố một. Hai, Trần Phi nghe vậy lại mở miệng nói. Đến bây giờ hắn còn cũng không rõ ràng lắm, Lưu Thành chính là hắn trong miệng Hoa Số truyền thông lớn nhất bo SS, vì vậy lời này nghe mới hơi có chút kỳ quái. Bất quá, Cố Phi xong gặp Trần Phi đem bản thân giới thiệu cho công ty mình lớn nhất bo SS, đồng thời còn cố ý thỉnh hắn chiếu cố một hai thời gian, một trái tim không khỏi kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì nội tâm kích động có điểm biến đỏ. Hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mặc dù là bản thân có chút danh tiếng cũng cần ngưỡng vọng nhà mình công ty lớn nhất bo SS, hôm nay lại cư nhiên có thể mặt đối mặt thỉnh hắn cố ý chiếu cố một chút, đây quả thực giống như là từ không trung rơi hãm bính vậy, kích động không cách nào tự ức. Mà đứng ở Trịnh Trạch Vũ bên cạnh Trương Uyển một nghe nói như thế, nguyên bản mặt đỏ thắm thoáng cái tựu trắng, hai tay không ngừng run rẩy. Hắn ở vòng giải trí trà trộn nhiều năm như vậy. Đương nhiên biết rõ nếu thật có thể đủ bị Hoa Số truyền thông Lão Tổng Lưu Thành đặc biệt chiếu cố, cái này ý vị như thế nào. Hắn kéo nhà trai tay nhìn không được run, trong lòng hốt hoảng. Hoa Số truyền thông, đó không phải là... Ngạch, Lưu Tổng nghe vậy sửng sốt nửa ngày,
cái này mới phản ứng được. Hoa số truyền thông không phải là dưới tay hắn tập đoàn công ty sao? Lưu Tổng, ta gọi là Cố Phi Song, là được tư năm ngoái mới ký xuống diễn viên. Cố Phi Song gặp Lưu Thành sắc mặt, ngay tức khắc tự minh bạch chuyện gì xảy ra, thông minh giải vây nói. Làm quốc nội lớn nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty lão tổng, Lưu Thành hầu như có thể nói là mỗi ngày đều ở bận rộn trung độ trôi qua, vì vậy tự nhiên sẽ không đi chú ý công ty lúc nào lại ký một tân nhân. Hắn sở chú ý mục tiêu, đều là công ty vai chính tử, có chừng mấy cái siêu cấp lớn minh tinh. Mà hắn đang nghe Cố Phi Song nói sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay ra cùng với cầm, nhưng lại tận lực đưa lên một chương danh THIOTA của mình nếu là Trần bác sĩ phân phó, ta đây tự nhiên không dám chậm trễ. Cố tiểu thư về sau ở công ty nếu có cái gì đặc biệt cần phải giúp một tay sự tình, tự gọi điện thoại cho ta đi, cái này là danh THIOTA của ta. Cảm tạ Lưu Tổng, cảm tạ Lưu Tổng, Cố Phi Song tiếp nhận Lưu Thành danh THIOTA, kích động trái tim nhỏ đều dường như muốn nhảy ra ngoài, mặt cười đều bởi vậy đỏ lên. Có hắn Lưu Thành những lời này, về sau vòng tròn nội ai dám tìm nàng phiền phức. Mà một bên Trương Uyển gặp Cố Phi Song cư nhiên có thể bắt được nhà mình lão tổng tư nhân danh THIOTA, hơn nữa về sau còn có thể bị đặc biệt chiếu cố, nhất thời ước ao ghen tị muốn chết, hận không thể giành lấy, vẻ mặt đố kỵ. Đa tạ Lưu Tổng, ngươi thật giống như cùng bằng hữu ngươi rất bận rộn, ta đây tựu không quấy rầy các ngươi nhã hứng, hẹn gặp lại. Trần Phi giơ cử chén rượu trong tay, cùng đối phương uống một chút, theo cùng Hoa Chí Nam đám người cười ly khai. Thúc thúc, ngươi xem tiểu tử thúi kia thật là lớn cái giá, thậm chí ngay cả ngươi cũng dám vẫy sắc mặt xem. Mà khi Trần Phi đám người một sau khi đi, Vương Nhạc sáng chói ngay tức khắc chen đến bản thân thúc thúc bên cạnh thấp giọng nói. Câm miệng cho ta. Thế nhưng Vương Khải lại đổ ập xuống hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó ngay tức khắc lại lần nữa tìm tới Lưu Thành giải thích, hy vọng có thể tiêu trừ giữa hai người hiểu lầm. Lưu Tổng, người vị bằng hữu kia có đúng hay không nhận lầm người, ta cũng không giống như nhận thức hắn, cũng không có đắc tội quá hắn. Trong mắt hắn, có thể bị đường đường hoa số truyền thông lão tổng trịnh trọng như vậy chuyện lạ đối đãi người, kỳ thân phận, địa vị tuyệt đối không thấp, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Hắn Vương Khải tự nhiên không muốn hy lý hồ đồ tự tạo cường địch như vậy. Hơn nữa chớ nhìn hắn thủ hạ chính là Kim Tôn Châu Bảo, hôm nay chính vững vàng đem cái này theo tỉnh Giang Nam Châu Bảo hành nghiệp vị trí thứ nhất, trên thực tế hắn gần nhất cũng gặp được rất nhiều đau đầu sự tình, loạn trong giặc ngoài, cho nên mới vội vội vàng vàng muốn từ ngoại bộ tìm một đột phá khẩu, hoa số truyền thông gần nhất chuẩn bị chế luyện bộ này đại thành bản điện ảnh, đúng là hắn đẹp mắt nhất đối tượng đầu tư. Phải. Vương Tổng không nghĩ tới người thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời a. Người không có tội Trần tiên sinh, lẽ nào người bên cạnh người cũng không đắc tội hắn sao? Nếu không người cho rằng bằng Trần tiên sinh thân phận, vì sao phải làm như vậy? Lưu Thành còn chưa nói hết, một bên Tiểu Minh phụ thân Tiếu Tổng lại nói chuyện, trong con người tràn đầy không nhẫn nại được trào phúng cùng tiêu ý. Hiển nhiên, hắn mới từ nhà mình nhi tử nào biết không ít tin tức. Vương Tổng, xin lỗi. Xem ra chúng ta trước sở nói hợp tác được suy tính một chút. Trần bác sĩ là ta thập phần tôn kính người, ta phải đem ý nghĩ của hắn cân nhắc ở bên trong. Đúng lúc này, Lưu Thành cũng mặt không thay đổi mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Vương Khải, Tiếu Minh phụ thân toàn bộ đều đổi sắc mặt, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên ở đối phương trong lòng địa vị trọng yếu như vậy, chỉ là một hồi hiểu lầm, sẽ đem cùng lớn nhất đầu tư thương chuyện hợp tác khác lại. Muốn suy tính một chút, đây quả thật là làm bọn hắn không nghĩ tới. Đặc biệt Tiếu Minh phụ thân, hắn tuy rằng từ con trai mình trong miệng biết được một ít về Trần Phi chuyện tình, có thể vậy cũng vẻn vẹn Hạn Vu Bắc Sơn Thị, Hạn Vu Hoàng phó thị trưởng người một nhà. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả đường đường hoa số truyền thông lão tổng đều đối kỳ coi trọng như vậy, để hắn muốn buông tha mấy ngàn vạn đại đầu tư, điều này có thể làm hắn không cây ết yêu ta sợ vạn phần ni. Lưu Tổng ngươi. Chúng ta trước không phải là nói thật tốt sao? Vương Khải sắc mặt tương đương xấu xí, nhưng là kiềm chế theo không phát tác, bởi vì hắn biết rõ, đối phương lần này bày ra bộ phim này là hạ nặng tâm tư, bị rất nhiều kẻ có tiền cùng người đầu tư chăm sóc, vì vậy cũng không kém hắn nhà này người đầu tư. Mặc dù là không có hắn cũng sẽ có người khác cấp tốc chui vào, hoàn toàn không ảnh hưởng. Phỏng chừng cũng chính bởi vì vậy, Lưu Thành mới có thể như vậy cho Trần Phi mặt mũi, chỉ là một hồi hiểu lầm. Sẽ vì hắn đổi cái đầu tư thương. Là nói rất tốt, thế nhưng, ai bảo ngươi đắc tội Trần bác sĩ ni?
Lưu Thành nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Ba, người cái này cẩu vật, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay tức khắc cho ta đầu đuôi nói ra, nếu không, ta cắt đứt chân chó của ngươi. Vương Khải nghe vậy mí mắt vừa kéo, bỗng nhiên nghiêng người hung hăng một cái tát quẳng ở Vương Nhạc Sáng chói trên mặt, đem bên cạnh Trương Uyển sợ nhảy dựng lên. Thúc thúc, người nghe ta giải thích, đây là thật chuyện không liên quan đến ta, là cái tên kia quá kiêu ngạo, một điểm cũng không đem ta để vào mắt, vì vậy ta mới. Vương Nhạc Sáng chói tuy rằng đã trúng một cái tát, nhưng thật giống như vẫn không chịu phục, cải. Ba. Vương Nhạc Sáng chói lời còn chưa nói hết, lần thứ hai ăn vào một bạt tai.